Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 141, chó không thể không sủa, mèo không thể không ăn vụng. Bí thư Mạnh, anh nói anh em Mạnh gia đã đồng ý rồi sao? Vương Tử Quân cầm điện thoại lên, trên mặt là cảm giác vui vẻ khó áp chế, nhưng giọng điệu lại có hơi nhàn nhạt. À, Bí thư Mạnh, anh xem, trước đó đã làm tốt công tác đền bù giải tỏa nhưng bọn họ không phối hợp, bây giờ phát sinh sự việc thế này, các thôn khác còn yêu cầu không cần thu đất của bọn họ. Bây giờ thì xong, vì vậy vài vấn đề về tuyển công, tôi sẽ sắp xếp Chủ tịch Cửu Gia Thành và Bí thư Dân Cường đến tiếp xúc với những thôn khác. Lời nói của Vương Tử Quân tuy không phải là phê bình nhưng cũng làm cho Bí thư Mạnh đỏ mặt. Bí thư Vương, anh xem, đều do tôi công tác không đủ mạnh, gây phiền toái cho ủy ban. Vương Tử Quân thấy Bí thư Mạnh nói chuyện ấp úng thì cười hì hì, trong miệng lại nói câu trấn an. Không có gì, tôi không truy cứu thái độ của anh, vì anh là đảng viên, chút tư tưởng giác ngộ là phải có, xe lửa có chạy nhanh cũng nhờ đầu tàu kéo đi. Bí thư Mạnh khúm núm đồng ý, lão chùi mồ hôi chán, trong lòng thầm an tâm hơn rất nhiều. Dù thế nào thì chiêu này thành công cũng không làm cho những thôn khác tiếp tục chạy tranh giành chỉ tiêu, vì vậy cũng coi như là kết quả tốt. Cái gì? Bắt được một người hành tung khả nghi. Anh ta nói mình là phóng viên. Có giấy chứng nhận không? Vương Tử Quân nhíu mày theo bản năng. Hắn tuy không sợ phóng viên nhưng vấn đề này có hơi kỳ quặc. Một phóng viên sao lại chạy đến thôn Hậu Chuân? Sau khi kết thúc trò chuyện với Bí thư Mạnh, Vương Tử Quân chợt ý thức được sự xuất hiện của tên phóng viên kia có vấn đề, có âm mưu gì đó, mà xã Tây Hà Tử cũng không phải nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Lần trước khi ký kết hợp đồng với tập đoàn Chính Hồng thì huyện ủy đã chào hỏi truyền thông, phòng tuyên truyền lại chuẩn bị xe đưa đón, thế nên mới đưa đến vài tên phóng viên, bây giờ thôn Hậu Chuân sao lại xuất hiện phóng viên. Hơn nữa lại vào đúng thời điểm anh em Mạnh gia đang náo loạn với ủy ban vì vấn đề đền bù đất đai. Dựa theo kinh nghiệm công tác ở tuyến cơ sở, những chuyện náo loạn về đất đai thế này thường cưỡng chế giải quyết, phát sinh xung đột cũng là khó tránh khỏi. Mỗi khi gặp sự kiện đền bù giải tỏa thì ủy ban đều có một câu, phòng hỏa, phòng trộm, phòng phóng viên. Nếu như chút chuyện hành chính như vậy bị phóng viên chọc ra, xử lý thì dễ nhưng sẽ liên quan đến mũ quan của cán bộ lãnh đạo. Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, hắn nhấc điện thoại gọi đến đồn công an xã, chưa đến 5 phút sau thì Triệu Tứ Dược đã vội vàng chạy đến. Bí thư Vương, anh tìm tôi sao? Triệu Tứ Dược biểu hiện rất cung kính, hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân và nói lời vấn an. À, dạo này đồn trưởng Triệu có vẻ rất bận rộn. Vương Tử Quân phất tay cho Triệu Tứ Dược ngồi xuống, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Tứ Dược dù thật sự có việc trong lòng, thế nhưng cũng là một cán bộ công tác lâu năm, Vương Tử Quân hỏi như vậy cũng không nghĩ ngợi như vậy mà liên tục kêu khổ. Bí thư Vương, thật sự không có biện pháp, tôi chỉ có chức vụ nhỏ ở đồn công an xã nhưng cũng đủ lục phủ ngũ tạng. Những ngày qua tôi chạy như ngựa, vừa nắm trị an vừa làm công tác tư tưởng, còn có vụ án mạng năm ngoái, bên trên yêu cầu quá nghiêm, án mạng phải phá, đã là vụ án mà Cục Công an thành phố lên tiếng đốc thúc. Nói thật với Bí thư Vương, tôi đây thậm chí còn không có thời gian đứng thở. À, gánh vác vấn đề an toàn cho một xã, Tứ Dược, trọng trách trên vai của anh rất nặng. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ những gì Triệu Tứ Dược đang kêu khổ, trong lòng hắn như một tấm gương sáng. Không phải muốn nói lý do vì sao ít chạy đến chỗ tôi sao? Giải thích chẳng qua chỉ là những lời nói nhảm, có được gì đâu. Bí thư Vương, anh yên tâm, cho dù bận rộn, chỉ cần ủy ban có lời mời, tôi cũng sẽ chạy đến ngay. Triệu Tứ Dược nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng nghiêm trang đảm bảo. À, như vậy cũng tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thuận miệng sắp xếp. Anh chuẩn bị một chút, chúng ta đi đến thôn Hậu Chuân một chuyến. Đi đến thôn Hậu Chuân, chẳng lẽ Vương Tử Quân cùng đường, chuẩn bị dùng lực lượng của đồn công an để giải quyết vấn đề đất đai của anh em Mạnh gia. Những ngày qua Triệu Tứ Dược vì thị hiềm nên tránh mặt, cũng không nghe được chút tin tức gì liên quan đến ủy ban xã, dù biết Vương Tử Quân tổ chức họp, cũng không biết nội dung cuộc họp là gì. Triệu Tứ Dược cũng không thèm quan tâm, hắn thấy xã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Vương Tử Quân không tổ chức họp cán bộ thôn mới là lạ. Vâng, Bí thư Vương. Tôi phải đi gọi người. Triệu Tứ Dược nói, trên mặt có hơi vui sướng. Triệu Tứ Dược nhíu mày, chút biến hóa rất nhỏ này bị Vương Tử Quân thu vào trong mắt, trong lòng hắn vốn có chút hoài nghi, bây giờ càng có vài phần kết luận với suy đoán của mình. Anh ra trước đi. Vương Tử Quân phất tay nói,
tỏ ý cho Triệu Tứ Dược đi trước sắp xếp, mà chính mình thì ngồi xuống bàn làm việc, hai tay khẽ vuốt lông mày. Bộ dạng này của Vương Tử Quân rơi vào trong mắt Triệu Tứ Dược, làm cho trong lòng hắn bùng lên chút khoái cảm, đó chính là vị bí thư này đang rất mệt mỏi. Cái gì gọi là mệt mỏi? Tất nhiên là phiền toái đến từ thôn Hậu Chuân. Chỉ cần sau sự kiện này thì anh cũng không còn phải mỏi mệt nữa. Một ý nghĩ chợt bùng lên trong đầu Vương Tử Quân khi Triệu Tứ Dược bước ra khỏi phòng. Triệu Tứ Dược quay về đồn công an, hắn gọi tâm phúc của mình, chính là Hào Đại Phát vào trong phòng làm việc. Hào Đại Phát hơn 20 tuổi, dĩ vãng chính là một tên côn đồ trên đường gần xã Tây Hà Tử, sau đó được tuyển vào làm đội viên phòng ngự của đồn công an xã, được Triệu Tứ Dược chiêu an. Đồn trưởng Triệu. Hào Đại Phát dù ở bên ngoài hoành hành ngang ngược đã quen nhưng đứng trước mặt Triệu Tứ Dược lại vô cùng cẩn thận, hắn đi đến phòng làm việc của Triệu Tứ Dược rồi cung kính chào hỏi. Đến đây, đứng đó làm gì, tao có thể ăn mày sao? Triệu Tứ Dược trừng mắt nhìn, trong miệng lên tiếng chửi mắng, mà Hào Đại Phát cũng nhếch miệng cười rồi chà sát tay nói. Anh tìm tôi có việc gì? Người sống giữa đất trời có một vài việc giống như không thể nói lý, có người nói hòa nhã thì cảm thấy xa lạ, có kẻ không nói hai lời, gặp mặt là chửi mắng, như vậy lại trở nên dễ sai bảo, trong lòng lại hướng về phía người nói, Triệu Tứ Dược và Hào Đại Phát là loại quan hệ thế này. Khi thấy ly nước của Triệu Tứ Dược đã không còn, Hào Đại Phát tranh thủ châm đầy. Đúng lúc này Triệu Tứ Dược đứng lên cầm ly nước duy nhất trên bàn đặt xuống trước mặt Hào Đại Phát, lúc này Hào Đại Phát thấy Triệu Tứ Dược tự tay rót nước cho mình, hắn sợ co rúm chân tay, trong miệng kinh hoàng nói. Đồn trưởng Triệu, chuyện rót nước thế này để tôi tự mình xử lý, tôi cũng không dám làm phiền ngài. Nếu như là trước kia Triệu Tứ Dược sẽ biết thời biết thế, chút chi tiết nhỏ nhặt thế này thì hắn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ hắn lại không thèm phân trần, trực tiếp cầm lấy bình nước. Hào Đại Phát thấy hành vi khác thường của Triệu Tứ Dược, đối phương khách khí với mình như vậy, trong lòng tràn đầy không yên. Hắn thà để cho Triệu Tứ Dược chỉ mũi mắng vài câu, đạp mạnh vài cái cũng không muốn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như đầy sâu bọ, ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không thể nào gãi đúng điểm ngứa được. Hào Đại Phát cũng không ngốc, hắn biết rõ tính cách của Triệu Tứ Dược, lãnh đạo khách khí với mình, không phải là chuyện gì tốt, thậm chí có thể là điểm xấu chuẩn bị khai đao. Nghĩ đến bộ dạng cao cao tài thượng của Triệu Tứ Dược vào lúc thường ngày, lại liên tưởng đến tình hình bây giờ, Hào Đại Phát cảm thấy tâm tình như treo ngược lên, rất bất ổn. Chẳng lẽ Triệu Tứ Dược sẽ xử lý mình? Có chuyện gì mình xử lý không tốt rơi vào trong tai đồn trưởng Triệu rồi sao? Là quan hệ bất chính với người phụ nữ kia, hay là vì mình thu 200 đồng của Vương Lão Ngũ? Một mớ ý nghĩ bùng lên trong đầu Hào Đại Phát, hắn là kẻ trong lòng có quỷ, chỉ cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi chảy xuống tong tong. Đồn trưởng Triệu, tôi sai rồi. Hào Đại Phát cắn răng và cho ra quyết định, nếu giấu giếm trước mặt đồn trưởng Triệu, như vậy không bằng thẳng thắn nói ra, như vậy sẽ thuận tiện để tranh thủ một chút khoan dung. Triệu Tứ Dược tất nhiên biết rõ Hào Đại Phát là ai, bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, tất nhiên trong lòng sẽ hiểu có vấn đề. Hắn vừa vặn có việc cần sắp xếp cho Hào Đại Phát, thế là cười thầm, tôi còn chưa nói gì thì anh đã bị chụp vào, đúng là không ra gì. Cậu còn biết sai rồi sao? Thấy Hào Đại Phát không nói lời nào thì Triệu Tứ Dược dùng vẻ mặt âm trầm hỏi. Đồn trưởng Triệu, tôi không nên đến với người phụ nữ ở phố sau, tôi làm ra sự việc này thật sự là không thể chịu nổi. Hào Đại Phát ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ Dược, sau đó lại vội vàng cúi đầu giống như một đứa bé bị bắt làm kiểm điểm vậy. Chóng mặt, tiểu tử này có quan hệ với một người phụ nữ ở phố sau. Triệu Tứ Dược thầm mắng Hào Đại Phát chỉ biết hái hoa ngắt cỏ nhưng trong miệng lại cười hì hì. Chỉ có chút chuyện vậy thôi sao? Tôi còn lấy tiền của người ta. Hào Đại Phát dù là tên xảo quyệt nhưng đối mặt với những người hiểu rõ mình như Triệu Tứ Dược thì khó tránh khỏi cảm giác nhút nhát, vừa sợ hãi đã phải lên tiếng. Triệu Tứ Dược không có hứng thú hỏi tiếp, nhưng Hào Đại Phát đứng phía trước như một con gà trống bại trận chờ xử lý. Đại Phát, cậu để tôi phải nói thế nào mới tốt đây? Chó không thể không sủa, mèo không thể không ăn vụng. Những chuyện hư hỏng của cậu đã sớm được người ta báo cho đồn công an, sợ rằng đã đủ khai trừ cậu hai lần rồi. Triệu Tứ Dược bày ra bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nổi trận lôi đình với Hào Đại Phát. Hào Đại Phát cũng không dám thở mạnh, Triệu Tứ Dược đi tới đi lui vài lượt trước mặt Hào Đại Phát, sau đó đặt mông ngồi xuống, lại ném cho Hào Đại Phát một điếu hồng tháp sơn. Hào Đại Phát cung kính nhận lấy điếu tú uốc, hắn bật lửa cho Triệu Tứ Dược, sau đó tranh thủ châm thuốc cho mình.
Triệu Tứ Dược tiến lên vỗ vỗ vai của Hào Đại Phát rồi nói. Cậu làm ra những chuyện hư hỏng thế này thì ai cũng đều đã biết, thế nhưng chỉ có một vài thứ cậu không biết, cậu biết vì sao mình còn được mặc bộ đồng phục này và đứng đây không? Tôi biết, biết rõ, tất cả là nhờ đồn trưởng Triệu là cây đại thụ che chở cho tôi. Hào Đại Phát cung kính nói với Triệu Tứ Dược. À, Đại Phát, cậu cảm thấy làm đội viên phòng ngự thế nào? Triệu Tứ Dược hít vào một hơi rồi thản nhiên nói. Tốt, rất tốt, đồn trưởng Triệu, tôi cảm thấy rất tốt. Hào Đại Phát nghe thấy Triệu Tứ Dược nói như vậy thì lập tức trở nên gấp gáp, tuy hắn không chính thức là cảnh sát nhân dân, nhưng qua một tháng thì thứ gì nên cầm, nên cười, nên nắm, nên có. Còn nhiều hơn cả đám cán bộ xã, nếu muốn hắn bỏ qua cho chức vụ với uy phong như vậy, hắn cũng không muốn. Nhìn cậu kìa, chẳng lẽ cậu không muốn trở thành cảnh sát chính thức sao? Triệu Tứ Dược khẽ gạt tàn thuốc, sau đó dùng giọng không đếm xỉa nói. Cái gì, là cảnh sát chính thức? Nói thật thì Hào Đại Phát tuy cảm thấy mình có thể uống được cả thùng bia, có thể hò hét vang dội nhưng đứng trước mặt cảnh sát thì vẫn biết rõ thân phận của mình. Dù là những chú cảnh sát vừa mới tốt nghiệp cũng cao cao tại thượng trước mặt hắn, hừ, không phải chỉ là một vị cảnh sát chính thức thôi sao? Hào Đại Phát thầm cảm thấy bực bội, nhưng cũng biết độ nặng lời nói của Triệu Tứ Dược. Cậu không muốn sao? Triệu Tứ Dược giống như đang dùng mọi cách để thu hút người khác, hắn lại dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Muốn, tại sao lại không muốn chứ? Hào Đại Phát nhanh chóng lên tiếng, hắn nhìn vào Triệu Tứ Dược, hai mắt sáng rực lên. Đồn trưởng Triệu, ngài có việc gì cần phân phó? Chỉ cần Hào Đại Phát này có thể làm được, dù là lên núi đao xuống vạc dầu thì tôi cũng không nuối tiếc. Nhìn xem, cậu là công an trừ hại cho dân, trừ bảo an dân, bảo vệ một phương bình an, cậu lên núi đao xuống vạc dầu làm gì? Đó là những chuyện đám côn đồ thổ phỉ làm, tôi không cần cậu làm những chuyện phạm pháp, tôi chỉ muốn cậu làm một việc nhỏ thôi. Chờ lát nữa đồn công an chúng ta sẽ cùng Bí Thư Vương đi xuống thôn Hậu Chuân, ý nghĩ của Bí Thư Vương chính là giết một người dạy trăm người, anh thấy đối tượng muốn đối phó thì ra tay ngay, dùng sức trừng trị. Triệu Tứ Dược ném điếu thuốc trong tay vào gạt tàn rồi hung hăng nói. Ra tay đánh người, cứ tưởng chuyện gì lớn lao. Hào Đại Phát vỗ ngực của mình, hắn dùng giọng sắt son đảm bảo. Đồn trưởng Triệu cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không làm anh thất vọng. Đúng rồi, đánh thành tiêu chuẩn gì? Nửa sống nửa chết. Triệu Tứ Dược cười hì hì, sau đó nói tiếp. Chủ yếu là đánh vào mặt, hiểu không? Đồn trưởng cứ yên tâm, những chuyện như vậy tôi rất quen. Hào Đại Phát vỗ ngực dùng giọng đầy đắc ý nói. Được, cậu đi gọi phó đồn trưởng Tôn đến đây, nói là tôi cho gọi. Sau khi sắp xếp xong thì Triệu Tứ Dược cười nhạt một tiếng khua tay nói với Hào Đại Phát. Khi Hào Đại Phát đi ra, chỉ một lát sau phó đồn trưởng đã đi đến. Triệu Tứ Dược dùng giọng chân thật đáng tin phân phó với vị phó đồn trưởng, để cho hắn dẫn đội ngũ cùng cán bộ ủy ban đi xuống thôn Hậu Chuân, hắn còn phải vào huyện họp. 10 phút sau. Ba gã công an của đồn công an cộng với 5 tên phối hợp phòng ngự tạo thành một đội ngũ đi về phía thôn Hậu Chuân. Triệu Tứ Dược ngồi trong phòng làm việc, hắn nhắn tin đến một số máy quen thuộc, nội dung chỉ có 3 chữ, bắt đầu rồi. Lúc này Vương Tử Quân đã triệu tập hơn 10 vị cán bộ thôn và các thành viên ban ngành đứng sẵn, khi phó đồn trưởng đến báo cáo Triệu Tứ Dược phải đi họp, Vương Tử Quân tỏ ra rất bất mãn, đồng thời cũng lên tiếng với vị phó đồn trưởng, yêu cầu Triệu Tứ Dược họp xong đến gặp mình ngay. Một chiếc xe jeep, một chiếc xe cảnh sát, cộng thêm chục chiếc xe máy tạo thành một đội ngũ xuất phát về phía thôn Hậu Chuân. Vương Tử Quân ngồi ở ghế đầu, Trương Dân Cường, Cửu Gia Thành và Tề Á Bân ngồi ở hàng ghế sau. Chương 142, dân tâm ổn thì thiên hạ hưng. Bí Thư Vương, đến bây giờ thôn Hậu Chuân vẫn còn chưa làm tốt công tác sao? Trương Dân Cường nhìn đội ngũ cán bộ hùng hậu mà dùng giọng lo lắng nói. Đã làm khá tốt. Chúng ta đi lần này chẳng qua chỉ để phô trương thanh thế, thứ hai cũng là giải quyết vấn đề của anh em Mạnh gia. Vương Tử Quân tuy có tính toán trong lòng nhưng lại không nói ra. Cửu Gia Thành và Trương Dân Cường đưa mắt nhìn nhau, cũng không thấy Vương Tử Quân có làm gì sai, dù là anh em Mạnh gia chịu thua thì hành động lần này của ủy ban cũng có thể làm kinh sợ đám người muốn làm loạn. Đoàn xe chạy đi như bay, chỉ hơn 10 phút đã đến thôn Hậu Chuân, chưa vào trong thôn thì đám cán bộ thôn đã chạy ra đón chào. Bí Thư Mạnh, thế nào rồi? Vương Tử Quân nhìn Bí Thư Mạnh rồi cố ý hỏi. Bí Thư Mạnh lúc này có việc cầu cạnh Vương Tử Quân, thế nên nóng lòng biểu hiện, nghe được câu hỏi như vậy thì nhanh chóng nói.
Bí thư Vương, việc của anh đã rất tốt, tôi đây làm việc tuyệt đối không xảy ra sự cố. Vương Tử Quân gật đầu nói. Rất tốt, Bí thư Mạnh dẫn đầu ban ngành trong thôn và rất có sức chiến đấu, vào thời điểm mấu chốt thì tôi cần những người làm việc với thái độ như vậy. Đảng ủy thật sự nhìn rõ những gì cán bộ thôn cố gắng, cũng sẽ luận công ban thưởng. Anh cứ yên tâm về vấn đề tuyển công, những chỉ tiêu này tôi đã trao đổi khá tốt, bọn họ sắp tới sẽ tiến hành huấn luyện công nhân viên, còn có tiền phí huấn luyện. Vương Tử Quân nói rồi cười. Người ở nơi nào, để cho đồn công an đến bắt người đi. Bí thư Mạnh vừa nghe thấy vấn đề tuyển công đã xong, ba con trai có công tác, lúc này vẻ mặt chợt vui tươi như đóa hoa nở bừng bừng, lão vui sướng đáp. Bí thư Vương, tên kia đang ở trong kho củi, tôi sẽ cho người đưa hắn đến. À, công an phái ra hai người đi đưa người kia về đây. Vương Tử Quân nghiêng đầu nhìn vị phó đồn trưởng ở bên kia rồi phân phó. Hào Đại Phát trước đó đã nghe lệnh của Triệu Tứ Dược, bây giờ nghe thấy tên kia đã bị người trong thôn gông cổ lại, thế là trong lòng cũng thầm than về sức chiến đấu của người trong thôn. Hắn tiến lên xung phong nhận việc, cũng sắp bước ra ngoài. Phó đồn trưởng căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, vừa nghe Hào Đại Phát tự mình chủ động tiến lên, thế là đơn giản đồng ý, lại vẫy tay gọi thêm một đội viên phòng ngự cùng đi với Hào Đại Phát. Khi đến bên canh kho củi, Hào Đại Phát nhanh chóng tiến vào trong, đúng lúc hai tên đàn ông trai tráng trong thôn đỡ một người đi ra. Tên này hơn 30 tuổi, mặc trang phục bình thường, nhìn qua có vẻ rất sạch sẽ, nhưng khi nhìn thấy hai người Hào Đại Phát thì gương mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Cảnh! Một chữ vừa ra khỏi miệng tên đàn ông kia, Hào Đại Phát đã không cho đối phương cơ hội nói chuyện, tìm chỗ ngồi không bằng tự ngồi xuống, nếu đồn trưởng đã lên tiếng, như vậy phải dứt khoát giải quyết tên này. Bốp! Một cái tát lên mặt tên đàn ông bị lôi ra, tên kia còn chưa kịp phản ứng thì Hào Đại Phát đã đấm đá liên tục. Tên này bị trói hai tay, dù không bị trói cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hào Đại Phát. Sau vài cú đấm đá, tên kia lảo đảo ngã xuống, còn bị đạp thêm vài cái. Hai tên đàn ông trong thôn phụ trách áp giải tuyệt đối không ngờ cảnh sát lại hung hãn như vậy, nhưng bọn họ lại rất hoan nghênh hành động của Hào Đại Phát. Người dưới thôn thường đối đãi rất đặc biệt với những tên trộm, hơn nữa cảnh sát vốn là mở rộng chính nghĩa, bây giờ dạy bảo đối phương như vậy, để xem sau này còn dám trộm nữa không. Khi mọi người đang giơ tay cái với hành động của đồng chí Hào Đại Phát, tên đồng bạn đi theo bên cạnh Hào Đại Phát có hơi ngây người, sau đó cũng nhanh chóng vung chân cho vài đá. Hai người liên thủ đánh một người bị trói tay, đây không phải dễ như trở bàn tay sao. Đợi đến khi nhóm Vương Tử Quân thấy được tình huống thì hai người Hào Đại Phát đã đánh đấm được một phút rồi. Có người nói một phút cũng không tính là dài, nhưng đó còn phải xem anh đang ở trong nhà vệ sinh hay là ở ngoài. Lúc này tên đàn ông bị đánh sợ rằng còn có những trải nghiệm còn khắc sâu hơn cả tình huống như vậy. Một phút không lâu, nhưng tên kia bị đánh cho máu tươi lênh láng, quai hàm cũng sưng lên, toàn thân đau đớn. Dừng tay, các người đang làm gì vậy? Vương Tử Quân nhìn tên đàn ông bị đánh, trong lòng tuy thầm cười nhưng lại nghiêm trang chất vấn. Tên phó đồn trưởng nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì cũng vội vàng chạy đến, sau đó nhanh chóng can ngăn hai người Hào Đại Phát, cuối cùng mới có thể xong việc. Đây là tác phong công tác đối đãi với người ngoài của đồn công an sao? Chưa nói lời nào đã tiến lên đánh đòn rồi à? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt vô tội của phó đồn trưởng, hắn nổi giận đùng đùng nói. Vị phó đồn trưởng kia tuy chỉ là một cái thùng rỗng, nhưng tốt xấu gì cũng là người phụ trách hành động lần này, sau khi nghe Vương Tử Quân răn dạy một câu thì cũng không dám lên tiếng. Các anh có tác phong gì vậy? Biết pháp còn phạm pháp, cái quái gì là cảnh sát, tôi thấy các anh rõ ràng là cố ý làm loạn. Tên đàn ông kia thấy được nhóm Vương Tử Quân thì giống như gặp được thân nhân, hắn vùng vẫy đứng lên dùng giọng bi phẫn nói. Hào Đại Phát thấy vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân nhưng trong lòng rất bình thản, hắn nghĩ rằng vị bí thư kia răn dạy mình chỉ là giả vờ mà thôi, đồn trưởng nói vụ này do ủy ban phân phó. Nhưng bây giờ tên bí thư kia lại giả vờ là người tốt, xem ra đám làm quan chẳng ra gì, đều là loại hai mặt. Buông người ta ra, đây là có chuyện gì? Các anh rốt cuộc muốn làm gì nữa? Vương Tử Quân vung tay lên với viên phó đồn trưởng, lại dùng giọng lạnh lùng nói. Tôi là phóng viên báo đô thị, tôi không nói đến chuyện bị thôn dân giam cầm phi pháp, các anh là cảnh sát mà đánh người, chuyện này tôi sẽ không để yên cho các người. Tên kia thấy đám cảnh sát đứng bất động thì tinh thần tỉnh táo trở lại, lớn tiếng quát mắng với đám người Vương Tử Quân. Phóng viên báo đô thị. Khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười lạnh, hắn nghiêm túc đi đến trước mặt tên phóng viên,
sau đó bắt tay đối phương nói. Đồng chí phóng viên, đã làm cho anh chịu uất ức rồi, dân chúng không biết anh, có thể là do hiểu lầm. Còn tình huống của đồn công an, tôi cũng có chút trách nhiệm, anh cứ yên tâm, ủy ban xã chúng tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục. Khi nghe thấy Vương Tử Quân liên tục nói lời xin lỗi thì tên đàn ông phóng viên càng tỏ ra kiêu ngạo. Đám cảnh sát này đánh người, còn gì để nói. Tôi muốn đi tố cáo, cho các người lộ mặt ngoài ánh sáng. Cho lộ mặt ngoài ánh sáng. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt trở nên lạnh lẽo, hắn hỏi ngược lại. Đồng chí phóng viên, cảnh sát chấp pháp có chút thủ đoạn, nhưng anh có thể cho tôi giải thích một chút không? Anh chạy vào thôn trộm thứ gì? Còn chuyện đưa ra ánh sáng thì cứ tùy anh. Vương Tử Quân vừa nói vừa vung tay với phó đồn trưởng. Đồn công an quay về phải cho ra một câu trả lời thuyết phục với những gì xảy ra ngày hôm nay, nói cách khác, tuy tôi không phải là chủ quản của các anh, nhưng tôi sẽ đề nghị huyện ủy xem xét lại trách nhiệm của các anh. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng cảnh cáo nghiêm khắc, Hào Đại Phát chợt cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đột nhiên bùng lên cảm giác xấu. Trần Vân Phàm ngồi trên xe cảnh sát, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn bắt đầu hối hận vì sao mình lại chạy đến xã Tây Hà Tử này, nếu không thì nào phát sinh sự kiện bực bội như lúc này. Chưa nói đến chuyện bị thôn dân coi là kẻ trộm và nhốt trong kho củi cả đêm, dù sao đó cũng là thôn dân, bọn họ không hiểu tầm quan trọng của phóng viên. Nhưng người của đồn công an xã lại không nói hai lời, vừa gặp mặt đã đánh, thật sự quá ngột ngạt, xin lỗi thì có tác dụng gì? Đánh chán rồi nói một lời xin lỗi là xong sao? Trần Vân Phàm nghĩ đến tình huống mình bị đánh một trận, cũng không khỏi nhớ đến mục đích chuyến đi này của mình. Hắn trước đó ôm một giấc mộng rất cao, bắt xe từ thành phố về huyện rồi về xã, lại bắt xe máy đến thôn xa xăm này, mục đích chính là muốn tìm được vài manh mối, không phải muốn chụp vài tấm hình cán bộ xã cưỡng chế đất đai và đánh đập thôn dân sao. Không ngờ kế hoạch cũng không hoàn thành, chính mình ngược lại cũng bị người ta đánh. Hừ, con mẹ nó thật sự là quá xui xẻo, không thể cứ như vậy được. Trần Vân Phàm vừa tức vừa vội, hắn thầm nghĩ. Vương Tử Quân nhìn xe cảnh sát chạy như bay mà trong mắt lóe lên nụ cười, Triệu Tứ Dược rõ ràng là dùng đá đập chân mình, nếu như có nhóm người Mạnh Đại Hổ, lại có người của ủy ban xã thấy rõ rành rành, cũng không bỏ qua sự kiện đánh người lần này, cuối cùng có thể náo loạn lớn. Năm tiểu tử kia còn chưa chịu qua đây sao? Bí thư Mạnh đứng ở bên cạnh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lão cũng không thèm hỏi, chỉ vẫy tay về phía sau, sau đó gọi năm anh em Mạnh ra đi đến. Mạnh Đại Hổ lúc này cũng không còn oai vệ như Mãnh Hổ, chân đã bị thủy tinh đâm vào rách một vết lớn, hắn lảo đảo đi đến trước mặt Vương Tử Quân, tuy trong mắt đầy vẻ không cam lòng nhưng vẫn khẽ nói. Bí thư Vương, chúng tôi tình nguyện cắt đất, chuyện này là chúng tôi sai rồi. Mạnh Đại Hổ nhận lỗi có vài phần thành ý, Vương Tử Quân cũng là người tâm sáng như gương, hắn cũng không quan tâm anh em Mạnh gia có tâm phục khẩu phục hay không, dù sao thì một người cũng khó thể nào chịu nổi áp lực từ trăm người. Chỉ cần làm xong chuyện lần này là tốt, vấn đề khai thông tư tưởng của bọn họ sẽ dành cho người trong thôn. Được, các anh có thể lấy đại cục làm trọng, bỏ chút lợi nhỏ vì nghiệp lớn, tôi là bí thư đảng ủy xã và cảm thấy rất vui, điều này nói rõ thôn dân chúng ta có tố chất rất cao. Vương Tử Quân vừa thấy đại sự hoàn thành thì cố ý nói vài lời khen ngợi với năm anh em Mạnh gia, có được sự giúp đỡ của bí thư Mạnh, vấn đề đất đai hạng mục chỉ mất thời gian nửa ngày đã xong. Khi Vương Tử Quân đang bận rộn ở thôn Hậu Chuân thì Phó Bí Thư huyện ủy Tiền Học Bân đã đi đến phòng làm việc của Bí Thư Tôn Lương Đống. Hai người là lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, phòng làm việc cũng không tính là xa nhau, đều nằm ở khu nhà thường ủy huyện ủy. Nhưng trừ khi vào những lúc cực kỳ cần thiết, nếu không thì Tiền Học Bân căn bản sẽ không đến phòng làm việc của Tôn Lương Đống. Tiền Học Bân gõ cửa đi vào phòng làm việc của Tôn Lương Đống, đúng lúc gặp một vị phó phòng tuyên truyền đang báo cáo công tác với Bí Thư Tôn. Khi thấy Tiền Học Bân đi đến thì vị phó phòng kia cũng nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Bí thư Tôn, các anh cứ trò chuyện, tôi đợi một lát nữa rồi đến là được. Tiền Học Bân cười lên tiếng chào hỏi Tôn Lương Đống, sau đó chuẩn bị xoay người đi ra ngoài cửa. Tiền Học Bân rõ ràng đã nói lời khiêm tốn, hắn đường đường là một phó bí thư huyện ủy, phó phòng tuyên truyền chỉ là một cán bộ cấp chính khoa, sao có thể để lão phải chờ. Cũng may tên kia cũng thức thời, hắn nhanh chóng chào hỏi hai vị bí thư. Sau đó mang theo văn kiện mới báo cáo được hơn một nửa đi ra ngoài. Bí thư Tiền, tôi có một người bạn tặng cho hộp trà Bích Loa Xuân, anh có muốn nếm thử không? Tôn Lương Đống nhìn Tiền Học Bân, trong lời nói có mang theo chút nhiệt tình và toan tính. Tiền Học Bân dù có ý kiến với Tôn Lương Đống,
nhưng lúc này lão có việc cần Tôn Lương Đống gật đầu, vì vậy cố gắng tỏ ra được sủng ái nói. Tôi xem như có lộc, cảm ơn bí thư Tôn. Hai người pha trà, cũng không nói những lời gì khác, thế là mùi hương trà bùng lên khắp phòng. Tiền Học Bân nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Tôn Lương Đống, trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Bí thư Tôn, tôi nghe nói vấn đề trưng thu đất đai ở xã Tây Hà Tử gặp phải khó khăn có phải không? Tôn Lương Đống đã sớm đoán được ý nghĩ của Tiền Học Bân, rõ ràng là nhàn rỗi muốn tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân, lúc này lão nghe thấy như vậy thì dùng giọng hời hợt nói. Có lẽ xảy ra một vài vấn đề, nhưng không là gì lớn. Bí thư Tôn, công ty lương thực là hạng mục lớn của thành phố, nếu như có bất kỳ vấn đề gì, sợ rằng lãnh đạo thành phố sẽ có vài lời nhắn nhủ với chúng ta. Tiền Học Bân uống một hớp trà rồi trầm giọng nói. Tôn Lương Đống là bí thư huyện ủy, tất nhiên sẽ là kẻ sợ hãi hạng mục xảy ra chuyện hơn bất kỳ ai khác, nếu thành phố truy cứu trách nhiệm, sợ rằng lão là người đầu tiên khó gánh được. À, chuyện này tôi cũng đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, cũng không có chuyện lớn gì xảy ra cả. Tôn Lương Đống cười thầm vì sự âm tàn của Tiền Học Bân, suốt ngày chỉ muốn gây khó cho Vương Tử Quân, hết kế sách này đến kế sách khác, như vậy không phải quá nóng lòng sao? Bí thư Tôn, tôi cũng hy vọng không có chuyện lớn gì xảy ra, nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên có phương án bảo vệ cho tốt, cán bộ trẻ tuổi chính là nhân tài của huyện, là một tài phú khó kiếm, dù xuất phát từ góc độ nào, dù là nhìn từ cục diện ổn định, tôi cảm thấy chúng ta nên làm tốt công tác truyền kinh nghiệm. Chúng ta không thể để tùy ý làm thí điểm, nếu không xảy ra vấn đề thì cái giá phải trả là rất lớn. Tiền Học Bân nói đến đây thì có hơi trầm ngâm, sau đó lại nói tiếp. Phương diện trưng thu ruộng đất quá nhạy cảm, Vương Tử Quân thiếu kinh nghiệm công tác ở nông thôn, như vậy không khác gì chất trồng thuốc nổ, chúng ta không thể để cho cán bộ trẻ tuổi ngồi trên đống thuốc nổ được. Trước mắt từ trên xuống dưới đều áp dụng quy chế phủ quyết, cuối năm thường phải xem xét về vấn đề trách nhiệm, nếu có kẻ làm nổ thùng thuốc súng, hậu quả kia dù là ai cũng không muốn nhìn thấy. Tiền Học Bân nói rất đạo mạo, mặt mũi tràn đầy ân cần, nhưng Tôn Lương Đống nghe thấy vậy mà liên tục cười lạnh. Tiền Học Bân này rõ ràng là muốn hái đào, tuy trưng thu ruộng đất có hơi khó khăn nhưng cũng không phải không giải quyết được, có chút vấn đề là khó tránh khỏi. Bây giờ tên này lại vung lá cờ bảo vệ Vương Tử Quân, mục đích không phải muốn điều Vương Tử Quân đi sao? Triệu Liên Sinh khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó cũng không mở miệng, lão đang chờ. Tiền Học Bân đã nói ra mục đích của mình, sẽ có điều kiện trao đổi, bây giờ lão đang chờ đối phương định giá. Quả nhiên Tiền Học Bân thấy Tôn Lương Đống không nói lời nào, lại không có biểu hiện, thế nên lão tiếp tục nói. Anh Mã ở phòng văn hóa 2 năm qua công tác rất tốt, mà phòng tài chính của huyện lại xảy ra vấn đề, tôi thấy nên cho anh ấy sang đảm nhiệm chức vụ, ít nhất thì cũng tốt hơn so với tình huống tiếp tục ngồi lên vị trí trưởng phòng văn hóa, sửa cũ thành mới thì tốt hơn. Tôn Lương Đống nở nụ cười, vị trí trưởng phòng tài chính là thứ mà lão đang cố gắng vận tác nhưng bên phía chủ tịch Ngưu hình như cũng có tính toán. Tôn Lương Đống dù sao cũng là một bí thư huyện ủy, nhưng nếu không có nhiều đồng minh giúp đỡ, lão cũng sẽ không thể nào tùy ý bác bỏ ý kiến của chủ tịch Ngưu. Trước mắt Tiền Học Bân nói rõ như vậy, ý nghĩ cũng đã rõ, tên này đang muốn cùng Tôn Lương Đống tiến hành trao đổi không một tiếng động. Toàn huyện ai cũng biết anh Mã ở phòng văn hóa là người của Tôn Lương Đống, Tiền Học Bân nói cho anh Mã đi, đó là điều kiện để trao đổi. Tôn Lương Đống uống cạn ly trà, sau đó nói. Sửa cũ thành mới thì tốt. Sửa cũ thành mới thì tốt. Tiền Học Bân nhìn nụ cười trên mặt Tôn Lương Đống, nó rất sáng lạn, nhưng ánh mắt của hai người lại có chút khác thường. Bí thư Tôn, hội nghị thường ủy cũng sắp được mở rồi. Tiền Học Bân thản nhiên nói. Ừ, cứ dựa theo lệ cũ mà tổ chức hội nghị thường ủy. Tôn Lương Đống trầm ngâm một lát rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Hay là hôm nay đi, chút nữa anh sắp xếp cho văn phòng, thông báo cho mọi người là được. Bí thư Tôn nói mời hội nghị thường ủy thì chỉ một lát sau các vị thường ủy đã tiến vào phòng họp huyện ủy. Tôn Lương Đống ngồi trước cờ, lão nhìn đám thường ủy ngồi ở bốn phía, trên mặt treo nụ cười khó gặp. Các vị, hôm nay tôi triệu tập chư vị chính là có vài chuyện cần họp bàn. Bí thư Tiền, trước tiên anh giới thiệu tình huống đi. Tôn Lương Đống nói rồi vung tay với Tiền Học Bân. Bí thư Tôn đã phân phó thì tôi cũng có vài câu cần lên tiếng. Từ sau khi trưởng phòng tài chính Dương Vân Minh gặp chuyện không may, vẫn luôn là các vị phó phòng quản lý thay, như vậy không dễ dàng phát huy tính tích cực của các đồng chí, cũng gây bất lợi cho công tác của huyện ủy. Tôi đã liên hệ với phòng tổ chức, cảm thấy anh Mã của phòng văn hóa là người an tâm, cẩn thận,
là người có thể giám sát chặt chẽ tiền trong túi, chư vị có ý kiến gì khác không? Tiền Học Bân nói, ánh mắt nhìn ra khắp bốn phía. Ngưu Vạn Thần ngồi ở đối diện với Tiền Học Bân, lúc này trên mặt lóe lên chút tức giận. Cục diện bây giờ rất rõ ràng, Tôn Lương Đống và Tiền Học Bân đã sớm đạt thành hiệp nghị, mà phòng tài chính lại là một ban ngành hiểm yếu của khối chính quyền huyện. Nếu chủ tịch huyện không thể nắm nó vào trong tay, như vậy đừng hòng có quyền nói chuyện về sau này. Anh Mã là một nhân tuyển tốt, không những công tác an tâm và còn liêm khiết, hai năm qua triển khai mở rộng công tác của phòng văn hóa rất mạnh, anh ấy nếu đến quản lý túi tiền thì thật sự phù hợp. Phó bí thư quản lý tư pháp là Hồng An Trạch cũng cười ha hả phụ họa. Ngưu Vạn Thần vừa định lên tiếng thì đã bị đá văng trở lại, huyện ủy tổng cộng có một chính hai phó bí thư, tăng thêm hắn nữa là có bốn vị bí thư. Bí thư ủy ban kỷ luật không nói lời nào, bây giờ ba người Tôn Lương Đống liên thủ lại, chính mình dù phản đối thế nào cũng toi công. Ngưu Vạn Thần tuy rất căm tức nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Ba vị bí thư liên thủ, tất nhiên đám thường ủy khác cũng sẽ phải chịu phục, tranh chấp vị trí trưởng phòng tài chính coi như đã được xác định. Còn có một việc, tôi tin tưởng các vị ngồi đây cũng đã từng được nghe nói tới, đó là chuyện của xã Tây Hà Tử, đã đưa đến vài lời tranh cãi. Tiền Học Bân rất vui vẻ, chính mình đồng ý cho Hồng Kiến Quốc xuống làm bí thư xã Tây Hà Tử, thế cho nên Hồng An Trạch mới chủ động ra sức. Bây giờ ba vị bí thư liên thủ, thường ủy căn bản không có dư âm phản đối, cho dù có cũng bị mắc nghẹn mà thôi, dù là vị trí trưởng phòng tài chính hay vấn đề ở xã Tây Hà Tử cũng như nhau. Tiền Học Bân định tiếp tục lên tiếng thì bí thư ủy ban tư pháp Tạ Xuân Lai vừa đến nhận chức đã lên tiếng. Thật xin lỗi, tôi cắt ngang lời, bí thư Tiền. Cho tôi chen vào hai câu. Tiền Học Bân dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tạ Xuân Lai, lão cũng không thể nào làm khác hơn, lão cũng không thể không cho người ta lên tiếng, thế là thản nhiên nói. Bí thư Tạ, mọi người có thể thoải mái lên tiếng, anh có lời nào thì cứ nói. Bí thư Tôn, bí thư Tiền, tôi vừa đến thì đã từng gặp đồng chí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, đồng chí bí thư Vương Tử Quân có nói cho tôi biết, tất cả hạng mục đã được chứng thực đúng chỗ, dưới sự đồng mưu hợp sức của cán bộ toàn xã. Tất cả đất đai đã được trưng thu tốt, quần chúng nhiệt liệt ủng hộ hạng mục. Mặt khác nguồn tài chính 30 triệu của tập đoàn Chính Hồng đã được đưa đến, đã dùng vào công tác xây dựng nhà máy. Tạ Xuân Lai nói như những tiếng sấm sét vang lên trong phòng họp, đám thường ủy nơi đây có ai không phải kẻ tinh anh. Tiền Học Bân vừa nói như vậy thì bọn họ đã hiểu ngay, bây giờ ở xã Tây Hà Tử không có bất kỳ vấn đề gì, xem anh còn lời nào để nói. Tiền Học Bân há hốc mồm, vô tình không biết nói gì cho phải. Nhưng lão không nói thì Ngưu Vạn Thần lại trực tiếp đứng lên. Tốt, đồng chí Vương Tử Quân đã làm rất tốt, tôi cũng không chờ đợi được mà muốn đến xã Tây Hà Tử xem thế nào. Tôi thấy chúng ta không bằng đến hiện trường xã Tây Hà Tử để xem xét, đến hiện trường nhìn xem xã Tây Hà Tử có khó khăn gì, cũng coi như giúp đỡ cho công tác kêu gọi đầu tư. Dù là trưng cầu ý kiến nhưng Ngưu Vạn Thần đã đứng lên nói rõ ràng, Tôn Lương Đống cũng đã xác nhận được nhân tuyển cho vị trí trưởng phòng tài chính, lúc này đã rất mỹ mãn. Thế nên thấy Ngưu Vạn Thần tranh thủ đứng lên thì Tôn Lương Đống cũng định đứng lên. Vẻ mặt Tiền Học Bân chợt biến thành khó coi, mà Hồng An Trạch ngồi ở bên cạnh Tiền Học Bân cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bí thư Tôn, Tiền Học Bân nhìn không được phải hô lên một tiếng. Tôn Lương Đống tất nhiên sẽ hiểu rõ Tiền Học Bân muốn nói gì, nhưng sự việc đã đến nước này, dù hắn là bí thư huyện ủy cũng không thể nào có lý do gì khác để nắm bắt Vương Tử Quân. Bí thư Tiền. Bí thư Vương nếu đã xử lý tốt tất cả thì cũng xem như có năng lực không nhỏ, như vậy chúng ta dứt khoát xuống hiện trường xem thế nào. Tôn Lương Đống nói rồi cũng không cho Tiền Học Bân cơ hội lên tiếng, lão theo sát Ngưu Vạn Thần đi ra ngoài. Tiền Học Bân còn muốn tiếp lời, đúng lúc này Hồng An Trạch vỗ vỗ vai lão nói. Bí thư Tiền, chúng ta cùng đi, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, để xem Vương Tử Quân đã xử lý hạng mục nhà máy lương thực kia như thế nào rồi. Hồng An Trạch tuy không nói lớn nhưng Tiền Học Bân nghe vậy thì động lòng, chỉ sau khoảnh khắc lão đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Lão đã có sẵn kế hoạch, thế cho nên cười ha hả nói. Nếu đã phải xuống cơ sở thì cần nghe tiếng lòng của quần chúng, để xem xã Tây Hà Tử rốt cuộc có bộ dạng gì. Hai người Hồng An Trạch nói không phải nhỏ, những vị thường ủy khác cũng nghe được những lời đối thoại này, bọn họ đã làm quan đến mức độ thế này, ai không phải là những kẻ tám mặt lung linh. Vừa nghe qua thì hiểu ngay. Thế cho nên các vị thường ủy nơi đây đều hiểu. Tạ Xuân Lai khẽ nhíu mày, hắn cũng không lên tiếng mà xách cặp đi theo sau lưng đám người đi ra phòng họp. Kinh tế của huyện Hồng Bắc cũng không phải phát đạt,
nhưng chùa nghèo cũng có chủ trì giàu, vì vậy mà đám thường ủy huyện Hồng Bắc đều có xe riêng của mình. Tuy chiếc xe cao cấp nhất là của bí thư Tôn Lương Đống, thế nhưng đội ngũ xe cộ của các thường ủy sắp xếp lại cũng cực kỳ đồ sộ. Sau khi bác bỏ lời thỉnh cầu xin mở đường của đại đội cảnh sát giao thông, đoàn xe của lãnh đạo huyện Hồng Bắc xuất phát về phía xã Tây Hà Tử. Chương 143, anh chỉ liều mạng vì em. Bình thường thì bí thư và chủ tịch huyện đi xuống thì các thành viên ban ngành của ủy ban xã phải sớm ra vùng giáp giới nghênh đón, không phải vì gì khác, chỉ là muốn bày tỏ mình là kẻ hiểu chuyện. Đừng thấy lãnh đạo cứ mỗi lần gặp mặt như vậy đều mở miệng mắng mà dứt quyết không cần, nhưng thật ra trong lòng lãnh đạo vẫn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là lúc này Tôn Lương Đống không cho ra bất kỳ thông báo nào, không cho bất kỳ người nào của ủy ban xã biết được thông tin. Vào những năm 90 thì một chiếc xe hơi xuống nông thôn cũng làm phát sinh náo nhiệt, bây giờ có một đoàn xe chạy xuống, thế là làm cho nhân dân ven đường chạy ra xem xét rất náo nhiệt. Khi đoàn xe đến ủy ban xã Tây Hà Tử, một chiếc xe cảnh sát vừa vặn dừng lại phía trước, vì đến từ một hướng khác nên chiếc xe cảnh sát kia cũng không ý thức được có một đoàn xe của lãnh đạo đi đến. Cửa xe cảnh sát mở ra, Trần Vân Phàm được đưa xuống, nếu như không phải trước đó hắn có đề phòng, chỉ sợ đã khó tránh khỏi tình huống ngã sấp xuống đất. Hắn thất tha thất thểu đứng thẳng người, sau đó chợt thấy một đoàn xe dừng lại, một nhóm lãnh đạo cực kỳ phong độ chợt xuất hiện. Trần Vân Phàm làm phóng viên, tất nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ sau nháy mắt hắn đã biết đó là quan viên chính quyền, vì vậy mới kêu gào lên chạy đến. Các vị lãnh đạo, cảnh sát đánh người giữa ban ngà ban mặt, còn có pháp luật nữa không? Tôn Lương Đống và đám thường ủy huyện ủy cũng không ngờ, bọn họ vừa mới đi đến cổng của ủy ban xã Tây Hà Tử lại gặp chuyện thế này. Thế là trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc, đây là làm sao? Trên TV thường có cảnh chạy ra chặn kiệu quan, chẳng lẽ chính là tình huống lúc này? Tiền Học Bân và Hồng An Trạch đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy niềm vui trong mắt đối phương. Cả hai thầm nghĩ, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, có chuyện này thì xem Vương Tử Quân còn gì để nói. Tiền Học Bân sợ chuyện này sẽ bị người ta cho qua, thế nên lão nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Vân Phàm, sau đó ấm giọng an ủi. Đồng chí, có chuyện gì cứ nói, từng đảng viên cán bộ đều là công bộc của dân, chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng. Hào Đại Phát đã mang theo vài tên đội viên phòng ngự phóng đến, nhưng không ngờ bọn họ vừa tiến đến bên cạnh Trần Vân Phàm thì Tiền Học Bân đã dùng giọng đầy chính nghĩa quát lên nghiêm nghị. Các anh muốn làm gì? Làm một thành viên chấp pháp, thủ đoạn chấp pháp lại thô bạo như vậy, tính chất quá ác liệt. Chuyện hôm nay huyện ủy và chính quyền nhất định sẽ yêu cầu các ban ngành có liên quan điều tra cho rõ ràng, cần phải xử lý triệt để, cho quần chúng một câu trả lời phù hợp. Tôn Lương Đống nhướng mày, trong lòng có chút mất vui. Tiền Học Bân này chưa gì đã tiến lên nói liên tục, đúng là có hơi quá, anh là đại biểu của đảng ủy chính quyền huyện sao? Tôi là bí thư nên đặt mặt đi chỗ nào? Con người được sinh ra chỉ khác nhau về nơi sinh thành, có người được sinh vào gia đình giàu sang, có kẻ nghèo khó. Vấn đề là anh phải biết phân biệt được mình đang ở đâu, đừng con nhà lính mà tính nhà quan. Nói trắng ra là anh phải biết bày ra vị trí chính đáng của mình, anh con bà nó chỉ là một vị phó bí thư, sao có thể đại biểu cho huyện ủy chính quyền. Bản thân tôi không có mặt thì anh thích nói sao cũng được, nhưng có mặt tôi mà anh dám nói nhảm như thế, đây không phải là anh không xem tôi ra gì sao. Tôn Lương Đống tuy vẫn rất không vui nhưng biểu hiện vẫn không quá so đo với Tiền Học Bân. Dù sao hôm nay cũng là lão dẫn theo ban ngành xuống xem xét hạng mục công ty lương thực, cũng không có thời gian so đo với đám thường ủy khác. Anh hùng Hào Đại Phát lúc này đã cảm thấy không ổn, cho dù đây là sự việc mà đồn trưởng giao cho mình, nhưng đánh người là không đúng. Bây giờ đối phương nói giọng quan lớn tiếng, còn có vài vị lãnh đạo lớn, vừa nói đã nâng lên độ cao huyện ủy chính quyền, chỉ sợ là lãnh đạo huyện Hồng Bắc. Hào Đại Phát là một tên thích xem TV. Buổi tối chỉ cần không đi tuần thì trực ban phần lớn chỉ ngồi ôm TV, nhưng lúc có chương trình thời sự thì hắn không quan tâm mà bỏ đi đánh bài, nào cần lo lắng đám quan lại trong huyện có mặt mũi ra sao. Chỉ là hắn thấy gương mặt của Tiền Học Bân có hơi quen, hắn ngạc nhiên vì không nhớ đã gặp đối phương ở đâu. Đúng lúc này bí thư ủy ban kỷ luật Tả Vận Xương của xã Tây Hà Tử chạy đến, hắn thấy trận thế các lãnh đạo như vậy thì thật sự sợ hãi. Nhưng là một vị lãnh đạo của ủy ban xã, hắn không thể không tiến lên nghênh đón. Chào bí thư Tôn, chào chủ tịch Nghiêu. Tả Vận Xương giống như một học sinh tiểu học, liên tục mở miệng chào hỏi các vị lãnh đạo. Hai vị lãnh đạo khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng Tiền Học Bân lại khác, lão chỉ tay vào Trần Vân Phàm đang thở dốc, sau đó quát lên nghiêm nghị. Tả Vận Xương,
ủy ban xã các anh làm ăn thế nào, cũng không cần sử dụng thủ đoạn này để cưỡng chế thu hồi đất cho dự án chứ. Anh xem, anh đến mà xem, đây là mặt dân chúng, tôi thấy các người phần lớn là quan viên hống hách, công tác võ đoán. Chúng tôi mỗi lần họp đều cường điệu thôn xóm là cơ sở, cần phải công tác có cảm tình, chỉ là vấn đề tư tưởng không quá tốt, biện pháp áp dụng có hơi khó khăn. Vấn đề là mỗi một cán bộ công nhân viên chức đều phải xem dân chúng là cha mẹ áo cơm của mình, mà không coi đó là đối tượng quản lý, các anh thì làm thế nào? Các đồng chí, chúng ta có thể xem xét lại một chút được không? Nếu người bị đánh hôm nay là thân nhân của các anh, vậy các anh sẽ có cảm nhận gì? Vương Tử Quân kia xem ra rất biết cách ra lệnh, nếu như hôm nay cậu ta không làm rõ vấn đề, như vậy cũng khỏi cần phải làm bí thư xã Tây Hà Tử. Tả Vận Xương không biết rõ ràng mọi việc, lúc này thấy Tiền Học Bân nói khó nghe như vậy, lại nhìn sang Trần Vân Phàm mặt mũi đầy đất, trong đầu nổ ầm một tiếng, thầm kêu không tốt. Thủ đoạn trưng thu đất cho dự án như thế này là rất bình thường. Chỉ là bí thư Vương này vừa mới đưa người đi xuống xử lý, hơn nữa quay về lại gặp lãnh đạo huyện ủy, chỉ sợ bây giờ bí thư Vương cũng khổ rồi. Lúc đầu Tả Vận Xương có chút xem thường bí thư Vương trẻ tuổi kia, thầm nghĩ bí thư như vậy cũng không ra gì, chẳng qua chỉ là một tên con nhà quan, ỷ vào bối cảnh nhà mình mà xuống cơ sở mạ vàng mà thôi. Nhưng khi Vương Tử Quân giải quyết dần dần tất cả vấn đề, ấn tượng của Tả Vận Xương với Vương Tử Quân ngày càng tốt đẹp. Đặc biệt là sự kiện cải tạo hơn 20 trường tiểu học trong xã, Vương Tử Quân ngồi yên bất động, không tham tiền, không chạm tay, điều này càng làm cho Tả Vận Xương phải thầm than một tiếng, bí thư thật sự không đơn giản. Bí thư Tiền, chuyện này. Vẻ mặt Tả Vận Xương chợt biến đổi, hắn mở miệng định giải thích. Không cần giải thích những lời này với tôi, bí thư Tôn cũng không thích nghe, chủ tịch Nghiêu cũng không muốn nghe, chúng tôi càng không muốn xem xét, tất cả không phải chỉ nhìn vào chiến tích. Còn phải xem vào hiệu ứng của xã hội. Các anh nói xem như thế có đúng không? Làm việc cần phải xem nhân dân có vui vẻ không, có thỏa mãn và hài lòng không, có đồng ý hay không, các anh thì thế nào? Thế nào? Hôm nay tôi nói thẳng tại chỗ, mặc kệ sự việc này liên quan đến ai, một khi đã xét xử thì tuyệt đối không nương tay, nhất định phải cho vị nông dân này một câu trả lời thích đáng. Huyện ủy chính quyền cũng muốn dùng sự kiện lần này để làm gương, làm một hồi chuông cảnh báo cho tất cả cán bộ trong huyện. Kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế mới là đạo lý đúng đắn, điều này thật sự không có gì sai, nhưng điều cần cường điệu chính là chúng ta không chỉ cần núi vàng núi bạc, chúng ta còn cần ca ẩn chúng làm chỗ dựa, ngài nói xem có đúng không, bí thư Tôn. Tiền Học Bân nói bằng giọng đầy chính khí và nghiêm nghị, cuối cùng còn đá quả cầu sang cho Tôn Lương Đống. Lão già này đúng là hèn hạ và xảo quyệt. Tôn Lương Đống chỉ có thể thở dài, Tiền Học Bân đã nói đến mức độ như vậy thì chính mình không biểu hiện là không được. Hơn nữa trước khi mở hội nghị thường ủy mình cũng đã đồng ý với Tiền Học Bân, bây giờ đồng ý cũng xem như báo đáp đối phương. Tôn Lương Đống đã có ý nghĩ, lão ho khan một tiếng rồi dùng giọng ngưng trọng nói. Các đồng chí, phát sinh chuyện như vậy thì tôi cũng rất đau lòng, huyện ủy chính quyền hôm nay đến đây, vốn là vui vẻ mà đến, muốn khen ngợi các vị cán bộ xã, không ngờ lại gặp tình huống thế này, thế nên tâm tình của tôi rất trầm trọng. Vì sao chúng ta không thể kiên nhẫn làm công tác tư tưởng? Vì sao chúng ta không xử lý sau khi phân biệt rõ trắng đen phải trái? Những anh em nông dân có thù địch gì với đảng ủy chính quyền sao? Khi bí thư huyện ủy đang lên tiếng bằng giọng thấm thía thì Trần Vân Phàm lúc này đang thở hổn hển chợt lớn tiếng nói. Này vị lãnh đạo, tôi là Trần Vân Phàm của báo Đô Thị, tôi muốn tố cáo người trong hôn hậu chuyên giam cầm tôi trái phép, sau đó vài tên cảnh sát chạy đến không những chẳng cứu mà còn vận dụng hình phạt riêng. Trần Vân Phàm dùng giọng tức giận nói. Ngón tay chỉ vào Hào Đại Phát, vẻ mặt rất phẫn nộ. Tôn Lương Đống đang nói dõng dạc lại nghe được rõ ràng thân phận của Trần Vân Phàm là phóng viên, lão đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình giống như bị véo chặt, một lúc lâu sau vẫn khó thở. Chính mình phê phán đối phương nửa ngày, còn BEPA nó căn bản cũng không liên quan đến Vương Tử Quân, thôn dân bắt người trái pháp luật thì lão là lãnh đạo lại có trách nhiệm, mà chuyện liên quan đến đồn công an xã cũng chỉ có thể tìm đến cục công an huyện. Vẻ mặt của Tôn Lương Đống không tốt, vẻ mặt của Tiền Học Bân càng không tốt, lão đang đắc ý kéo Trần Vân Phàm, sau đó ném cho Bí Thư Hùng thực hiện kế hoạch, làm cho tốt xấu lẫn lộn. Dù những lời vừa rồi của lão là không tệ, nhưng mưu đồ mà lão đã áp dụng và chờ bùng phát lại bị người ta thay đổi hoàn toàn. Vẻ mặt Tôn Lương Đống và Tiền Học Bân không tốt nhưng gương mặt Ngưu Vạn Thần lại xuất hiện nụ cười, hắn lớn tiếng phóng lên giữ lấy Trần Vân Phàm rồi nói. Đồng chí phóng viên, đã làm anh phải chịu uất ức. Anh yên tâm,
chính quyền huyện sẽ nhanh chóng xử lý vụ này, nhất định sẽ cho anh câu trả lời thích đáng. Trần Vân Phàm đối mặt với nhiều cán bộ lãnh đạo mà thầm sinh ra cảm giác kích động, thế là hắn nhanh chóng lớn tiếng nói. Lãnh đạo, chính hắn là kẻ ra tay. Trần Vân Phàm nói rồi chỉ tay vào Hào Đại Phát. Khi hiện trường có chút hỗn loạn, Vương Tử Quân đã đưa Trương Dân Cường quay về ủy ban, thấy tình hình như vậy thì Vương Tử Quân tranh thủ tiến lên nghênh đón. Bí thư Vương, đây là có chuyện gì? Ngưu Vạn Thần cũng không đợi Tôn Lương Đống lên tiếng, hắn trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân nhìn Trần Vân Phàm với bộ dạng sục sôi chiến đấu và thề không chịu bỏ qua thì thầm vui mừng, nhưng trong miệng lại dùng giọng trầm thấp nói. Chủ tịch Ngưu, hôm nay tôi đưa đám cán bộ xã xuống thôn Hậu Chuân xử lý vài vấn đề, thôn trưởng của bọn họ nói rằng có bắt được một tên trộm, muốn giao cho các đồng chí công an. Trong quá trình chuyển giao, các đồng chí đồn công an giống như có oán hận quá sâu với tên trộm, trực tiếp ra tay. Chuyện này bị tôi ngăn lại, để bọn họ đưa người về ủy ban trước. Đợi xử lý xong chuyện trưng thu ruộng đất thì tôi sẽ cùng đồn trưởng đồn công an xử lý hai đồng chí đánh người này sau. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng uất ức nói. Bí thư Tôn, Chủ tịch Ngưu, hai vị lãnh đạo cũng biết rồi đấy, đồn công an xã tuy trên danh nghĩa là triển khai mở rộng dưới sự lãnh đạo của ủy ban xã, nhưng thực chất thì lực ước thúc của đảng ủy chính quyền chúng tôi là quá nhỏ, bọn họ chỉ nhận lệnh trực tiếp từ lãnh đạo cục công an huyện, về điểm này thì ủy ban cũng không có cách nào khác. Ngưu Vạn Thần và Tôn Lương Đống đưa mắt nhìn nhau, biết rõ Vương Tử Quân nói thật sự là tình hình thực tế, nếu như nắm thóp Vương Tử Quân ở vấn đề này cũng không được. Hơn nữa bọn họ là lãnh đạo chính quyền huyện, bọn họ cũng không hy vọng sự kiện đồn công an đánh người trở nên lớn chuyện, nếu lỡ may bị kéo lên tuyến trên, như vậy là bí thư và chủ tịch huyện cũng khó sống khá giả. Cảnh sát có thể đứng ra gánh tội, hơn nữa hai người kia giống như chỉ là đội viên phòng ngự thôi thì phải. Bí thư Vương, cậu cần phải sắp xếp chỗ ở cho phóng viên Trần, còn chuyện này ủy ban xã cứ xử lý, tôi thấy vị trí đồn trưởng đồn công an xã nên thay đổi người được rồi. Tôn Lương Đống là một người nổi tiếng đanh đá chua ngoa, lão trực tiếp giao vấn đề cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không muốn dây vào vụ này, nhưng bí thư huyện ủy đã đá quả bóng cho mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Vì vậy mà chút phong ba nho nhỏ cuối cùng cũng qua đi, đám cán bộ huyện ủy lại bắt đầu hào hứng bừng bừng. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Tử Quân và Trương Dân Cường, bọn họ nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra tình hình về hạng mục công ty lương thực. Cùng ngày hôm đó, trên chương trình thời sự chiều của đài truyền hình huyện Hồng Bắc, bản tin đầu tiên chính là Bí thư Tôn Lương Đống dẫn đầu các thành viên ban ngành của huyện Hồng Bắc xuống xã Tây Hà Tử nghiên cứu điều tra. Trên hình ảnh là Bí thư Tôn Lương Đống đang hào hứng nói chuyện với Bí thư Mạnh của thôn Hậu Chuân, thỉnh thoảng còn vung tay múa chân nói gì đó, có vẻ rất bình dị và gần gũi. Sau lưng bí thư Tôn chính là chủ tịch Ngưu Vạn Thần với gương mặt tươi cười, hắn liên tục nhìn khắp bốn phía và gật đầu, lúc nghe lúc chỉ điểm Giang Sơn. Phó bí thư Tiền Học Bân thì đứng ở phía sau, vẻ mặt không được đẹp như hai vị lãnh đạo trước mặt. Nếu so sánh với sự kiện lãnh đạo huyện ủy xuống thị sát Tây Hà Tử thì chuyện đồn trưởng đồn công an xã Tây Hà Tử là Triệu Tứ Dược bị cách chức chỉ là một hòn đá nhỏ rơi xuống biển rộng, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Vương Tử Quân đi ra khỏi cổng của khu văn phòng khối chính quyền huyện, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, khi thuận lợi đền bù giải tỏa đất đai thì hạng mục công ty lương thực đã được tiến hành trong khí thế hừng hực, dù có Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành nhìn vào chằm chằm nhưng Vương Tử Quân vẫn thật sự rất bận rộn. Các lãnh đạo huyện ủy vì muốn thể hiện mức độ quan trọng của hạng mục công ty lương thực, thế nên đặc biệt thành lập một chế độ báo cáo, Vương Tử Quân mỗi tuần đều phải về huyện tự mình báo cáo với các vị lãnh đạo. Lúc này là cuối thu, ánh nắng vàng óng ánh chiếu qua khe lá xuống đất, những luồng nắng vàng khách tán vào lòng mỗi người. Vương Tử Quân từ khu văn phòng khối chính quyền đi ra, hắn thấy trời xanh mây trắng và luồng không khí thoải mái vào cuối thu, thế là đứng trên đường cái đầy lá rụng để thở dài một hơi. Tút, tút, tút. Tiếng chuông trong trẻo vang lên trong cặp, Vương Tử Quân tìm chỗ vắng người, hắn thò tay vào trong cặp lấy chiếc điện thoại to như cục gạch ra. Người gọi điện thoại đến chính là Tần Hồng Cẩm. Đầu dây bên kia Tần Hồng Cẩm dùng giọng ai oán, dịu dàng và triền miên nói đủ mọi câu tâm tình, tất nhiên nhiều nhất vẫn là em rất nhớ anh. Cuối cùng nàng lại giận dỗi nói với Vương Tử Quân. Anh, bây giờ cổ phiếu chúng ta đầu tư trước đó đã lên giá 15 đồng, chúng ta có nên ra tay không? 15 đồng. Vương Tử Quân thầm vui vẻ, dù cổ phiếu lên giá tốt hơn dự đoán, nhưng điều này cũng đã chứng thực sự thật trong tương lai, làm cho hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Này em. Gấp làm gì? Trước tiên cứ ổn định, không nên ra tay gấp,
thị trường còn đang phát triển, anh cảm thấy vài ngày nữa sẽ mới lên đến cao trào, chờ đến khi giá lên 20 đồng, em bán hết ra, không cần giữ lại. Lúc này ở đầu dây bên kia, Tần Hồng Cẩm mặc một chiếc áo lông trắng muốt với dáng người uyển chuyển, nàng đang dùng những ngón tay thon dài trắng nõn được sơn màu đỏ để cầm lấy một chiếc điện thoại rất đẹp, giọng điệu thì thầm như nỉ non, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Trước cửa phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm là một cô gái trợ lý tóc cắt ngắn, khi thấy bộ dạng như chú chim nhỏ của giám đốc thì nàng chợt dừng lại. Nàng thấy giám đốc Tần thứ gì cũng tốt, kinh doanh quyết đoán, đối đãi với nhân viên công tác cũng rất tốt, cũng có khí khái một nữ cường nhân, nhưng có một vấn đề làm cho một trợ lý như nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Cô trợ lý cảm thấy Tần Hồng Cẩm là một người phụ nữ tung hoành ngang dọc trên thương trường, vốn đây phải là một nữ vương cao cao tại thượng, nhưng khi nhìn bộ dạng hiện tại của Tần Hồng Cẩm, nàng rõ ràng phát hiện ra đó là một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu, hầu như là một người phụ nữ khá ngây ngốc. Người đàn ông nào có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể làm cho giám đốc của mình khi gọi điện thoại cũng phải dùng giọng cực kỳ dịu dàng nũng nịu thế kia. À, em biết rồi, anh cũng đừng liều mạng công tác, anh chỉ là một người liều mạng vì em thôi, anh nhớ rõ chưa? Đúng rồi, hôm trước em nghe một chuyên gia dưỡng sinh nói vào mùa đông ăn củ cải mới tốt. Vì vậy anh nên nói đầu bếp làm chút thịt dê, hầm cách thủy với củ cải rất ngon. Tần Hồng Cẩm khẽ lên tiếng dặn dò. Lúc này đã gọi điện thoại được hơn 10 phút, sau khi nói ra câu dặn dò cuối cùng thì Tần Hồng Cẩm mới tỉnh hồn lại, nàng lưu luyến cúp điện thoại. Vẻ mặt Tần Hồng Cẩm có hơi đỏ ửng, sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống, lờ đãng thấy nụ cười như có như không của nữ trợ lý, nàng là người thông minh nên hiểu ngay ra vấn đề. Nàng chợt trừng mắt, sau đó trầm giọng phân phó. Thật xin lỗi, tôi nhắc nhở cô một câu, tiến vào phòng làm việc của tôi thì dù là ai cũng không có đặc quyền. Cô đi thông báo cho các ban khác, nói rằng sự kiện Đông Uyển chuẩn bị gia nhập liên minh, tạm thời nên hoãn lại một chút. Trợ lý vội vàng gật đầu, sau đó nàng thẹn thùng đứng lên xin lỗi. Giám đốc Tần, thật sự xin lỗi, có việc khẩn cấp, tôi không gõ cửa đã tiến vào. Ngài yên tâm, lần sau sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Tôi sẽ đi ngay. Nhưng ngài cũng nên sớm chuẩn bị tâm lý, tên mập kia muốn gia nhập liên minh của chúng ta, nhưng tên này lại là một kẻ cực kỳ keo kiệt. Chương 144, Liều mạng cha. Khi Vương Tử Quân nói ra phương án liên minh với Tần Hồng Cẩm, thế là sau đó Siêu Thị Quân Thành bắt đầu đi theo hướng liên minh. Vĩ lực ảnh hưởng, hình thức kinh doanh hơn người và chế độ quản lý tốt của Siêu Thị Quân Thành mà dù gia nhập vào liên minh với số tiền khá xa xỉ nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư tụ tập lại. Vị Đông Uyển kia gia nhập vào liên minh cũng mất không ít thời gian. Đợi trợ lý đi ra thì Tần Hồng Cẩm mới vừa rồi đang ngồi nghiêm chỉnh chợt nhớ đến người mà mình vừa gọi điện thoại, nhớ đến bộ dạng xấu xa của hắn, vì vậy mà gương mặt trắng nõn không khỏi đỏ hồng. Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia cũng rơi vào trầm ngâm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, càng ngày càng bùng phát, đó chính là kết hôn với Tần Hồng Cẩm. Vì sau khi hưởng thụ sự dịu dàng của nàng, hắn thật sự không chỉ một lần có ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này chỉ sợ không dễ thực hiện, khi Vương Tử Quân dần phát triển ở xã Tây Hà Tử, ông cụ trong nhà đã vài lần lải nhải với hắn về chuyện hôn nhân, mà đối tượng kết hôn hình như là cháu gái của một vị chiến hữu của ông nội. Vương Tử Quân nghĩ đến ý kiến của bố mẹ, hắn không khỏi lắc đầu, thầm rùng mình. Nếu là trước kia thì Tiểu Tào đã sớm chạy xe đến bên cạnh Vương Tử Quân, nhưng hôm nay vợ của Triệu Liên Sinh phải đến thành phố Giang Châu kiểm tra sức khỏe, vì vậy mà hắn không nói hai lời. Đẩy chiếc xe duy nhất của ủy ban xã cho Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân định bắt xe đi về, nhưng hắn thấy lúc này cũng đã quá giờ trưa, thế là có chút trầm ngâm. Sau đó hắn đi về phía một quán mì, chuẩn bị lấp đầy bụng rồi quay về xã Tây Hà Tử. Đúng lúc này từ đằng xa có một chiếc xe đạp phóng đến như bay, màu áo đỏ bay trong gió có vẻ vô cùng xinh đẹp, chiếc xe nhanh chóng phóng đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy chiếc xe đạp, người trên xe đạp cũng nhìn thấy Vương Tử Quân. Vì vậy mà mừng rỡ hô lên một tiếng, đồng thời chiếc xe cũng khẽ lách tay lái, hơi nghiêng sang một bên. Cô gái đạp xe kêu lên một tiếng, sau đó cùng chiếc xe đạp ngã lăn ra đường, Vương Tử Quân thấy như vậy thì vội vàng chạy đến. Y Phong, sao lại là cô? Vương Tử Quân nhìn cô gái ngã trên mặt đất rồi dùng giọng kinh ngạc hỏi. Y Phong lúc này đang từ từ ngồi dậy, sau khi nghe được lời của Vương Tử Quân thì cảm thấy rất uất ức, nước mắt cũng bùng lên. Đều là vì anh. Nếu không phải vì anh sao tôi lại ngã xuống đường? Vương Tử Quân đối mặt với một cô gái vừa nổi giận vừa khóc, hắn dù có uất ức cũng nuốt vào trong lòng.
Sau khi có chút hành vi mờ ám với Vương Tử Quân, Y Phong cũng không biết có phải là tránh né hắn hay không, mà Bí Thư Vương cũng có Tần Hồng Cẩm, cũng không có lòng dạ ngắt hoa bắt bướm, thế nên chưa từng gặp mặt Y Phong. Khi thấy vẻ mặt uất ức của Y Phong, Vương Tử Quân vội vàng dựng chiếc xe của nàng lên, sau đó đỡ nàng lên nói. Cô Y, chuyện này đều tại tôi, không biết cô có thể cho tôi một cơ hội mời cơm hay không? Coi như tôi bồi tội. Khi Y Phong được Vương Tử Quân nắm tay kéo lên thì gương mặt có hơi đỏ, vừa rồi chính mình còn đang nghĩ tên khốn không có lương tâm này đã lâu không liên lạc với mình, không ngờ hắn lại xuất hiện bất thình lình, thế là nàng mới hoảng hốt mà ngã xuống đất. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân nói sẽ mời cơm thì chút toan tính trong lòng đã có từ khá lâu chợt biến mất sạch sẽ, nàng lập tức cười thản nhiên với Vương Tử Quân. Tôi sẽ cho anh cơ hội mời cơm, nhưng lúc này để tôi mời anh. Được, nếu cô Y muốn nịnh bợ Bí Thư Vương, tôi sẽ hào phóng cho cô một cơ hội. Vương Tử Quân nhìn gương mặt bụ bấm như trẻ nít của Y Phong, hắn cười hì hì, trong lời nói có chút ý nghĩ trêu chọc. Y Phong nhìn gương mặt mỉm cười của Vương Tử Quân, vô tình gương mặt càng đỏ hơn, nhưng chỉ sau nháy mắt nàng đã cố gắng trở nên bình thản hơn, sau đó nàng vỗ ra sau xe nói. Lên đây đi. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe đạp này mà không khỏi nghĩ đến tình huống trước kia mình từng ngồi sau xe của Y Phong, trong lòng bùng lên một loại tình cảm ấm áp. Y Phong chạy xe đạp cũng không chậm, lúc này có Vương Tử Quân ở phía sau, dù không chạy nhanh như lúc nãy nhưng cũng đủ để vượt qua vài cái ngã tư với thời gian ngắn. Lúc này bàn tay của Vương Tử Quân giữ lấy phần yên xe rất quy củ, hắn cố nén xúc động ôm eo của Y Phong. Hắn ở phía sau nhẫn nhịn khó chịu. Mà gương mặt Y Phong ở phía trước cũng giống như bị kéo căng ra. Này, Y Phong, cô không phải muốn mời cơm tôi ở nhà hàng lớn đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn bảng hiệu trước mắt mà cười lớn nói. Y Phong nhìn thoáng qua nhà hàng phía trước, sau đó nàng chỉnh trọng gật đầu. Bí Thư Vương, anh nói không sai, tôi muốn mời anh bữa cơm ở chỗ này. Thức ăn ở chỗ này nổi tiếng đắt đỏ, một bữa cơm như vậy sẽ mất hết nửa tháng lương của cô mất. Vương Tử Quân chỉ vào bảng hiệu của quán ăn Giang Viên mà cười lớn nói với Y Phong. Không phải nửa tháng, mà là một tháng. Y Phong hào hứng nói một câu, sau đó nàng xuống xe đi vào trong quán ăn Giang Viên. Vương Tử Quân đau cả đầu, cô gái này làm sao vậy? Không phải mình nhìn không rõ nhưng là thế giới này biến hóa quá nhanh, xem ra bây giờ âm thịnh dương suy, phụ nữ không phải chỉ là một nửa bầu trời nữa rồi. Nhưng hắn cũng thầm hạ quyết tâm. Tiền dùng cơm hôm nay dù thế nào cũng nhất quyết không cho Y Phong trả. Đi vào đại sảnh quán ăn Giang Viên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một khuôn giấy màu đỏ với những dòng chữ được ghi bằng bút lông, chúc mừng Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng trăm năm hạnh phúc. Dưới những dòng chữ kia chính là ba người trẻ tuổi, bọn họ vừa ăn hạt dưa vừa chào hỏi người đến, có một quyển sổ ghi lại tên trên mặt bàn. Y Phong, 200. Y Phong đi ở phía trước Vương Tử Quân, nàng vừa nói vừa lấy 200 đồng đưa ra. Khi thấy một người thanh niên nhận tiền và ghi lại tên của Y Phong, Vương Tử Quân lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là người ta kết hôn, Y Phong đến tham gia lễ cưới, nhà đầu kia mời mình dùng cơm, thì ra là dùng tiệc kết hôn. Lúc này Bí Thư Vương cảm thấy đói bụng, thế là cũng không khách khí mà lập tức đi theo Y Phong vào trong đại sảnh. Ôi, đây không phải là Y Phong sao? Đã lâu không gặp, cô không phải còn đang dạy ở trường tiểu học dưới xã à? Một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Sau đó là một cô gái với độ tuổi tương đồng với Y Phong lắc mông đi vào bên trong. Cô gái này cũng có bộ dạng rất tốt nhưng căn bản là trang điểm quá đậm, nghe nói những cô gái trang điểm có 3 cấp bậc, thứ nhất là giống quỷ, thứ hai là giống người, thứ ba mới là cảnh giới cao nhất, là chính mình, là đẹp nhất. Chỉ cần nhìn cặp mắt gấu trúc của cô gái kia thì biết ngay, cấp bậc trang điểm quá kém, hơn nữa đi lại uốn éo cả người, có chút phóng đãng. Dù cô gái kia chào hỏi Y Phong nhưng Vương Tử Quân nghe vào tai lại nhướng mày, thầm nghĩ, xem ra ở đâu cũng có loại người tự cho mình là đúng, luôn thích hạ thấp người khác để nâng cao chính mình. Không cần phải nói cũng biết cô gái kia công tác ở đơn vị tốt hơn Y Phong, nếu không cũng sẽ chẳng khoe khoang trước mặt nàng như vậy. Y Phong cũng hơi nhíu mày với cô gái vừa đến, sau đó nàng khẽ cười nói. Chào Xuân Chi, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ? Nghe nói sắp kết hôn rồi phải không? À, định là đến Tết, nhưng anh ấy vừa được đề bạt làm cán bộ phó khoa, cũng không muốn kết hôn nhanh như vậy, sợ ảnh hưởng đến công tác, thế cho nên chỉ hoãn đến sang năm. Cô gái tên là Triệu Xuân Chi này rõ ràng đầu phải muốn nói về chuyện kết hôn. Nhìn bộ dạng đắc ý của nàng,
rõ ràng là đang khoe khoang chồng mình là một cán bộ phó khoa mà thôi. Trong huyện Hồng Bắc thì các cán bộ của các phòng ban đơn vị chỉ là cấp ban, nhưng xưng hô lại cứ là trưởng khoa hay phó khoa, nghe cũng quen tai, nhưng nếu xem xét danh sách quản lý của phòng tổ chức, căn bản không có tên bọn họ trong nhóm cán bộ cấp phó khoa. Nhưng dù là như thế thì muốn tiến lên một vị trí trưởng ban ở trong cơ quan đơn vị huyện cũng không phải dễ dàng, không ít người đến tận lúc về hưu tóc bạc trắng cũng chỉ mới là một vị trí phó ban. Như vậy xin chúc mừng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ lì xì lớn. Y Phong cũng nói rất bình thản, với trí thông minh của nha đầu này, nàng sao không hiểu Triệu Xuân Chi có ý gì. Y Phong có chút không cho là đúng, cũng không thèm hỏi về chuyện phó trưởng ban gì cả. Vương Tử Quân đứng bên trái Y Phong, hắn nhìn chiếc mũi có hơi nhíu lại của nàng mà không khỏi cười thầm một tiếng. Tuy hắn và Y Phong tiếp xúc không nhiều nhưng vẫn mẫn cảm phát hiện ra cô nàng có một thói quen, chính là khi nào gặp phải kẻ có ý nghĩ hèn mọn với mình thì mũi hơi nhíu lại. Triệu Xuân Chi đang hào hứng bừng bừng thì giống như bị tát một gáo nước lạnh, chủ đề phó khoa đã được nàng nhắc đi cả chục lần trước mặt đám bạn học, mỗi lần như vậy đều tiếp nhận những ánh mắt hâm mộ. Loại cảm giác được ngưỡng mộ và tán dương làm cho nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Không ngờ Y Phong lại có thái độ không quan tâm như vậy, thật sự là mất hứng và có chút không thoải mái. Triệu Xuân Chi đảo mắt, đúng lúc thấy được Vương Tử Quân đứng bên cạnh Y Phong. Ôi, anh đẹp trai, anh là hộ hoa sứ giả của Y Phong sao? Anh công tác ở đâu? Vương Tử Quân cũng không ngờ cô gái kia lại kéo chủ đề lên người mình, hắn cũng không có hảo cảm gì với cô gái lắm mồm này, hắn cũng không muốn giải thích mà chỉ dùng giọng không đếm xỉa gì nói một câu. Xã Tây Hà Tử. Xã Tây Hà Tử chính là nơi tốt, sau này về huyện mà có gì khó xử cứ tìm đến anh Trấn Tùng, tôi chưa từng thấy có chuyện gì anh ấy làm không thành trong phạm vi huyện Hồng Bắc này. Triệu Xuân Chi dùng giọng nhiệt liệt nói. Vương Tử Quân hiểu ý của Triệu Xuân Chi, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, đồng thời cũng gật đầu tỏ ra biết thời thế. Đa tạ mỹ nữ, sau này nếu có chuyện cầu cạnh, cô cũng đừng nói là không biết đấy nhé. Nhìn anh kìa, sao tôi có thể không quen biết một anh chàng đẹp trai như anh được. Triệu Xuân Chi cảm thấy rất thoải mái vì một câu nịnh nọt của Vương Tử Quân, thế là hào sảng đồng ý. Y Phong nhìn bộ dạng bạn học của mình như vậy mà gương mặt có hơi đỏ, khoảnh khắc này nàng chợt nhận ra một vấn đề, đó chính là mình không nên kéo Vương Tử Quân đến đây làm loạn, không phải đây là một kẻ chán ghét sao. Ánh sáng trong quán ăn Giang Viên rất đầy đủ, gương mặt đỏ bừng của Y Phong không tránh được ánh mắt của Triệu Xuân Chi. Thế là trong lòng Triệu Xuân Chi càng thêm đắc ý. Đại khái là nếu so sánh với nàng thì Y Phong rất kém cỏi. Năm xưa khi còn đang đi học thì Y Phong này luôn là tình nhân trong mộng của đám đàn ông, thế nào cũng có vài tên thanh niên cao lớn anh Tuấn chở Y Phong đi học về, nhưng Y Phong giống như một đóa hoa mai kiêu ngạo, không nói hai lời với kẻ nào mà quay đầu bước đi. Điều này mới chính là chất xúc tác làm cho Triệu Xuân Chi cảm thấy ghen ghét. Bây giờ thì tốt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Y Phong cô năm xưa không phải kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ lại tìm bạn trai công tác dưới xã, sau này về huyện công tác thì không phải cũng phải đến tìm Triệu Xuân Chi tôi sao? Có một câu nói rất chí lý, kẻ nở nụ cười cuối cùng mới là kẻ tốt nhất. Triệu Xuân Chi càng đắc ý càng muốn mở miệng nói thêm vài câu, nhưng Y Phong cũng không cho ra cơ hội, nàng nhanh chóng quay đầu bước đi. Xuân Chi, nhóm bạn học chúng ta được sắp xếp ở đâu? Y Phong không muốn dây dưa với Triệu Xuân Chi. Nàng quay đầu lại khẽ hỏi. Sảnh Vinh Hoa, đây chính là phòng cao cấp, Tiểu Hồng đã có lời phân phó, hơn 20 người chúng ta cùng nhau vào đó chơi đùa. Triệu Xuân Chi mới vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo, bây giờ nói ra hai chữ Tiểu Hồng thì trên mặt treo đầy nụ cười khiêm tốn, giống như Tiểu Hồng là lãnh đạo của nàng vậy. Tiểu Hồng có lẽ là cô dâu vào ngày hôm nay, nhưng lãnh đạo huyện thì có họ Ngưu nhưng không có họ Mã. Vương Tử Quân đang thầm suy xét lai lịch của Mã Tiểu Hồng. Nhưng hắn còn chưa điểm danh xong các vị lãnh đạo huyện thì đã bị Y Phong kéo về phía trung tâm tiệc cưới. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, tiếng nói cười của người lớn trẻ nhỏ hầu như quấn lấy nhau, Y Phong cũng không quen quán ăn Giang Viên, trong lúc gấp gáp lại kéo tay Vương Tử Quân đi về phía đối diện với sảnh Vinh Hoa. Cô đi nhầm rồi. Vương Tử Quân kéo tay Y Phong lại rồi thản nhiên nói. Sao? Y Phong lúc này mới dừng lại, nàng nhìn gương mặt như cười như không của Vương Tử Quân. Nghĩ đến tình cảnh hiểu lầm vừa rồi, nàng ngại ngùng cúi đầu, gương mặt đầy xấu hổ. Bí thư Vương, vừa rồi thật sự xin lỗi, bạn học của tôi. Không có gì, điều này tôi biết rõ, cũng không so đo với cô ấy. Vương Tử Quân khẽ vỗ tay Y Phong rồi cười xấu xa nói.
Bí thư Vương, nếu không thì chúng ta đến chỗ khác dùng cơm, chỗ này đúng là quá ồn. Y Phong nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng đề nghị nói. Ôi, đã đến thì cứ ở lại, hơn nữa cô không phải đã bỏ ra một tháng tiền lương sao? Chúng ta cũng không thể thâm hụt tiền được, cô nghe nói cảnh giới ăn yến xào chưa, ăn nhiều bao nhiêu sẽ gỡ vốn bấy nhiêu. Vương Tử Quân dùng giọng xấu xa nói, trên mặt lại có biểu hiện như một tên côn đồ. Y Phong nghe được lời nói buồn cười của Vương Tử Quân, nàng không khỏi che miệng nở nụ cười, vẻ xấu hổ vừa rồi đã tiêu tán không còn chút tăm hơi. Nhưng một câu nói với hai chữ chúng ta của hắn lại không thể không làm lòng nàng bùng lên một tầng rung động. Khi Vương Tử Quân và Y Phong đi đến sảnh Vinh Hoa thì bên trong đã có không ít người, những người này phần lớn là nam nữ hơn 20, bọn họ đang cùng trò chuyện vui vẻ, không khí rất tốt. Khi thấy Y Phong đi đến thì không ít bạn học nam tiến lên tiếp cận, nhưng khi bọn họ thấy mặt Bí Thư Vương, trong mắt không khỏi lóe lên cái nhìn soi mói. Y Phong, thật sự là hoa đẹp đã có chủ, mau đến giới thiệu cho chúng tôi biết, anh chàng này công tác ở đâu. Một cô gái dáng người cao gầy với bộ ngực lớn đang dùng hai tay xua đám đàn ông xung quanh, tạo nên một con đường đi về phía Y Phong. Cô gái này có âm thanh khá lớn, mới nói ra thì trong phòng chỉ còn lại âm thanh của nàng. Y Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng là chưa chuẩn bị đầy đủ với những gì người ta sẽ hiểu lầm, thế cho nên đâu thể nào chống chịu được nhiều ánh mắt của mọi người như vậy. Gương mặt nàng không khỏi đỏ hồng. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ lúng túng của Y Phong, nàng vội vàng trả lời. Tôi họ Vương, công tác ở xã Tây Hà Tử. Vừa nghe thấy đó là xã Tây Hà Tử thì vẻ mặt ghen tuông của đám thanh niên lại có thêm ánh mắt hèn mọn. Đối với đám người công tác ở các đơn vị trong huyện như bọn họ, xã Tây Hà Tử là nơi nào? Đó cơ bản là một địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi, giao thông không ra gì, là một vùng thôn quê lạc hậu. Cô gái cao gầy nghe Vương Tử Quân nói mình công tác ở xã thì không khỏi có hơi sững sờ, nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy tên kia cũng không quá phô trương nhưng lại có chút gì đó phiêu giật làm cho người ta mê muội. Tên này có gì đó ung dung đúng mực và vui vẻ, có một cảm giác không kiêu ngạo không xu nịnh, chỉ cần vung tay nhấc chân cũng có khí thế ung dung bình tĩnh, thế là nàng thầm cảm thấy đối phương không giống như tầm thường, vì thế mới nở nụ cười nói. Bố của anh làm công tác gì? Một câu hỏi của cô gái làm cho chút hảo cảm của Vương Tử Quân với cô gái chợt tan biến, nhưng hắn cũng không mất lễ phép mà chỉ cười nhạt một tiếng. Ông ấy là một thư ký. Vương Tử Quân nói cũng không sai, Vương Quang Vinh thật sự là một thư ký, nhưng vị trí này cũng không giống như thư ký bình thường, mà chính là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Sau khi xác định Vương Tử Quân không có quyền thế gì thì đám thanh niên kia cũng không tiếp tục bâu vào, Y Phong dù có tâm tư muốn ở bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng lại bị đám bạn học nhiều ngày không gặp quấn lấy người. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú với những vị khách trong dia, hắn tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, sau đó tìm nước uống. Anh cũng đừng trách thái độ lãnh đạm của bọn họ, trước kia bọn họ đều là những người ngưỡng mộ cuồng nhiệt Y Phong, tôi cũng là một trong số đó. Bây giờ anh ôm mỹ nhân về nhà, bọn họ tất nhiên sẽ ghen, sẽ không cho anh một bộ mặt dễ nhìn. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì một người đàn ông tiến đến nói. Vương Tử Quân nghiêng đầu sang nhìn, tên kia đã vươn tay sang nói. Tôi là Vương Hoa Nguyên, đội cảnh sát giao thông. Vương Tử Quân nhìn người thanh niên thật thà phúc hậu và khá thông minh trước mặt, hắn cũng đưa tay ra nói. Tôi là Vương Tử Quân, công tác ở xã Tây Hà Tử. Vương Hoa Nguyên nghe xong lời giới thiệu của Vương Tử Quân thì trong lòng cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, hắn cười nói. 500 năm trước là người một nhà, ha ha. Coi như là duyên phận. Đám người chúng tôi đều là bạn học phổ thông của Y Phong, hôm nay mọi người tụ hội để chúc mừng tân hôn, nói trắng ra thì là nịnh bợ Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng. À, sao vậy? Vương Tử Quân lúc này nhàn rỗi, hắn nâng ly lên nói chuyện tào lao với Vương Hoa Nguyên. Chưa nói đến những thứ khác, dựa vào lễ kết hôn này, tôi cũng kết hôn vào năm nay nhưng sớm hơn bọn họ 3 tháng, anh biết bọn họ đi bao nhiêu không? Bao nhiêu, có phải 200 không? 200, cảm ơn anh đã nói như vậy nhưng lại là đoán sai rồi, chỉ là 30 mà thôi. Giáo viên cũng không giàu, mỗi người 30 đồng là cao rồi. Nhưng anh xem đám cưới của Mã Tiểu Hồng, không biết ai đề nghị mà tăng giá, lại lên đến con số 200, coi như mất một tháng lương. Vương Hoa Nguyên nói, trong mắt lóe lên cái nhìn bất mãn. 200 và 30, đúng là hơn kém quá xa, Vương Tử Quân trầm mặc không nói gì, sau đó Vương Hoa Nguyên lại nói. Những năm nay quan hệ cũng là một mặt hàng cần kinh doanh. Ôi,
người ta có bố làm trưởng phòng tài chính, thế nên bây giờ mới có câu liều mạng cha. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Triệu Xuân Chi đi đầu lớn tiếng nói. Các bạn, tân lang và tân nương sẽ đến mời rượu chúng ta. Khi Triệu Xuân Chi lên tiếng thì một tên thanh niên mặc tây trang đi vào, tên này đường đường chính chính, khí thế hiên ngang. Nếu so sánh với chú rể thì bộ dạng vị tân nương cũng không dám khen, tuy trang điểm đậm nhưng làn da thô ráp và dáng người trong áo cưới lại bộc lộ tất cả khuyết điểm của cô nàng. Vương Tử Quân thầm than, hèn gì người ta từng nói một câu, hảo hán chưa chắc đã lấy vợ đẹp. Nhưng hôm nay có một sự thật không thể nghi ngờ, cô gái kia chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, là một con thiên nga xấu xí nhưng rơi vào tình huống sao vây quanh trăng. Y Phong tuy cũng tiến lên nghênh đón nhưng chỉ đứng bên ngoài cười nhạt, nếu so sánh với đám bạn học nhiệt tình cởi mở thì nàng có vẻ bình thản hơn. Vương Tử Quân nhìn tình cảnh trước mắt mà trong lòng thầm cảm thán, nếu bước chân vào xã hội thì dù là bạn học có quan hệ tốt cũng bị một tầng lợi thế che phủ. Cô gái tên là Mã Tiểu Hồng cười đến run cả người, cười rất hạnh phúc, liên tục nói những câu cảm ơn với những lời chúc mừng của bạn học, chút khí chất kiêu ngạo thật sự bùng ra khó thể che giấu. Ôi, đây không phải là Y Phong sao? Nghe nói cô đang dạy học ở xã Tây Hà Tử phải không? Sao rồi, bắt xe buýt về à? Mã Tiểu Hồng lơ đãng thấy Y Phong cũng đến tham gia, thế nên túm tay chú rể rồi hưng phấn chạy đến. Chú rể Hào Vân Trung vừa nghe thấy cái tên người phát ra từ trong miệng cô dâu thì vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn tranh thủ che giấu nói. Y Phong cũng đến đấy à? Mã Tiểu Hồng thấy chú rể có biểu hiện như vậy thì tỏ ra mất hứng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Y Phong. Y Phong đứng bên ngoài đám người, thấy Mã Tiểu Hồng chào hỏi với mình, nàng chân thành gật đầu nói một câu. Chúc hai người tân hôn vui vẻ hạnh phúc. Y Phong có biểu hiện bình tĩnh chấn định làm cho vẻ mặt của Mã Tiểu Hồng có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó thì nàng lại cười ha hả. Y Phong, cô dạy ở dưới xã mà hôm nay cũng tranh thủ chạy đến, tôi cảm ơn trước. À, hôm nay cô đến một mình sao? Tiểu Hồng, cô cũng đừng xem thường Y Phong, đây không phải là hộ hoa sứ giả cùng đến sao? À, là chỗ này. Triệu Xuân Chi đứng bên cạnh Mã Tiểu Hồng dùng tay chỉ về phía Vương Tử Quân. Vẻ mặt Mã Tiểu Hồng không có chút biến đổi, nhưng gương mặt Hào Vân Trung lại có hơi thay đổi, gương mặt tuấn tú với ánh mắt bình thường, bây giờ nhìn về phía Vương Tử Quân lại có chút địch ý. Người này không phải có chút tình cảm gì đó với Y Phong đấy chứ. Không biết vì sao mà trong lòng Vương Tử Quân có chút mất hứng. Y Phong, anh này công tác ở đâu, không phải cũng là ở nông thôn giống như cậu đấy chứ. Mã Tiểu Hồng nhìn sang Vương Tử Quân, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Chương 145, là ai? Y Phong cũng không quan tâm đến tư thái cao thượng của Mã Tiểu Hồng, lần này nếu không phải nể mặt cùng là bạn học thì nàng sẽ không đến. Dù thế nào thì Mã Tiểu Hồng kia cũng là kẻ tài trí hơn người, Hào Vân Trung lại là người yêu mến Y Phong nhiều năm, nhưng dù sao cũng chỉ là bạn học bình thường, cũng không đáng để so sánh. Nhưng lúc này nghe Mã Tiểu Hồng nói về Vương Tử Quân, trong lòng nàng cảm thấy rất hèn mọn, giống như nuốt vào một con ruồi, rất không thoải mái. À, cô nói đúng, tôi công tác ở xã Tây Hà Tử. Y Phong chuẩn bị trả lời thì Vương Tử Quân đã đứng lên kéo tay Y Phong dùng giọng nhàn nhạt đáp lại. Thực tế thì dưới nông thôn là rất tốt, không khí tươi mát không bị ô nhiễm. Anh công tác ở xã Tây Hà Tử cũng rất phù hợp, vài tháng nữa Vân Trung sẽ xuống Tây Hà Tử làm phó chủ tịch xã. Nơi này cũng không có người ngoài, sau này kính xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Mã Tiểu Hồng dùng giọng đắc ý nói. Phó chủ tịch xã, Vân Trung cậu mới đó đã được đề cử làm cán bộ cấp phó khoa rồi sao? Ôi, tiểu tử cậu phải về nhà đãi khách mới được. Một tên bạn học nam nghe lời khoe khoang của Mã Tiểu Hồng thì dùng giọng hâm mộ nói. Đúng vậy, cấp phó khoa và địa vị thực chất, chúng ta muốn được như vậy cũng cần phải 5-6 năm nữa. Vân Trung, đến lúc đó cũng đừng quên anh em là được. Hào Vân Trung nghe những lời vuốt mông ngựa của mọi người, hắn đưa mắt nhìn đám người. Chợt sinh ra cảm giác ưu việt. Tên kia quen biết Y Phong thì thế nào? Hừ, không nghe lời ông thì chỉ có chết thôi. Dám cướp người yêu trong mộng của ông, đến thời điểm phù hợp thì ông sẽ cho mày biết tay. Thật ra cũng không muốn cho Vân Trung xuống nông thôn, vì đề bạt anh ấy trong phòng cũng không có gì là khó khăn. Chỉ là bác Tôn có nói, nếu muốn phát triển tốt thì phải có kinh nghiệm cơ sở, cần phải rèn luyện ở nông thôn ít nhất là 2 năm. Mã Tiểu Hồng nói đến bác Tôn thì khẽ hạ giọng nói. Bác Tôn chính là bí thư huyện ủy. Đám bạn học nghe Mã Tiểu Hồng gọi bí thư Tôn Lương Đống là bác Tôn,
thế là ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Anh bạn, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tới lui, tôi đến xã Tây Hà Tử sẽ chưa thể làm quen ngay, kính xin cậu quan tâm nhiều hơn. Hào Vân Trung thoải mái xòe bàn tay ra nói với Vương Tử Quân, đến bây giờ hắn còn chưa từng đi xuống xã Tây Hà Tử kia lần nào. Vương Tử Quân thấy Hào Vân Trung duỗi tay thì cũng cười nhạt nói. Điều này sợ rằng không được, vì vị trí phó chủ tịch xã Tây Hà Tử đã được quyết định rồi. Hào Vân Trung đang duỗi tay ra chợt khựng lại giữa không trung, mà đám người đang cười hì hì chợt sững sờ, gương mặt tươi vui đắc ý của Mã Tiểu Hồng cũng nhanh chóng cô đọng. Y Phong mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, trong mắt có thêm vài phần khác thường, khoảnh khắc này Vương Tử Quân bắt đầu biểu hiện vẻ cường thế của mình. Tiểu Hồng, Vân Trung, mau đến đây, Bí Thư Tôn sắp đến, muốn gặp hai đứa. Một người đàn ông trung niên hơn 40 đẩy cửa bước vào, hắn nói lớn với Mã Tiểu Hồng và Hào Vân Trung, giọng điệu tràn đầy tự hào. Được rồi, nhị thúc, chúng cháu sang ngay. Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng với Mã Tiểu Hồng vừa tranh thủ chắp tay nói lời xin lỗi với bốn phía. Xin lỗi các vị, mọi người cứ ăn uống vui say, tận tình chơi đùa, lát nữa sẽ cho bọn họ đến chung vui với mọi người. Mã Tiểu Hồng tuy đáp lời nhưng trên mặt vẫn có chút khinh thường. Nàng liếc xéo Vương Tử Quân rồi dùng giọng bực bội nói. Có lẽ là anh nghe lầm, trong huyện Hồng Bắc này thì lời nói của bác Tôn chưa từng sai bao giờ. Mã Tiểu Hồng vứt lại những lời này thì quay đầu bước đi, chú rể cũng theo sát phía sau, nhưng vừa đi được hai bước thì nghiêng đầu lại nói. Anh bạn, cơm có thể ăn bậy nhưng cũng không thể nói bậy, cậu nói chuyện không biết che miệng, tương lai sẽ phải chịu thiệt. Nể mặt Y Phong nên tôi không so đo với anh, nhưng sau này đời còn dài. Những người khác cũng không dễ bỏ qua như tôi đâu. Hào Vân Trung nói ra những lời như vậy rồi chạy vài bước đuổi theo Mã Tiểu Hồng, Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, hắn thấy mình không cần phải giải thích với đối phương. Nhưng sau khi Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng rời khỏi phòng, những vị bạn học kia lại gom góp lại thành nhóm, sau đó nói với Triệu Xuân Chi. Ôi, cô đúng là không biết nói chuyện, hôm nay vào ngày vui cũng không nên nói chuyện xui, sau này Y Phong không phải sẽ vài lời của cô làm cho mệt chết sao? Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Y Phong rồi quay về vị trí của mình, Y Phong nhìn những người bạn học của mình mà khẽ nói với Vương Tử Quân. Nếu không chúng ta về trước nhé. Về làm gì, nhà đầu, chúng ta đến tham gia tiệc cưới cũng vì ăn uống, nếu không ăn chẳng phải bỏ phí một tháng lương sao. Khi Vương Tử Quân đang cố gắng an ủi Y Phong thì trong một gian phòng trang nhã, Bí Thư Huyện ủy Tôn Lương Đống đang ngồi thản nhiên, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên ngồi bên phải. Bên trái là trưởng phòng tài chính Mã Hữu Phúc. Lúc này Mã Hữu Phúc đang nhếch miệng cười, Bí Thư Huyện ủy có thể đến đây ngồi xuống ăn bữa cơm thì thật sự rất có thể diện. Mã Tiểu Hồng và Hào Vân Trung vừa rồi tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt đám bạn học, bây giờ bọn họ lại giống như những đứa con cháu ngoan ngoãn, hai người một kẻ cầm ly một kẻ rót nước, đang châm trà cho các vị lãnh đạo. Tôn Lương Đống tiếp nhận trà được Mã Tiểu Hồng dâng lên bằng hai tay, lão khẽ nhấp một ngụm rồi nói. Anh Mã, hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là nhìn con cháu êm bề gia thất, cảnh tượng ngày hôm nay làm cho tôi rất hâm mộ, có đứa con rể tốt như vậy, những người như chúng tôi đây cũng đỏ cả mắt. Bí thư huyện ủy nói đùa thì những thuộc hạ phải nhanh chóng phụ họa theo, chút quy củ như vậy tất nhiên bọn họ phải hiểu. Lãnh đạo đã nói đùa, dù không buồn cười cũng phải ôm bụng cười lăn lộn, như vậy mới phát ra hiệu quả phù hợp. Thế cho nên lúc này chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên nở nụ cười nói. Bí thư Tôn nói những lời này thật sự là âm thanh trong lòng mỗi người, hôm nay trưởng phòng Mã xong hỉ lâm môn, cần phải uống thêm vài ly trợ hứng mới được. Mã Hữu Phúc có thể trở thành trưởng phòng tài chính thì tất nhiên biết rõ ai ra sức chèo chống cho mình, hắn cười ha hả và chủ động nói. Mã Hữu Phúc tôi có ngày hôm nay không phải nhờ Bí thư Tôn dẫn đường chỉ lối sao. Chủ nhiệm Lý, hôm nay là ngày tốt lành, hai vị lãnh đạo có thể tận hứng. Những vị lãnh đạo các ban ngành ở hai bên thấy Bí thư huyện ủy khá hào hứng thì cũng ồn ào theo, đây là có chủ ý sẵn, có đôi khi dùng cơm thế này cũng có thể để lại cho lãnh đạo một ấn tượng tốt. Tôn Lương Đống khẽ phất tay, những tiếng cười nói chợt biến mất, lão nói với Mã Hữu Phúc. Tôi nói hai câu, câu đầu tiên chính là anh tiến lên làm trưởng phòng tài chính, là vì anh có năng lực, có thể phát triển tốt. Tôi là người cầm lái huyện ủy, tất nhiên tôi phải đặt anh lên vị trí phù hợp. Câu thứ hai. Hôm nay là ngày đại hỷ của hai cháu, chúng ta là những lão già tuy có thể vui vẻ nhưng cũng đừng để khách lấn át chủ. Tôn Lương Đống nói rồi vẫy tay với Hào Vân Trung. Tiểu Hào, cháu đến cương vị mới thì nhất định phải làm cho tốt, đừng để bố vợ mất mặt.
Xin Bí Thư Tôn cứ yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ cố gắng công tác, sẽ báo đáp ơn tri ngộ của ngài. Tiểu tử Hào Vân Trung này cũng là người thông minh, hắn cúi người rồi lớn tiếng đảm bảo. Ha ha ha, tiểu tử này cũng không nhận biết phương hướng, tôi bảo cậu đảm bảo với bố vợ, sao lại quay sang tôi? Ha ha, Tôn Lương Đống nói những lời có vẻ như phê bình nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười sáng lạn. Bí Thư Tôn, năm xưa chúng ta kết hôn đều phải tuyên thệ với đảng, hôm nay tiểu Tào cũng không làm sai, ngài là Bí Thư huyện Hồng Bắc, đảm bảo với ngài thì cũng như đảm bảo với đảng, đảng lãnh đạo tất cả. Quan trường giống như một vở kịch, nhân vật gì diễn cảnh gì đều đã rất rõ ràng. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên không hổ danh là người chuyên môn phục vụ cho Bí Thư Tôn Lương Đống, hắn nói vài câu tâng bốc cực kỳ kịp thời và đúng chỗ, lại không có biểu hiện gì quá. Tôn Lương Đống sau khi nghe như vậy thì nở nụ cười thoải mái, ngoài miệng lại dùng giọng oán trách nói. Chủ nhiệm Lý, tôi biết cậu là một tay bút cực tốt của huyện ủy, sao bây giờ lại học được cách ăn nói trơn tru như vậy rồi? Mã Tiểu Hồng nhìn tình huống vui vẻ hòa ái mà không nhịn được phải mở miệng. Hôm nay con đi gặp một người bạn học, bạn trai của cô ta thật sự nói chuyện không biết suy nghĩ. Bác Tôn, vì thế mà cháu muốn đến hỏi bác xem thế nào. Ủa, sao vậy? Hôm nay là ngày vui của Tiểu Hồng, ai dám làm cho cô dâu của chúng ta mất hứng. Bác Tôn cũng sẽ cho hắn biết tay. Tôn Lương Đống lúc này có biểu hiện không giống như một vị bí thư huyện ủy nắm quyền khống chế cả huyện, mà là một vị trưởng bối. Hôm nay một đối tượng của bạn học cháu đến tham gia hôn lễ. Cháu nghe nói anh ta công tác ở xã Tây Hà Tử, thế cho nên định cho Hào Vân Trung nói vài lời làm thân, vì vài ngày nữa Vân Trung sẽ xuống xã Tây Hà Tử công tác. Không ngờ người kia cũng không nể mặt, nói một câu làm cháu nuốt nghẹn quay về. Mã Tiểu Hồng nói, âm thanh có chút trầm bổng du dương. Cậu ta nói gì? Tôn Lương Đống thấy cô dâu bất mãn thì cười hỏi. Lúc này Hào Vân Trung thật sự có chút bất mãn với Mã Tiểu Hồng, dù thế nào thì người kia cũng là bạn được Y Phong đưa đến. Hắn cũng không muốn làm khó đối phương. Là một cán bộ tuổi trẻ, nếu như không để lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo, như vậy là không xong. Hôm nay Mã Tiểu Hồng lên tiếng tố cáo, chỉ sợ vận mệnh tên kia sau này sẽ thay đổi. Nhưng chút lo lắng đã bị cảm giác ghen tuông hòa tan, nhớ năm xưa Y Phong như một đóa hoa mai rực rỡ, dù mình có viết bao nhiêu lá thư tình cũng không đả động được, trước mắt lại bị tên khốn kia chộp vào trong tay. Hừ, tên kia sao có thể sánh với Hào Vân Trung này được. Anh ta nói Hào Vân Trung căn bản không thể nào đi xuống xã Tây Hà Tử, vì xã Tây Hà Tử đã có quyết định về vị trí phó chủ tịch xã rồi. Mã Tiểu Hồng dùng giọng một năm một mười nói với Tôn Lương Đống. Các vị lãnh đạo đang mỉm cười nghe Mã Tiểu Hồng lên tiếng thì vẻ mặt chợt biến đổi, ánh mắt mọi người rơi lên người Bí Thư Tôn. Lý Tiếu Thiên là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng coi là tâm phúc của Tôn Lương Đống, lúc đi đường hắn đã nghe Bí Thư Tôn tiết lộ một câu. Đó là cố ý cho chú rể đến xã Tây Hà Tử làm phó chủ tịch xã. Bây giờ không biết có tiểu tử nào đó xuất hiện nói ra những lời như vậy, rõ ràng làm cho Bí Thư Tôn mất hứng, người đó là ai? Lý Tiếu Thiên là một cán bộ phát triển từ cơ sở lên cấp phó ban, hắn tất nhiên sẽ hiểu, Mã Tiểu Hồng đang tra thuốc nhỏ mắt cho tên cán bộ kia. Lý Tiếu Thiên biết rõ thì những người khác cũng biết rất rõ, nhưng bọn họ đều nhìn vào phản ứng của Tôn Lương Đống, dù thế nào thì biểu hiện của Bí Thư cũng quyết định tất cả. Thế cho nên vẻ mặt của ai cũng có hơi biến đổi. Mã Hữu Phúc dùng ánh mắt hung hăng nhìn con gái của mình, hắn thật sự muốn con mình im miệng, nhưng lời đã nói ra như nước đã hắt đi, khó thể nào thu lại, bây giờ muốn cản thì cũng không còn kịp nữa rồi. À, cậu thanh niên kia rất có cá tính, cậu ta tên gì? Vẻ mặt Tôn Lương Đống khôi phục lại bình thường trong nháy mắt, sau đó lão cười nhạt, thuận tay đặt ly trà lên mặt bàn. Cháu không hỏi tên, hình như là họ Vương. Bộ dạng rất trẻ. Mã Tiểu Hồng thấy mình lên tiếng có hiệu quả, thế nên trong lòng có chút khoái chí. Nụ cười trên mặt Tôn Lương Đống chợt ngưng tụ, xã Tây Hà Tử, họ Vương, còn trẻ, đây là. Kết hợp tất cả lại với nhau, một cái tên xuất hiện trong lòng Tôn Lương Đống, chẳng lẽ là hắn? Tôn Lương Đống nghĩ đến cái tên kia, đồng thời liên tưởng đến vấn đề người kia mới đến 2 tháng nhưng làm cho cả huyện Hồng Bắc gà bay chó chạy mà đầu có hơi phình lớn. Người kia không ra tay thì thôi, đã ra tay thì đột nhiên nổi tiếng, cách xử lý sự việc cứ như động đất, kết thúc hoang tàn. Trước đó tên kia đứng trong hội nghị kinh tế toàn huyện mượn tay mình xử lý trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh, còn lén vài lần chơi cao tay với Tiền Học Bân, dù có vài phần khó nói, nhưng nhìn vào hai chữ thắng bại, thật sự xem là hiểu ngay.
Tuy Tôn Lương Đống không lên tiếng nhưng cũng hiểu những biến đổi ở cục công an, Chu Ái Quân đột nhiên đề bạt trọng dụng, lão lờ mờ thấy được bóng dáng của Vương Tử Quân, người này rõ ràng giấu mặt cho cục trưởng cục công an một tát trời giáng. Khi hạng mục công ty lương thực được đẩy mạnh thì Tôn Lương Đống càng nghĩ không muốn động vào Vương Tử Quân, không, phải nói là hầu như đây là một loại xúc động ước lượng, cần phải dùng trăm phương ngàn kế để kéo cậu thanh niên có hậu trường hùng mạnh kia về phía đồng minh của mình. Chẳng lẽ là cậu ta? Lúc này Tôn Lương Đống chợt giật mình, lão đã từng đồng ý với Vương Tử Quân, cho phép xã Tây Hà Tử tự quyết định vị trí phó chủ tịch xã. Tôn Lương Đống nghĩ như vậy và gương mặt chợt tối sầm, Mã Tiểu Hồng đang chờ bác Tôn đứng ra làm chỗ dựa cũng bắt đầu không yên, chẳng lẽ lời của đối phương là thật? Tôn Lương Đống nghĩ đến người kia là ai, Lý Tiếu Thiên cũng lập tức đoán ra được. Nếu thật sự đó là Vương Tử Quân, như vậy sự việc sẽ rất khó giải quyết. Lý Tiếu Thiên hiểu Vương Tử Quân không thua kém Tôn Lương Đống, hắn biết rõ đối phương không dễ chọc vào, lúc này thật sự có chút hận Mã Tiểu Hồng. Bầu không khí vốn đang hòa hợp lại bị vài câu chán nản làm nát bươm. Những vị lãnh đạo ban ngành khác trong huyện đều ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ chỉ sợ lửa lan đến người mình. Bọn họ hầu như là những người tám mặt lung linh, tất nhiên chỉ cần nghe là biết Mã Tiểu Hồng đang nói về ai. Dương Vân Binh năm xưa khí phách thế nào? Bây giờ không phải đã xong rồi sao? Bí thư Tiền là người cường thế ra sao? Cuối cùng bị ăn bao nhiêu quả đắng? Dù bình thường tên kia nói không nhiều, hơn nữa vừa thấy người là cười tủm tỉm, nhưng không ai dám coi thường, xem ra sự việc bây giờ mới khó giải quyết. Chương 146, yêu Giang Sơn và cũng thích người đẹp. Nếu đổi lại là bất kỳ bí thư xã nào khác thì bí thư Tôn sẽ không khó xử như vậy, trước tiên thay đổi tư tưởng, nếu không đổi được tư tưởng thì thay người. Ngoài vấn đề hạ cấp phục tùng thượng cấp thì cục bộ phải phục tùng toàn thể. Tôn Lương Đống là người có nhiều thủ đoạn, nhưng khi lão đối mặt với Vương Tử Quân, lão chợt sinh ra cảm giác bất lực, rất khó tìm được điểm nhắm. Bầu không khí nặng nề làm cho Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng cảm thấy áp lực như núi đè, hai người chợt ý thức được tên thanh niên nói năng lỗ mãng vừa rồi chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là một vị cán bộ xã. Chủ nhiệm Lý, anh đi xem có phải là bí thư Vương của xã Tây Hà Tử không? Nếu như là vậy, mời cậu ấy sang bên này. Tôn Lương Đống cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại nói với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên. Mà Mã Hữu Phúc cũng hận không thể cho con gái của mình một tát, đúng là chỉ biết làm loạn, bầu không khí tốt đẹp lại chỉ vì một câu mà trở nên rối rắm. Vương Tử Quân là ai? Nếu nói thẳng ra thì Mã Hữu Phúc phải cảm tạ Vương Tử Quân, nếu không có tên kia ra tay, sợ rằng hắn cũng không được ngồi lên vị trí trưởng phòng tài chính. Bí thư Tôn, chủ nhiệm Lý, hay là để tôi đi cho? Mã Hữu Phúc đứng lên dùng giọng cung kính nói. Hôm nay anh là chủ nhà, là người bận rộn, cứ để chủ nhiệm Lý đi là được. Tôn Lương Đống vung tay lên ngăn cản Mã Hữu Phúc, dù bí thư Tôn nói cũng đúng, nhưng đám người nơi đây đều không phải kẻ ngu, đều cảm thấy Mã Hữu Phúc không đủ độ nặng. Được, tôi đi qua xem thế nào. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên nói rồi đứng lên, sau đó đi ra ngoài cửa. Hai người sao còn chưa tranh thủ đi theo? Mã Hữu Phúc nhìn con gái và con rể đang đứng ngây người, thế là không khỏi lên tiếng trầm giọng nhắc nhở. Lúc này Mã Tiểu Hồng thật sự là rất hối hận, nàng hận vì không thể cho mình hai tát, rõ ràng là một việc vui, bây giờ vì vài lời nói của mình mà biến thành cục diện bị động. Ngàn vạn lần không phải là vị bí thư Vương kia, Mã Tiểu Hồng thầm cầu khẩn như vậy, nhưng nàng càng cầu nguyện thì càng cảm thấy khó nắm chắc. Dưới sự chỉ dẫn của Hào Vân Trung, Lý Tiếu Thiên đi vào sảnh Vinh Hoa, những người trong sảnh vừa thấy hai vợ chồng Hào Vân Trung đi vào thì nhanh chóng vỗ tay nhiệt liệt. Chủ nhiệm Lý, một tên bạn học của Hào Vân Trung công tác ở văn phòng huyện ủy thấy Lý Tiếu Thiên đi vào thì nhanh chóng chào một tiếng, nụ cười trên mặt hầu như tràn cả ra. Trong huyện Hồng Bắc có nhiều người được xưng là chủ nhiệm, nhưng có thể làm cho người bạn đang công tác ở văn phòng huyện ủy bày ra tư thái như vậy, rõ ràng chỉ có thể là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên. Một vị trưởng phòng tài chính như Mã Hữu Phúc đã làm cho người ta tôn kính, bây giờ một vị thường ủy huyện ủy như Lý Tiếu Thiên lại càng làm cho người ta ngưỡng mộ. Lý Tiếu Thiên khẽ gật đầu với tên cán bộ khoa viên của văn phòng huyện ủy, sau đó ánh mắt chuyển lên người của Vương Tử Quân đang ngồi ở góc phòng. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi uống trà nói chuyện với Y Phong, hắn thấy Lý Tiếu Thiên đi vào thì cũng nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lý Tiếu Thiên cũng nhanh chóng tiến lên. Chào chủ nhiệm Lý, huyện thành này xem ra quá nhỏ, tôi vừa đến tìm anh báo cáo, bây giờ lại gặp anh ở chỗ này, nếu nói theo phim ảnh thì rõ ràng là duyên phận.
Xem ra hôm nay tôi không thể không kính chủ nhiệm Lý Hai Ly. Vương Tử Quân xòe bàn tay ra dùng giọng nhiệt tình nói. Lý Tiếu Thiên tuy trong lòng cảm thấy tiếc nuối nhưng dù sao cũng không hy vọng Tôn Lương Đống sẽ đối mặt với những lựa chọn gian nan. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiến lên nói vài lời kiên trì mà thôi. Thế là hắn nở nụ cười sáng lạn và khách khí nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi nói chúng ta cùng đi dùng cơm, cậu lại từ chối, bây giờ thì cậu xem, không phải đi cùng một chỗ rồi sao? Hào Vân Trung thấy chủ nhiệm Lý bắt tay với Vương Tử Quân, thế là trái tim đập mạnh lên, lúc này hắn đã biết được thân phận của đối phương. Vương Tử Quân, là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, cũng là một vị bí thư trẻ tuổi có tương lai nhất của huyện, hơn nữa bây giờ ai biết chuyện cũng cho thêm người này hai chữ, cường thế. Trước kia người nổi danh cường thế ở xã Tây Hà Tử chính là chủ tịch Triệu Liên Sinh, nhưng sau khi vị bí thư này xuống nhận chức thì chủ tịch Triệu Liên Sinh xem như ảm đạm mất màu. Sau khi huyện Hồng Bắc trải qua vài cuộc mưa gió, hầu như tất cả đều có liên quan đến vị bí thư Vương này. Hào Vân Trung nhìn Vương Tử Quân và Lý Tiếu Thiên nói chuyện với nhau mà không ai rơi vào thế yếu kém, hắn không khỏi cảm thấy gương mặt bỏng rát, giống như vừa rồi mình vừa tự tay tát lên mặt mình. Bí thư Tôn cũng có mặt ở đây, bí thư Vương, mời cậu sang bên kia ngồi một chút. Lý Tiếu Thiên nói vài câu thì dùng giọng nhiệt tình mời Vương Tử Quân. Lý Tiếu Thiên vì sao lại đến đây? Vương Tử Quân biết rất rõ nguyên nhân, hắn nghĩ về mục đích mà bí thư Tôn Lương Đống muốn gặp mình, thế là không khỏi cười nhạt một tiếng. Chủ nhiệm Lý, chỗ này của tôi thật sự không tiện, ngài cũng không phải chưa từng gặp tôi, dù sao thì đây cũng là một chuyện cá nhân, cho tôi một cơ hội lười biếng một lần. Vương Tử Quân nói lời cợt nhả, thật sự không chính đáng, nhưng Lý Tiếu Thiên nghe mà hiểu được ý nghĩa lời nói. Thế là hắn nói thêm vài ba câu, cũng không cưỡng cầu Vương Tử Quân. Sau đó cất bước đi ra khỏi sảnh Vinh Hoa. Lúc này đám bạn học ở sảnh Vinh Hoa biết rõ thân phận của Vương Tử Quân, lại nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung của hắn, trong mắt vài người lóe lên cái nhìn nóng bỏng. Vương Tử Quân thấy mình biến thành mục tiêu của mọi người, thế là không khỏi cười khổ, lại thầm mắng một câu, nãy giờ không coi ra gì, bây giờ chẳng lẽ tiếp tục làm phiền sao? Lý Tiếu Thiên trầm mặt đi phía trước, Mã Tiểu Hồng và Hào Vân Trung đi ở phía sau mà không dám thở mạnh. Lúc này hai người bọn họ rất hối hận, không còn bộ dạng như lúc vừa rồi. Mã Tiểu Hồng cố lấy lại dũng khí, nhưng cuối cùng nàng cũng không biết nói gì hơn. Sau khi quay lại phòng, lúc này Tôn Lương Đống đã khôi phục lại nụ cười như cũ. Bí thư Tôn, chính là cậu ấy. Lý Tiếu Thiên khẽ cười, sau đó nói tiếp. Tôi đã cho lời mời, nhưng cậu ấy nói sáng sớm đã làm công tác báo cáo với anh, bây giờ muốn ở cùng bạn gái, nói một câu yêu giang sơn nhưng cũng thích người đẹp. Lý Tiếu Thiên lúc này báo cáo rất có nghệ thuật, dù là ai nghe vào trong tai cũng sẽ không nghĩ rằng bí thư Tôn đang mất mặt, đây chính là chỗ khéo của Lý Tiếu Thiên. Quả nhiên Tôn Lương Đống vừa nghe thấy như vậy thì cười xì một tiếng rồi mắng. Tiểu tử này đúng là... Hôn lễ vẫn được tiếp tục, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, đây là bàn tiệc cao quý nhất, vẫn là nơi trung tâm của tiệc cưới, vẫn là tụ điểm nâng ly chúc mừng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì thấy có chút khác biệt. Một là hôn lễ tuy nhiệt liệt nhưng bầu không khí đã đông cứng, mà nụ cười của cô dâu chú rể cũng có chút miễn cưỡng, cứng nhắc. Hơn một giờ sau thì tiệc rượu kết thúc, Tôn Lương Đống đặt ly xuống thì mọi người tiền hô hậu ủng ra khỏi quán ăn Giang Viên. Trước khi lên xe, Tôn Lương Đống vỗ tay Mã Hữu Phúc nói. Hữu Phúc, tôi cảm thấy con rể của cậu nên thừa lúc còn trẻ mà học hỏi thêm kinh nghiệm, để cho cậu ấy tại vị thêm 2 năm nữa. Vương Tử Quân sóng vai cùng Y Phong đi trên đường mà tâm tư tăng vọt, Y Phong đi bên cạnh cũng đỏ bừng mặt, nàng bị bạn học ép uống vào vài ly, thật sự có chút men say. Giày đi trên đường làm phát ra những âm thanh loạt soạt, giống như một con ngựa non đang khoái trái vui sướng đi lại trên đường. Bí thư Vương, hôm nay thật sự đã làm phiền anh. Y Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút gì đó xin lỗi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của Y Phong. Hắn nhịn không được mà đưa tay khẽ véo một cái. Hắn nhìn nàng xấu hổ tránh ra như một con nai nhỏ, thế là lúc này mới chợt ý thức được hành động của mình có vẻ quá mức lỗ mãng. Sau này cô đã có chuẩn bị gì chưa? Cứ tiếp tục dạy học vậy sao? Vương Tử Quân bản lĩnh không kém, tất nhiên sẽ nhanh chóng nói tránh sang chuyện khác. Y Phong dù sao cũng đơn thuần, ngay sau đó đã bị thu hút, nàng ngẩng đầu nhìn bí thư Vương rồi hỏi lại. Làm giáo viên không tốt sao? Trẻ con vừa đơn thuần vừa vui vẻ. Làm giáo viên rất tốt, nhưng đồng chí Y Phong, cô còn trẻ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc,
đi ra ngoài cửa sổ nhìn thế giới cũng còn tốt hơn rất nhiều so với chuyện ở trong nhà nhìn ra ngoài. Vương Tử Quân đọc một câu trong một quyển sách với Y Phong, sau đó nói tiếp. Tôi nghe nói trong tỉnh có kế hoạch bồi dưỡng thẩm phán trẻ tuổi, cô có muốn đi thử một lần không? Bồi dưỡng thẩm phán, tôi có được không? Y Phong chớp chớp mắt, rõ ràng có chút động lòng với kế hoạch này. Tất nhiên là được, tôi rất xem trọng cô. Vương Tử Quân thấy Y Phong có chút lo lắng thì dùng giọng nghiêm trang động viên. Thật sao? Y Phong khẽ đá hòn đá dưới chân, sau đó lại dùng giọng không xác định nói. Đó là đương nhiên, cô thấy tôi giống kẻ lừa gạt lắm sao? Vương Tử Quân nhìn ánh mắt tinh khiết của Y Phong, khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình giống như một con cáo dụ dỗ một con gà vậy. Y Phong đá văng viên đá nhỏ, sau đó nàng khẽ cười nói. Nếu bí thư Vương đã nói như vậy, tôi sẽ thử. Thử xem, có đôi khi thay đổi cuộc sống thì thường gặp được một cơ hội tốt. Vương Tử Quân dùng giọng cảm khái nói. Nói xong những lời này thì hai người cũng không còn gì để nói, chỉ là lẳng lặng đi về phía trước. Bí thư Vương, có một số việc không biết nên nói hay không? Y Phong đi lại một lúc rồi cố lấy dũng khí nói. Sao, cô nói đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút trịnh trọng của Y Phong, trong lòng khẽ động, hắn trầm giọng hỏi. Bí thư Vương, tôi nghe những thầy cô giáo khác nói, bây giờ chúng ta xây dựng trường học không hợp cách, những nơi nên dùng kết cấu thép thì lại bị dùng cây sắt thay thế. Y Phong nói không nhiều nhưng lại làm cho Vương Tử Quân nghe mà cau mày, những ngày qua tinh lực của hắn chủ yếu đều tập trung lên hạng mục xây dựng công ty lương thực, cũng không quá quan tâm đến việc xây dựng sửa chữa trường học, hắn nghĩ có bí thư ủy ban kỷ luật Tả Vận Xương xem xét thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ những gì mà Y Phong phản ánh lại làm cho hắn không thể không coi trọng. Kế hoạch trăm năm lấy giáo dục làm gốc. Vương Tử Quân nghe được lời nói của Y Phong thì dần rơi vào trạng thái trầm ngâm. Vương Tử Quân biết rõ thông qua đấu thầu thì hạng mục xây dựng sửa chữa 20 điểm trường tiểu học trong xã được giao cho một công ty xây dựng tên là Hồng Tinh, nghe nói thanh danh của công ty này là không tệ. Chính hắn cũng từng đến xem qua hai điểm trường, chất lượng khá tốt, nhưng chắc chắn Y Phong cũng không gạt hắn. Trong đầu chợt có ý nghĩ, Vương Tử Quân ý thức được vấn đề, tâm tình chợt trở nên trầm trọng. Lúc này hắn cũng không có tâm tư ở lại huyện Hồng Bắc mà bắt xe về xã Tây Hà Tử. Bí thư Vương, anh đã về rồi à? Lúc này ủy ban xã cũng không có mấy người, thư ký đảng ủy Chu Thường Hữu hôm nay trực ban thấy Vương Tử Quân quay lại thì lập tức chạy tới vài bước, mở cửa, pha trà rót nước. À, Thường Hữu, hôm nay không có chuyện gì cần giải quyết sao? Vương Tử Quân vừa nói vừa đi về phía phòng làm việc của mình. Tất cả bình thường, Bí thư Vương. Anh vào huyện báo cáo thuận lợi chú. Tuy đã là thư ký đảng ủy xã, là cấp phó khoa, nhưng Chu Thường Hữu vẫn biểu hiện cực kỳ tôn kính với Vương Tử Quân. Hắn thấy ơn tri ngộ của Bí thư Vương thật sự là suốt đời tương báo. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế trong phòng làm việc của mình, hắn nói. Cũng không có gì, đúng rồi, Bí thư Tả có đây không? Thông báo cho anh ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Bí thư Tả vừa đi, tôi sẽ phái người đi tìm. Chu Thường Hữu đồng ý một tiếng, sau đó nhấc điện thoại trên bàn của Vương Tử Quân, nhanh chóng gọi cho nhân viên trực ban. Thường Hữu, anh cảm thấy chất lượng công trình cải tạo trường học trong xã là thế nào? Vương Tử Quân chờ Chu Thường Hữu nói chuyện điện thoại xong thì hỏi thẳng. Điều này, Bí thư Vương, tôi chưa từng được như những tin tức tương quan về phương diện này. Chu Thường Hữu rõ ràng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, thế nên vội vàng trả lời. À! Chất lượng trường học là cực kỳ quan trọng, sau cây ếch xây dựng xong, chúng ta phải nghiệm thu, sau đó mới giao phần tiền còn lại. Vương Tử Quân cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này, chỉ dùng giọng thản nhiên nói. Văn phòng đã gọi điện thoại đi cả giờ nhưng không tìm được Tả Vận Xương, Vương Tử Quân thấy sắc trời đã tối, không thể không quyết định hôm sau rồi gặp mặt, sẽ nói chuyện với Tả Vận Xương sau. Sau khi dùng cơm tối xong thì Vương Tử Quân quay về phòng làm việc đọc sách. Những ngày qua hắn đặt phần lớn thời gian và tinh lực của mình lên sân khấu tinh thần và văn kiện và những trí nhớ về chứng khoán. Hắn có ý nghĩ nghiêm chỉnh như vậy cũng thật sự có được nhiều hiệu quả. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, hắn nghe được âm thanh của Tả Vận Xương. Bí thư Vương, anh tìm tôi sao? Âm thanh của Tả Vận Xương có chút mệt mỏi. Bí thư Tả, tôi có chuyện cần nói với anh, bây giờ anh đang ở đâu? Vương Tử Quân nhìn lên thấy đã 8 giờ, hắn thản nhiên nói. Bí thư Vương, bây giờ tôi đang ở nhà,
anh có gì cần dặn dò sao? Vương Tử Quân nhíu mày nói. Bí thư Tả, tôi nghĩ muốn nói với anh về vấn đề xây dựng trường học. Thế này đi, ngày mai anh đi làm thì đến chỗ tôi một chuyến, vấn đề xây dựng trường học có liên quan đến an toàn của giáo viên học sinh trong xã, ngàn vạn lần không được chủ quan. Chương 147, hai tay nắm, hai tay đều phải cứng. Vương Tử Quân vừa nói xong thì phát hiện đầu dây bên kia có chút trầm mặc giống như đã cúp máy. Alo. Vương Tử Quân liên tiếp nói vài tiếng, cuối cùng âm thanh của Tả Vận Xương mới truyền đến. Bí thư Vương, ngày mai tôi sẽ đến gặp anh. Tả Vận Xương nói có gì đó là lạ, Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà thầm nghĩ, chẳng lẽ trong chuyện xây dựng và sửa chữa trường học có vấn đề? Tả Vận Xương có vị trí gì bên trong? Vương Tử Quân gần đây rất yên tâm với một vị bí thư ủy ban kỷ luật Tả Vận Xương, nhưng bây giờ bộ dạng muốn nói lại thôi của đối phương thật sự làm cho hắn sinh ra chút cảm giác khác thường. Ngày mai Tả Vận Xương đến đây, mình dù thế nào cũng phải đích thân xuống giám sát và quan trắc thực địa mới được. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm. Chuông điện thoại chói tai vang lên làm cho Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, hắn nhìn thấy bên ngoài vẫn là bóng đêm, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác xấu. Hắn cố gắng áp chế tinh thần bối rối của mình, sau đó cầm lấy điện thoại nói. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Bí thư Vương, không hay rồi. Bí thư Tả đã chết. Chu Thường Hữu ở đầu dây bên kia chợt la lên kinh hoàng. Tả Vận Xương chết, Vương Tử Quân vừa nghe là đau đầu, ngày mai chuẩn bị nói chuyện, vì sao bây giờ lại tự tử? Chuyện gì xảy ra, anh cứ từ từ nói. Vương Tử Quân chấn định tâm thần và dùng giọng nghi hoặc hỏi. Bí thư Vương, vừa rồi đồn công an thị trấn gọi điện thoại đến thông báo, nói là bí thư Tả chết trong một tiệm cắt tóc nhỏ ở phía nam thị trấn. Chu Thường Hữu ổn định tâm thần, sau đó cũng bình tĩnh lại, hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Chết trên giường một tiểu thư gội đầu. Tả Vận Xương chết trên giường của một nữ nhân viên gội đầu. Phản ứng đầu tiên của Vương Tử Quân là không đơn giản như vậy, hắn nắm lấy điện thoại một lúc mà không buông. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó phân phó ngay. Nhanh chóng bắt liên lạc với đồn công an thị trấn, sau đó liên lạc cho gia thuộc. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và làm một điếu thuốc. Ngày hôm qua Tả Vận Xương gọi điện thoại cho mình và nói còn đang ở nhà, sau nửa đêm lại chạy vào thị trấn đi cắt tóc. Hơn nữa lại vừa đúng lúc mình gọi điện thoại hỏi về việc sửa chữa xây dựng trường học. Dù là thế nào thì những tin tức thế này sẽ bị người ta lôi ra bàn tán say sưa. Bí thư ủy ban kỷ luật xã Tây Hà tử chết trên giường của một tiểu thư, đây thật sự là một cơn cuồng phong, được thổi đi khắp ngõ ngách huyện Hồng Bắc. Ngay cả bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống và chủ tịch huyện Ngưu Vạn Thần cũng nghe được chuyện này. Nhưng hai vị lãnh đạo không cho ra ý kiến vào trường hợp công khai. Có kẻ khẽ để lộ ra vài tin tức, nói rằng bí thư Tôn rất bất mãn với xã Tây Hà Tử, vừa nghe nói Tả Vận Xương chết trên giường tiểu thư thì bí thư Tôn đã vỗ bàn mắng lớn, nói là chết còn chưa hết tội. Ái Quân, kết quả giám định ra sao? Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Chu Ái Quân, sau đó vội vàng hỏi. Chu Ái Quân biết rõ mình lên làm phó cục trưởng thường vụ cục công an chính là nhờ Vương Tử Quân ra tay giúp đỡ. Vì vậy mà hắn rất tôn trọng Vương Tử Quân. Bây giờ nghe Vương Tử Quân hỏi như vậy thì kính cẩn đáp. Bí thư Vương, kết quả là thoát dương mà chết. Thật vậy sao? Vương Tử Quân có chút rét lạnh. Bí thư Vương, pháp y luôn là người của anh Ngụy, kết quả cũng từ đó ra. Nhưng tôi có nghe một vị cảnh sát đồn công an thị trấn nói, bọn họ đến hiện trường thì thấy Tả Vận Xương nằm trần như nhộng, nhưng trên cổ có vệt máu. Có vệt máu? Vương Tử Quân gật đầu thật mạnh. Ái Quân, chuyện An Nhi chỉ có thể kính nhờ anh quan tâm nhiều hơn. Bí thư Vương, anh cũng cần phải làm chủ cho anh Tả, anh ta làm quan cố gắng hết sức, cả đời bán mạng công tác, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện xấu hổ thế này. Anh làm gì cũng phải điều tra được chân tướng, tôi cũng không thể để cho anh ấy chết oan uổng được. Những tiếng khóc xé lòng vang lên, vợ Tả Vận Xương được con gái nâng đỡ chợt tiến đến nói. Vương Tử Quân đã từng gặp vợ của Tả Vận Xương. Dù là một người phụ nữ nông thôn nhưng rất gọn gàng, nhưng hôm nay người phụ nữ hơn 50 này có vẻ đã quá đau lòng, thế nên khóc đến mức nước mắt giàn giụa, thở không ra hơi. Chị dâu, chị cứ ngồi đấy đi, bí thư Tả là hạng người gì thì tôi biết rõ ràng. Vì công vì tư, tôi sẽ điều tra nghiêm túc và rõ ràng, chị dâu, mong chị cứ tin vào tổ chức, nhất định sẽ cho bí thư Tả một câu trả lời thích đáng. Dù Vương Tử Quân biết cái chết của Tả Vận Xương có vấn đề, thế nhưng hắn cũng không nói lời quá toàn vẹn,
chỉ có thể dùng những lời như vậy để dỗ dành vợ của Tả Vận Xương mà thôi. Bí thư Vương, anh ấy và tôi đã kết hôn nhiều năm, anh ấy là ai thì tôi biết rõ ràng, anh ấy tuyệt đối sẽ không đến những nơi như vậy, càng không làm ra những chuyện xấu hổ như thế. Người ta làm cho anh ấy khổ chết còn dội nước bẩn lên người, anh ấy chết rõ ràng là không nhắm mắt, tôi đây sao có thể chịu được. Sau khi ngồi xuống ghế thì vợ của Tả Vận Xương đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có vẻ trật tự hơn. Vương Tử Quân gật đầu, hắn an ủi vợ của Tả Vận Xương hai câu, sau đó đứa con đứng sau lưng vợ Tả Vận Xương lên tiếng. Bí thư Vương, tôi cũng tin bố mình bị người ta ám hại, dựa vào cách làm người của ông ấy, sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Cậu là... Vương Tử Quân nhìn người thanh niên kia rồi dùng giọng nhẹ nhàng hỏi. Tôi là Tả Minh, đang công tác ở văn phòng huyện ủy. Người thanh niên kia tuy có vẻ đau thương nhưng phương diện tinh thần lại không tệ. Con của Tả Vận Xương công tác ở văn phòng huyện ủy. Vương Tử Quân thật sự lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn nhìn phong thái của Tả Minh kia có vài phần giống với Tả Vận Xương, thế là chỉ khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân miễn cưỡng tiến chân người nhà Tả Vận Xương, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái chết của Tả Vận Xương quá kỳ quặc, dù hắn không có kinh nghiệm phá án gì cả, nhưng những chuyện thế này quá đáng ngờ. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Người gọi điện thoại chính là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên, hắn yêu cầu Vương Tử Quân nhanh chóng đến một chuyến, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân rơi vào trạng thái trầm ngâm, hắn châm một điếu thuốc theo bản năng, khói bùng lên, một cảm giác lạnh lẽo bùng lên mặt. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Tôn Lương Đống, đúng lúc Tôn Lương Đống đang dùng báo che mặt, thấy Vương Tử Quân đến thì gật gật đầu tỏ ý ngồi xuống. Một đống tài liệu xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Tiêu đề của tài liệu có chút bắt mắt, điều tra về nguyên nhân tử vong của Tả Vận Xương. Vương Tử Quân, tôi hỏi cậu, một vị cán bộ cấp phó khoa của Ủy ban xã Tây Hà tử chết trên giường một cô tiểu thư, hơn nữa còn là bí thư nắm công tác kỷ luật, cậu nói xem điều này có vẻ quá châm chọc rồi không? Toàn huyện đang xôn xao đủ mọi tin đồn, cậu tính xử lý vụ này thế nào? Tôn Lương Đống bắt đầu phát tác như một con sư tử nổi giận. Vương Tử Quân đối mặt với tình huống phẫn nộ của Tôn Lương Đống cũng chỉ cười lạnh, hắn lại nói. Bí thư Tôn, anh trước tiên không cần nóng giận và sốt ruột, nguyên tắc công tác của chúng tôi trước nay luôn là thật sự cầu thị, cũng không oan uổng người tốt, không buông tha cho kẻ xấu, kẻ nào không phải thì cứ cho người ta bàn luận. Nhưng tôi là một lãnh đạo của bí thư Tả, tôi không thể đặt mông ngồi lệch vị trí trước khi tất cả mọi thứ có định luận rõ ràng, coi như tôi tạm thời giữ lại ý kiến của mình. Giọng điệu của Vương Tử Quân khá nhạt. Giống như nói một chuyện rất bình thường, nhưng lập trường và thái độ lại rất rõ ràng, coi như đẩy hết tất cả những lời vừa rồi của Tôn Lương Đống quay về. Nếu như là chuyện công tác, Vương Tử Quân khó thể nào tránh khỏi trách nhiệm, nhưng đây là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, nếu truy cứu trách nhiệm của hắn thì thật sự là thái quá, huống hồ chân tướng cái chết của Tả Vận Xương còn chưa được điều tra cho rõ ràng. Tôn Lương Đống muốn mượn cơ hội này để đả kích Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân lại không chút sợ hãi. Những câu trả lời rất có phong thái, cũng làm cho lão không biết nói gì hơn. Tôn Lương Đống trầm ngâm một lát rồi ném điếu thuốc qua cho Vương Tử Quân, lão trầm giọng nói. Bí thư Vương, chuyện này đã xảy ra, là lãnh đạo của anh ấy, chúng ta đều phải đối mặt với sự kiện này. Tôi hiểu rất rõ đây là chuyện cá nhân của Tả Vận Xương, không liên quan gì đến cậu, nhưng tục ngữ có câu chuyện xấu không nên khoe ra ngoài, theo tôi thấy sự kiện này nên xử lý an phận. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Tuy hắn cảm thấy cái chết của Tả Vận Xương quá kỳ quặc, nhưng những chuyện thế này xử lý an phận sẽ tốt hơn, nếu cứ tiếp tục náo loạn sẽ phát sinh vấn đề. Bí thư Vương, cậu nắm bắt kinh tế với ánh mắt rất lâu dài, chiến lược đặt ra có thể liên tục duy trì và phát triển kinh tế, nhưng trên công tác đảng thì cậu dù sao cũng còn trẻ, sau này nên hấp thu ý kiến của các vị cán bộ lão thành. Tôi thấy cậu không những làm việc thực chất, còn phải nghiên cứu công tác, hai tay nắm, hai tay đều phải cứng. Tôn Lương Đống kéo ghế xuống ngồi trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng thấm thiên nói. Vương Tử Quân nghe những lời tràn đầy ý nghĩa của Tôn Lương Đống, lại nhìn vẻ mặt ân cần của đối phương, trong lòng lại thầm cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại dùng giọng cực kỳ cảm kích để gật đầu xưng vâng. Bí thư Tôn cứ yên tâm, sau này tôi sẽ khiêm tốn nghe lời chỉ bảo của các cán bộ lão thành, có thứ gì không nắm chắc sẽ thỉnh giáo anh, mong anh đừng trách tôi quấy rầy quá nhiều. Có những lời làm chăn đệm trước đó. Sau này hai người Tôn Lương Đống và Vương Tử Quân nói chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nửa giờ sau Vương Tử Quân chậm rãi ra khỏi cổng huyện ủy, tuy sau đó Tôn Lương Đống mở miệng không một câu phê bình,
nhưng hắn nghe vào đã hiểu, đó chính là phương diện xử lý vấn đề của Tả Vận Xương, cần phải để các đồng chí lão thành phát huy đầy đủ tác dụng. Những lời của Tôn Lương Đống nói giống như một mê cung, ý nghĩa của nó lại mơ hồ di động, nhưng nếu cẩn thận em xét lại thấy rõ ý nghĩ, Tôn Lương Đống thật sự có chút không yên lòng với Vương Tử Quân, lão sợ hắn động tay động chân lại sinh ra thiêu thân, đó chính là thứ mà lão không muốn nhìn thấy nhất. Tôn Lương Đống tuy không quyết định được tương lai của Vương Tử Quân, nhưng những lời nói như vậy lại làm cho Vương Tử Quân rất nén giận, nhưng dù có nén giận thì cũng chỉ có thể thành thật nghe ngóng mà thôi. Tiểu Tào chạy xe đến bên cạnh Vương Tử Quân không một tiếng động, sau khi lên xe thì Vương Tử Quân dựa lưng ra thân ghế rồi phân phó. Về xã, thấy tâm tình của Vương Tử Quân không tốt, Tiểu Tào cũng không dám nói nhiều lời, nhanh chóng phát động xe, chạy như bay về phía xã Tây Hà Tử. Vợ của Chủ tịch Triệu thế nào rồi? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi. Khá tốt, nghe bác sĩ nói hình như là không có vấn đề, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được. Tiểu Tào tranh thủ thời gian đáp lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này tâm tư cần điều tra rõ chất lượng công trình xây dựng và cải tạo trường tiểu học trong xã càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Tút, tút, tút. Bí thư Vương, máy nhắn tin của anh đổ chuông kìa. Tiểu Tào dù đang nghe lái xe, nhưng hắn mắt thính tai tinh, thế là lên tiếng nhắc nhở. Vương Tử Quân cầm lấy máy nhắn tin lên xe, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên máy nhắn tin là hàng chữ, Bí thư Vương, tôi muốn nói chuyện với anh về nguyên nhân cái chết của bố tôi, Tả Minh. Vương Tử Quân trầm ngâm trong giây lát, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi đi, bên tai vang lên những âm thanh dồn dập. Bí thư Vương sao? Đúng vậy, tôi là Vương Tử Quân. Tả Minh, cậu bây giờ đang ở đâu? Âm thanh của Vương Tử Quân có chút bình tĩnh và quan tâm. Bí thư Vương, bố của tôi chết oan, ông ấy không chết trên giường với gái. Ông ấy bị người ta hại chết. Tả Minh lúc này lên tiếng có chút kích động. Cậu có chứng cứ gì không? Vương Tử Quân khẽ động tâm, hắn trầm giọng nói. Có, tôi có, nhật ký của bố tôi là chứng cứ. Tả Minh càng thêm kích động. Như vậy à, cậu biết quán cơm Hoàng Dương chứ? Cậu đi đến đó đi, tôi sẽ đến chờ. Vương Tử Quân muốn nói quán ăn Giang Viên, nhưng nghĩ lại thấy nơi đó nhiều người biết, thế nên lựa chọn quán ăn Hoàng Dương mà ít ai được biết. Tả Minh ở đầu dây bên kia lên tiếng nói rằng sẽ đợi, sau đó hắn cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn trầm ngâm một lát rồi nói với Tiểu Tào. Đi, chúng ta đến quán ăn Hoàng Dương. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Tiểu Tào cũng loáng thoáng nghe được vài thứ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng ngoặt tay lái chạy xe về phía quán ăn Hoàng Dương. Bí thư Vương, đều là tôi không tốt, nếu như không phải lời nói của tôi sẽ không chết, là tôi hại chết bố tôi. Trong một phòng ở quán ăn Hoàng Dương, Tả Minh vừa thấy Vương Tử Quân thì nhìn không được phải mở lời dùng giọng nghẹn ngào nói. Nếu nói về tuổi tác thì Tả Minh và Vương Tử Quân không hơn kém nhau quá nhiều, nhưng trên người Tả Minh vẫn còn lại chút khí chất của một sinh viên, điều này làm cho chính hắn so ra kém hơn Vương Tử Quân rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đau thương của Tả Minh, hắn khẽ vỗ vai của đối phương, sau đó rót cho một ly nước và an ủi. Tả Minh, bây giờ không phải là lúc cậu đau lòng. Cậu nói cho tôi biết xem, bố của cậu bị ai hại chết? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Minh ngẩng đầu, hắn cố gắng tự chấn định tâm tình của mình, hắn lấy từ trong áo ra một quyển sổ rồi nói. Bí thư Vương, bố của tôi có thói quen viết bút ký, đây là thói quen tôi phát hiện ra được. Chương 148, cương vị ghẻ lạnh. Bút ký. Vương Tử Quân khẽ động, hắn lập tức nhận lấy quyển sổ được bọc bằng da kia. Bút ký được viết từ đầu năm. Khi đó Vương Tử Quân còn chưa đến công tác, phần lớn là những việc vặt thông thường, bên trong còn có những gút mắc giữa bí thư cũ và Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân lật qua vài trang thì thấy ngày mình vung tay nắm bắt Lý Tam Thái, Tả Vận Xương viết, bí thư Vương chợt phát lực làm cho tôi cảm thấy vị bí thư trẻ tuổi này cũng không dễ dàng bị người ta nắn bóp, chỉ là thái độ ngé con không sợ cọp này tuyệt đối không thể được, Triệu Liên Sinh là người thâm căn cố đế ở Tây Hà Tử, chỉ sợ sẽ có sai lầm. Quả nhiên giáo viên trong xã bắt đầu náo động, bí thư Vương bị ép lên lương sơn, vài trăm ngàn phải lấy đâu ra. Từ đâu tới? Không ngờ bí thư Vương lại có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy, còn làm cho Lưu Căn Phúc bị nắm bắt, thật sự là quá sảng khoái nhân tâm. Nghĩ đến gương mặt kinh hoàng khi quay về xã của Triệu Liên Sinh, tôi chợt cảm thấy vị bí thư trẻ tuổi này nhất định sẽ làm cho xã Tây Hà Tử biến đổi. Ngày 25 tháng 9, con tôi đã quay về, tôi và nó trò chuyện rất vui vẻ.
nhưng nhìn vẻ mặt ảm đạm của con sau khi tốt nghiệp, tôi biết rõ nó đang gặp phải phiền phức vì chưa kiếm được công tác. Ôi, những năm nay con cái thì đại học phải xem vào thực lực, nhưng đến lúc tìm việc lại phải làm cha mẹ phải liều mạng. Ngày 26 tháng 9, Tả Minh nói cho tôi biết, bạn gái từ khi còn học đại học thấy nó tốt nghiệp không có việc làm thì nói lời chia tay. Ôi, thật sự là xin lỗi con trai. Ngày 30 tháng 9, tôi đi tìm Phùng Tự Lập, mua 2 chai rượu, 2 cây thuốc, mất hơn 200 đồng để làm quà cáp cho người ta, nhưng đến tặng cũng phải nhìn vẻ mặt, cũng không có kết quả, xem ra những năm nay muốn làm được việc cũng không dễ. Ngày 5 tháng 10, đưa đến cho Phùng Tự Lập 2 thùng dầu lạc, tuy trên mặt đối phương có nụ cười miễn cưỡng nhưng rõ ràng vẫn cách biệt một trời một vực. Là bạn cùng lớp với nhau mà khác biệt quá lớn, ôi, vì con trai mà cầu người chứ không dám dọa người, xem như tự an ủi mình. Ngày 13 tháng 10, Bí thư Vương đưa về xã hạng mục cải tạo 20 điểm trường tiểu học trong xã, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, nghĩ đến những ngôi trường cũ nát trong xã mà trong lòng ai cũng an tâm hơn. Nếu Bí thư Vương đã giao khối công tác này cho tôi, như vậy tôi sẽ không để cho lãnh đạo thất vọng, nếu không thì thật sự là xin lỗi lương tâm. Ngày 18 tháng 10, hôm nay con trai chưa dùng cơm, cô bé kia lại tìm đến, hỏi xem đã tìm được công tác trong huyện chưa, như vậy cũng tốt để nói một câu thỏa đáng với gia đình. Tôi nhìn con trai và cô gái kia, cảm thấy mình vô năng. Anh Trương của phòng điện lực, con trai chỉ tốt nghiệp trung học nhưng đi công tác ở ủy ban kỷ luật huyện ủy, con mình tốt nghiệp đại học chính quy nhưng không tìm đâu ra công tác, xem ra những năm này con cái đều phải làm cho cha già liều mạng. Tháng 12 đột nhiên Phùng Tự Lập gọi điện thoại cho tôi, nói là Tả Minh đã được sắp xếp vào công tác ở ban xây dựng kinh tế, ngày mai có thể đi làm. Tôi cảm thấy rất vui, giống như chính mình trẻ đi 10 tuổi. Sau khi đến báo danh ở huyện ủy thì tôi thiếu chút nữa đã khóc, không phải vì đứa con trai của mình sao. Bây giờ mới hiểu được thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, thì ra còn có cả tiền thiếu phương, 20 điểm trường ở xã phải nằm trong tay của hắn. Hắn mở một mặt lưới cho tôi từ chối ngay tại chỗ, nhưng một câu sau đó của hắn làm tôi sao động. Anh Tả, con người phải có lòng khoan dung và độ lượng, nếu như tôi có thể sắp xếp Tả Minh vào công tác ở văn phòng huyện ủy, tôi cũng có thể làm cho cậu ta phải cuốn gói ngay lập tức. Ngày 21 tháng 12, nghiệm thu xi măng không hợp cách. Ngày 22 tháng 12, chất lượng thép không hợp cách. Vương Tử Quân lật quyển sổ ra xem, càng xem tâm tình càng trầm trọng, khi lật đến những trang được viết 2 ngày gần đây, lại phát hiện bên trong chỉ ghi mình không thể tiếp tục như vậy, sau đó chỉ là một mớ dấu chấm. Đến tờ cuối cùng, Vương Tử Quân thấy bên trên viết, Bí thư Vương gọi điện thoại đến. Có lẽ anh ấy đã phát hiện ra vấn đề, mình không thể tiếp tục để bọn họ tùy ý lừa gạt, mình phải đi gặp Tiền Thiếu Phương, mình muốn gặp hắn, muốn hắn dừng lại, nếu không, dù con trai không có công tác, đời này mình cũng khó sống yên ổn. Tả Vận Xương đi gặp Tiền Thiếu Phương, chuyến đi này lại có kết quả là chết trên giường của cô nhân viên gội đầu, đây rõ ràng là một âm mưu. Vương Tử Quân lật qua từng trang mà vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Bí thư Vương, anh phải làm chủ cho bố tôi. Ông ấy đã khổ cực cả đời, đến cuối cùng còn bị người ta ám hại. Tôi từ bỏ công tác của mình, tôi cũng không thể để cho bố tôi phải úp lên đầu mối nhục như vậy để rời khỏi trần thế. Tả Minh nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, sau đó hắn quỳ ngay xuống đất. Vương Tử Quân thấy Tả Minh tâm tình kích động, hắn khẽ vỗ vỗ vai của đối phương. Dù Tả Vận Xương không làm đúng chức trách, nhưng Vương Tử Quân rất đồng tình, không chỉ vì Tả Vận Xương chết đi có chút quan hệ với mình. Càng là vì kiếp trước mình cũng có những kinh nghiệm tương tự. Tả Minh, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời phù hợp. Vương Tử Quân dìu Tả Minh đứng lên rồi cao giọng nói. Lúc này gương mặt anh Tuấn của Tả Minh đã khóc đến mức khó coi, hắn nhìn Vương Tử Quân có gì đó muốn nói nhưng lại thôi, lại nuốt lời vào họng. Tả Minh, cậu ăn cơm chưa? Người sắt cũng phải dùng cơm, nếu như cậu cứ đau thương như vậy, mẹ cậu mà thấy được cũng rất đau lòng. Nhanh lên! Giữ vững tinh thần, sau này cậu sẽ là chỗ dựa của mẹ mình. Vương Tử Quân khẽ lên tiếng trấn an. Tả Minh thật sự rất cảm kích, hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó lau nước mắt dùng cơm. Vương Tử Quân tiễn chân Tả Minh, sau đó lại đi xe về phía huyện ủy. Cửa phòng làm việc của Bí thư Tôn Lương đóng khóa chặt, lúc này cũng không biết Bí thư đang dùng cơm với vị lãnh đạo nào. Vương Tử Quân nhắn tin vào số máy thư ký của Tôn Lương đóng. Đã nhận được câu trả lời thuyết phục là sắp quay trở lại. Bí thư huyện ủy quay trở lại ngay, thời gian có thể là dài có thể là ngắn, không ai có thể truy cứu được.
Vương Tử Quân chờ một giờ thì mới thấy bí thư Tôn Lương Đống đi đến phòng với vẻ mặt hồng hào. Thư ký tiến vào gật đầu chào Vương Tử Quân, sau đó pha trà rót nước rồi đi ra ngoài, Tôn Lương Đống ngồi dựa lưng lên ghế rồi nói. Bí thư Vương, cậu vội vã tìm tôi, có chuyện gì sao? Bí thư Tôn, Tả Vận Xương chết quá kỳ quặc, đây là nhật ký trước khi chết của Tả Vận Xương, tôi cảm thấy trong huyện nên lập tổ chuyên án để điều tra, cũng cho anh ấy một lời an ủi. Vương Tử Quân nói rồi đặt quyển nhật ký lên mặt bàn của Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống vốn đang có chút mơ hồ chờ tỉnh táo trở lại, lão tiếp nhận nhật ký, sau đó mở ra xem. Lúc đầu lão còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi đọc dần xong thì vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hồ đồ! Tôn Lương Đống đấm mạnh xuống mặt bàn, ly nước bắn tung tóe. Bí thư Vương, không ngờ ở huyện Hồng Bắc là có người như vậy, vì tư lợi của bản thân mà không tiếc tính mạng người khác. Chuyện này không những điều tra, còn phải tra đến cùng, quyết không thể dung túng. Tôn Lương Đống nói ra những từ chính đáng, giọng điệu dõng dạc. Vương Tử Quân nhìn phản ứng của Tôn Lương Đống, hắn thở dài một hơi, sau đó khẽ nói. Bí thư Tôn, xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của anh, phối hợp huyện ủy điều tra rõ ràng vụ này. Sau khi từ phòng làm việc của Tôn Lương Đống đi ra, Vương Tử Quân bắt gặp Tả Minh đang chờ mình bên ngoài. Hắn nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của đối phương, thế là gật đầu nói. Không có vấn đề. Sự việc quả nhiên như những gì Vương Tử Quân dự đoán, huyện nhanh chóng phái xuống tổ điều tra. Lúc đầu Vương Tử Quân còn tỏ ra vui sướng, dù thế nào thì tác phong nhanh gọn như vậy cũng đáng vui mừng. Nhưng tổ điều tra đến lại cho ra một luồng khí thức quỷ dị, làm cho tâm tình của hắn chợt rơi xuống đáy cốc. Tổ điều tra chỉ mất thời gian một ngày, không, phải nói là đến trưa thì về huyện. Tổ điều tra trên danh nghĩa là xem xét 20 trường học trong xã, nhưng chỉ dừng lại ở vài trường vài phút mà thôi. Ngày hôm sau tổ điều tra của huyện ủy cho ra kết quả, mà kết quả đó cũng hầu như làm cho gương mặt Vương Tử Quân biến thành màu đen. Lần này trong báo cáo điều tra sự cố tuy cũng nói ra một vài vấn đề trong xây dựng trường học, nhưng phần lớn đều nói Tả Vận Xương đã biến tướng yêu cầu nhà thầu phải hối lộ cho mình như thế nào. Tả Vận Xương làm bí thư ủy ban tư pháp xã Tây Hà Tử. Biết pháp mà phạm pháp, tham ô hủ bại trên phương diện kinh tế, tác phong kiêu căng, phải nhận một bài học thê thảm đau đớn, đây là tấm gương cho toàn bộ cán bộ đảng viên trong huyện Hồng Bắc, mọi người cần phải nhìn vào đó mà răn mình. Vương Tử Quân nhìn văn kiện giấy trắng mực đen của đảng mà chỉ cảm thấy từng chữ như những con nòng nọc đang bơi lượn trước mắt, cực kỳ trêu tức, rất đùa cợt. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng kết quả này thật sự làm hắn bất ngờ lớn. Dù Tả Vận Xương cũng có một chút trách nhiệm nhưng có rất nhiều vấn đề bị chụp lên đầu, cũng không biết bao lâu sau thì tấm gương phản diện này mới xóa nhòa. Vương Tử Quân bóp nát đầu thuốc, hắn thầm tự định giá. Đúng lúc này cánh cửa phòng chợt mở ra, một người giống như một con báo nổi giận phóng vào, Tả Minh đẩy Chu Thường Hữu đang cố gắng cản mình ra rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân, tôi còn xem anh là người nương tựa vào, không ngờ anh. Anh làm tôi quá thất vọng rồi, tôi muốn hỏi anh. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tả Minh, cậu cứ ngồi xuống đi, tôi cũng vừa mới biết được kết quả này. Vẻ mặt Vương Tử Quân đầy vẻ ngưng trọng nhưng giọng điệu thì lại rất bình thản, mỗi khi gặp chuyện lớn thì hắn thường bình tâm tĩnh khí, không thể làm cho chính mình rối loạn, đây chính là yêu cầu của hắn với chính mình. Thật ra trong lòng Vương Tử Quân cũng phẫn nộ giống như Tả Minh, nhưng lúc này có Tả Minh và Chu Thường Hữu, hắn cũng không dám biểu hiện lửa giận ra bên ngoài. Chu Thường Hữu thấy Vương Tử Quân vung tay thì khẽ đóng cửa lại và lui ra, trong phòng làm việc chỉ còn lại Vương Tử Quân và Tả Minh. Có lẽ vì sự trấn định tự nhiên của Vương Tử Quân, Tả Minh lúc vừa rồi có chút hổn hển, bây giờ đã dần bình tĩnh trở lại. Cậu đã đọc báo cáo điều tra này sao? Vương Tử Quân đặt báo cáo điều tra ở bên cạnh Tả Minh, sau đó hắn nhàn nhạt hỏi. Tôi đã xem rồi, Bí thư Vương, trước khi tôi bị đuổi ra khỏi văn phòng huyện ủy, bọn họ đã cho tôi xem báo cáo này. Đây chính là lý do tôi bị đuổi đi, tôi là con của một viên cán bộ tham ô, tôi không xứng được ở lại văn phòng huyện ủy. Tả Minh nói đến đây thì vẻ mặt có chút kích động. Vương Tử Quân rót cho Tả Minh một ly nước, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Tả Minh rồi nói. Cậu đừng quá kích động, chuyện này chúng ta sẽ từ từ giải quyết, tôi tin tưởng sự thật sẽ được phơi bày. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Tào đi đến, hắn nhắc nhở. Bí thư Vương. Tôi ở bên ngoài chờ anh sao? Anh muốn đi ra ngoài. Tả Minh lộ ra vẻ khác thường. Đúng, tôi phải đi lên huyện ủy một chuyến, dù có nhiều như tôi có thể suy đoán,
nhưng dù sao cũng phải tiến lên hỏi cho rõ ràng. Vương Tử Quân nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình. Tôi đi với anh. Tả Minh nhìn bí thư Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng cách đối nhân xử thế lại mạnh mẽ bất động, trong lòng chợt hiểu vì sao bố mình lại tán dương đối phương. Nhìn qua thì người này độ tuổi tương đồng với mình, nhưng xét về phần dũng cảm và can đảm vào lúc này, sợ rằng mình lại kém quá xa. Hai người ngồi trong xe không nói gì, bầu không khí cực kỳ nặng nề, nửa giờ đi đường thật sự dày vò Tả Minh giống như một năm vậy. Bí thư Vương, bí thư Tôn vừa đi khỏi, anh đợi lát nữa hãy đến. Thư ký của Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của bí thư Tôn thì khẽ lên tiếng nhắc nhở. Không có vấn đề, tôi có nhiều thời gian, tôi chờ ở đây là được. Vương Tử Quân cũng không quan tâm, hắn thản nhiên nói. Vẻ mặt viên thư ký chợt biến đổi, sau đó hắn cản Vương Tử Quân lại. Bí thư Vương, bí thư Tôn thật sự không có ở đây. Tôi đã nói rồi, tôi có nhiều thời gian, tôi sẽ chờ anh ấy. Vương Tử Quân nhấc tay đẩy tay của viên thư ký ra, sau đó đi về phía phòng làm việc của Tôn Lương Đống như bay. Vương Tử Quân, anh muốn làm gì? Thư ký tuy không có cấp bậc nhưng độ nặng lại không kém so với bất kỳ vị cán bộ cấp chính khoa nào trong huyện Hồng Bắc, thậm chí ngay cả những phó chủ tịch huyện cũng không có độ nặng lớn hơn. Bây giờ tên thư ký này bị Vương Tử Quân không quan tâm, điều này làm hắn nổi giận, thế là chụp lấy tay của Vương Tử Quân, muốn cản lại. Nếu là dĩ vãng thì Vương Tử Quân sẽ còn nói vài lời với đối phương, nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản là mặc kệ, hắn vung tay lên vùng ra khỏi tay của viên thư ký. Đừng cản cậu ấy, cho cậu ấy vào đi. Âm thanh của Tôn Lương Đống vẫn rất bình thản, truyền ra từ trong phòng làm việc với tư thái trước sau như một. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Tôn Lương Đống, hắn thấy bí thư Tôn ngồi chỗ kia với vẻ mặt lạnh nhạt. Khi Vương Tử Quân hầu như là xông ào vào phòng, lão khẽ vung tay lên rồi thản nhiên nói. Bí thư Tử Quân, dù thế nào thì anh cũng là bí thư một xã, sao anh không chú ý hình tượng của mình? Bí thư Tôn, tôi nhất định sẽ chú ý, bí thư Tôn, lần này tôi. Vương Tử Quân tuy thầm mắng trong lòng nhưng cũng cần phải tôn trọng bí thư huyện ủy, hắn tất nhiên sẽ hiểu quy củ. Cậu muốn nói gì tôi đều hiểu, nhưng này bí thư Vương, chúng ta phải dùng sự thật để nói chuyện, cậu tuy có được nhật ký của Tả Vận Xương, nhưng nó không thể nào làm bằng chứng được. Tôi thấy báo cáo của tổ điều tra cực kỳ xác thực, chuyện này xem như dừng lại ở đây là được rồi. Tôn Lương Đống nói rồi cầm một phần văn kiện lên, sau đó chăm chú nhìn vào. Dừng lại ở đây. Bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng lại xem như vứt đi tính mạng của Tả Vận Xương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Tôn Lương Đống, lửa giận hắn áp chế chợt bùng phát. Vương Tử Quân từ khi trọng sinh đến bây giờ rất ít khi nổi giận. Hắn biết rõ nổ giận sẽ không tốt, tức giận không giải quyết được vấn đề. Nhưng thái độ qua loa cho xong của Tôn Lương Đống thật sự chọc giận hắn. Bí thư Tôn, anh nói như vậy là xong sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, mỗi khi có họp anh thường nói với chúng tôi, cần phải mang theo cảm tình đi công tác. Như vậy tôi xin hỏi, anh có cảm tình với thuộc hạ của mình không? Anh có không? Nếu như qua loa cho xong với đồng chí của mình thì có cảm tình sao? Trái tim đồng tình đi đâu rồi? Vương Tử Quân dùng giọng điệu cao vút và tràn đầy bi phẫn nói. Bốp! Tôn Lương Đống vỗ mạnh tay lên bàn làm việc, lão chợt đứng lên, lại dùng giọng nghiêm nghị quát. Vương Tử Quân, cậu biết đây là địa phương nào không? Tôi nói cho cậu biết, sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực rồi, tôi biết cậu có cảm tình với Tả Vận Xương, nhưng nếu cậu tiếp tục càn quấy ở chỗ này, cứ nắm chặt mọi thứ không tha, tôi sẽ cách chức cậu. Vẻ mặt Tôn Lương Đống có chút dữ tợn. Một luồng quan uy bùng ra ngoài. Lão làm bí thư huyện ủy, tiếng quát của lão hầu như làm cho những người chờ đợi được gặp mặt ngoài phòng thư ký có chút giật mình. Bốp! Vương Tử Quân cũng vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Lương Đống, lại dùng giọng không che đậy miệng nói. Bí thư Tôn, vì ngài là bí thư huyện ủy, căn cứ vào nguyên tắc hạ cấp phục tùng thượng cấp, tôi tôn trọng ngài. Nhưng dù ngài là ai, ngài cũng không có quyền xem thường nhân mạng. Dù sau này có thế nào thì tôi cũng không muốn bán đứng lương tâm của mình, thà rằng không cần mũ quan, tôi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Tôn Lương Đống vốn đang đắc ý vì quan uy của mình, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân này dám vỗ bàn với mình. Hơn nữa thái độ chém đinh chặt sắt của Vương Tử Quân cũng làm cho Tôn Lương Đống đang nổi giận cũng có chút phát run. Cậu, Tôn Lương Đống dùng ngón tay chỉ vào mặt Vương Tử Quân, nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản tình nguyện để như vậy.
hắn biết rõ nếu tiếp tục ở lại cũng không có kết quả, thế cho nên xách cặp của mình rồi nghênh ngang bỏ đi. Hai người lớn tiếng với nhau ở khu thường ủy huyện ủy thật sự làm cho không ít người chú ý đến, khi Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc của Tôn Lương Đống, đám nhân viên công tác trong văn phòng huyện ủy đều nhìn hắn bằng ánh mắt như thấy quái vật. Ái Quân à, tôi ở quán ăn Hoàng Dương chờ anh. Vương Tử Quân ngồi lên xe Jeep rồi dùng giọng lạnh lùng gọi cho Chu Ái Quân. Tả Minh nhìn gương mặt kiên nghị của Vương Tử Quân mà trong lòng bùng lên cảm kích, hắn vừa mới đi vào làm quan, nhưng khoảng thời gian công tác ở văn phòng huyện ủy làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Con người có thiên hướng về xã hội, nếu nói thông tục thì là xã hội con người, chỉ cần bước chân vào con đường làm quan, như vậy tất cả góc cạnh trên người anh phải được mài phẳng, cho dù năng lực của anh có mạnh thế nào, như vậy cũng không nên cậy tài khinh người. Anh bò lên bất kỳ địa vị cao nào thì trước mặt cũng có người, anh cũng cần phải kẹp đuôi làm người. Nếu không thì dù anh là kẻ tài hoa hơn người, là một thiên tài mà bao người ngưỡng mộ, anh cũng khó trở nên nổi bật, cả đời chỉ là một cán bộ khoa viên rồi về hưu, rất bình thường. Mà bây giờ vị cán bộ trẻ tuổi này lại lao thẳng vào trong khu nhà thường ủy huyện ủy, dám vỗ bàn với bí thư huyện ủy, coi như công khai khiêu chiến. Hành động này có thể sẽ gây hại cho Vương Tử Quân, hầu như có tính chất hủy diệt với một người hầu như có tương lai tươi sáng. Bí thư Vương, tôi không biết. Âm thanh của Tả Minh có chút run rẩy, hắn muốn nói lời cảm kích với Vương Tử Quân, nhưng nghĩ lại thì lời cảm tạ vẫn là quá nhẹ. Vương Tử Quân hiểu ý của Tả Minh, hắn khẽ gật đầu nói. Đừng lo, trong mắt tôi không có cát, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không có việc gì. Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân đã đi đến quán ăn Hoàng Dương, vẫn là căn phòng trước đó, nhưng hai người biến thành ba người. Bí thư Vương, cậu sẽ không xúc động như vậy chứ? Cậu thật sự vỗ bàn với bí thư Tôn sao? Chu Ái Quân phong trần mệt mỏi chạy vào, vừa thấy mặt thì đã dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi. Không có lửa sao có khói, có đôi khi những tin vỉa hè lại đúng, những gì anh nghe nói đều là thật, hôm nay tôi thật sự đã vỗ bàn. Vương Tử Quân khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn ngồi bên cạnh bàn, điềm nhiên dùng tay cầm vài hạt đậu phộng lên nhai nuốt. Chu Ái Quân nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, trong lòng giống như bắt lửa, hắn không nhịn được phải ai oán nói. Bí thư Vương, sao cậu lại xúc động như vậy? Cậu làm như vậy, lỡ may ông ta thật sự cách chức của cậu, chẳng lẽ là quá uất ức rồi sao? Chu Ái Quân nói làm cho Tả Minh kinh hoàng, trên mặt là vẻ lo lắng bất an. Hắn đứng lên muốn nói lại bị Vương Tử Quân khoát tay ngăn lại, ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên mặt Chu Ái Quân, hắn dùng giọng rõ ràng nói. Anh bạn, bây giờ tôi cần anh trợ giúp. Chu Ái Quân nhìn gương mặt lạnh lùng như tuyết của Vương Tử Quân, trong đầu có đủ mọi ý niệm đang điên cuồng vận động, hắn biết rõ lúc này nếu mình đứng ra hỗ trợ Vương Tử Quân thì có ý nghĩa thế nào, nhưng chỉ sau khoảnh khắc thì hắn đã dùng giọng khí phách nói. Bí thư Vương, có gì cậu cứ nói. Khi Vương Tử Quân nói chuyện với Chu Ái Quân, trong phòng họp thường ủy huyện ủy, Tôn Lương Đống dùng giọng lạnh lùng nói. Bí thư Tiền, anh tuyên bố lý do đi. Tiền Học Bân dùng giọng vui sướng nói. Suy xét đồng chí Vương Tử Quân năng lực công tác mạnh mẽ, có ý nghĩ sửa cũ thành mới, đặc biệt là trên phương diện phối hợp công tác càng không tầm thường, tuy còn trẻ nhưng lại có sở trường và ưu thế mà người ta khó có được. Sau khi trải qua cuộc họp bí thư, quyết định điều đồng chí Vương Tử Quân đến làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, cấp chính khoa. Khi Tiền Học Bân nói đến câu cấp chính khoa thì có vài thường ủy thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng Tiền Học Bân gần đây rất sĩ diện, thế nên những người muốn cười cũng nhanh chóng che giấu đi. Năng lực công tác xuất chúng nên đưa vào Mặt trận Tổ quốc, dù ai cũng biết có chuyện gì xảy ra nhưng có thể làm gì hơn được. Tạ Xuân Lai nghe được quyết định như vậy thì gương mặt trầm xuống như trời mưa, hắn đang định há miệng lên tiếng, Tôn Lương Đống căn bản không cho hắn cơ hội, đúng lúc Tạ Xuân Lai đứng lên thì lão vung tay nói. Tan họp, Tiền Học Bân là người kẹp cặp đi ra ngoài đầu tiên, những vị thường ủy có quan hệ tốt với Tôn Lương Đống và Tiền Học Bân cũng nhanh chóng đi ngay. Bọn họ cầm ly nước đi về phía phòng làm việc của mình. Tạ Xuân Lai nhìn các vị thường ủy tránh né mình như ôn thần, hắn thầm nghĩ. Lần này chỉ sợ Vương Tử Quân gặp phải phiền phức lớn. Nói thật là Tạ Xuân Lai rất tán thưởng Vương Tử Quân, nhưng chuyện lần này thật sự làm cho hắn khó nói nên lời, dám vỗ bàn với bí thư huyện ủy, điều này không ai nói nổi. Trẻ tuổi cần phải như vậy cũng tốt. Ngưu Vạn Thần không biết đi đến trước mặt Tạ Xuân Lai từ lúc nào. Hắn khẽ nói với Tạ Xuân Lai. Tạ Xuân Lai khẽ gật đầu, cũng cầm ly nước của mình đi ra khỏi phòng họp. Trên đời này không có tường chắn hết gió,
tin tức Vương Tử Quân bị điều đến làm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc giống như mọc cánh bay khắp các vùng hẻo lánh ở huyện Hồng Bắc, mà xã Tây Hà Tử chính là nơi mà tin đồn đến nhanh nhất. Khi Vương Tử Quân về xã Tây Hà Tử thì người tiến lên nghênh đón đầu tiên là Chu Thường Hữu, nhưng lúc này nụ cười trên mặt Chu Thường Hữu có chút đông cứng. Hắn dù là cán bộ cấp phó khoa, nhưng nếu không có Vương Tử Quân giúp đỡ, như vậy tương lai rất đáng lo. Bí thư Vương, anh cũng không cần phải đặt nặng trong lòng, anh còn trẻ, tuổi trẻ là tư bản, sau này có nhiều cơ hội. Chu Thường Hữu dùng giọng khôn khan an ủi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đã sớm hiểu rõ tất cả nguyên nhân hậu quả, bây giờ nghe được âm thanh an ủi đông cứng của Chu Thường Hữu, hắn cười ha hả nói. Thường Hữu, anh làm một vị thư ký đảng ủy xã mà trình độ có hơi thấp, xem ra cần phải học tập thêm. Chu Thường Hữu không nghĩ đến điều này, Vương Tử Quân bây giờ còn có thể cười thản nhiên như vậy, hắn mấp máy môi muốn nói vài câu nhưng lại phát hiện mình không thể nào nói cho rõ. Ôi, Bí thư Vương, anh đã quay lại, Chủ tịch Triệu đang cần có việc dùng xe. Không phải tôi nói anh, xe này là của ủy ban xã, của tập thể, anh chiếm mọt mình cũng không phải. Vương Lục Thuận không biết từ đâu chui ra, vừa thấy mặt Vương Tử Quân thì dùng giọng không khách khí và mỉa mai nói, trong đó cũng có chút coi rẻ, giống như càng có thêm vài phần hả hê. Sau khi Vương Tử Quân đến xã Tây Hà Tử thì Vương Lục Thuận luôn bị áp chế xít sao, vốn vị trí kinh tế đảng ủy xã là vật trong túi của hắn, nhưng vì Vương Tử Quân mà hắn mất đi cơ hội, lại làm mình gặp phải thất bại. Vương Lục Thuận tuy vẫn là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, thế nhưng lãnh đạo là thư ký đảng ủy xã, ai chú ý đến một chủ nhiệm như mình. Tiểu Tào cũng xuống xe, hắn đối mặt với tình huống này có chút không yên. Dù trước nay hắn tích cực dựa vào Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại bị miễn chức, hắn cũng không muốn mất đi cơ hội, nhưng bây giờ muốn chạy đến đứng sau lưng Triệu Liên Sinh cũng không còn kịp nữa rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Vương Lục Thuận, hắn căn bản không quan tâm đến vẻ tiểu nhân của đối phương, hắn chỉ lạnh lùng nói. Anh cút đi cho tôi. Anh, Vương Tử Quân, anh nói gì? Vương Lục Thuận dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân gần đây dịu dàng hòa nhã lại nói ra những lời như vậy. Tôi nói anh cút đi ngay, anh cho rằng huyện sẽ điều tôi đi sao? Tôi cho anh biết, chỉ cần điều lệnh chưa xuống một ngày, tôi vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, tranh thủ thời gian cút đi. Vương Tử Quân mỉm cười thản nhiên làm cho Vương Lục Thuận cực kỳ sợ hãi. Tuy Vương Lục Thuận cảm thấy bây giờ Vương Tử Quân không khai trừ được mình, nhưng hắn nghĩ đến những gì Vương Tử Quân từng làm, trong lòng chợt phát lạnh. Hắn thầm nghĩ cứ đợi đấy rồi chạy về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Chương 149, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột đào hang. Bí thư Vương, hắn chỉ là một con chó, há miệng ra là đòi cắn người, anh cũng đừng chấp nhất. Trương Dân Cường đi từ đằng xa đến rồi dùng giọng vang dội nói, chưa nói đến chuyện Vương Lục Thuận chưa đi vào trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, dù là vào trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh cũng có thể nghe thấy. Vương Lục Thuận chợt khựng người lại, sau đó nhanh chóng chui vào phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Một tiếng ầm vang lên, cửa ban công bị đóng lại thật mạnh. Bí thư Vương, chỉ công tác với anh hơn 2 tháng, tôi cảm thấy rất đã ghiền, thật sự làm cho người ta tiếc nuối, nhưng tôi tin tưởng sau này chúng ta nhất định sẽ vẫn có cơ hội ở cùng một chỗ. Trương Dân Cường dùng ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Tôi cũng tin tưởng chúng ta có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ không nói đến chuyện tiễn đưa. Nghe nói ngày mai huyện ủy sẽ tuyên bố điều lệnh, nhưng chỉ cần điều lệnh này còn chưa xuống, tôi vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, tôi vẫn phải phụ trách công tác ở xã Tây Hà Tử. Trước khi chết anh Tả muốn báo cáo với tôi về vấn đề của công tác xây dựng và sửa chữa 20 điểm trường tiểu học trong xã, bây giờ anh ấy đã chết, tôi cũng sắp rời khỏi xã Tây Hà Tử, nhưng tôi cũng không thể làm cho chuyện này bị người ta che giấu, không thể để cho các em học sinh trong xã phải ở trong những ngôi trường không an toàn. Thường Hữu, cậu đi thông báo cho tất cả công nhân viên chức, 20 phút sau chúng ta bắt đầu tiến hành điều tra đối với tất cả các trường học, nhớ kỹ, mang theo một chiếc máy ảnh, một chiếc máy ảnh. Vâng, Bí thư Vương. Chu Thường Hữu đồng ý, sau đó hắn xoay người chạy về phía văn phòng. Bí thư Vương, nói cho cùng thì tôi là người xã Tây Hà Tử, chuyện này nếu thiếu tôi thì chẳng phải đâm vào cột sống của xã sao. Cửu Gia Thành nhanh chóng đi đến với hơn chục viên cán bộ đi chung quanh. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cửu Gia Thành, hắn khẽ gật đầu. Thế là các cán bộ công nhân viên chức của ủy ban nhanh chóng tụ tập đông đủ, những người này phần lớn là cán bộ bản địa,
bọn họ vừa nghe Bí Thư Vương nói điều tra hơn 20 điểm trường trong xã, kẻ nào cũng tỏ ra kích động. Bọn họ là cán bộ bản địa, bọn họ sao không nghe tin đồn ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu ở hạng mục xây dựng sửa chữa trường học trong xã. Nhưng bọn họ cũng chỉ là những cán bộ công nhân viên bình thường, cũng không cần biết bọn họ có bất mãn hay không, bọn họ cũng không thể lên tiếng, đỡ phát sinh tình huống súng bắn chim đầu đàn, mang đến những phiền toái không cần thiết với mình. Nhưng lần này là Bí Thư Vương dẫn đầu điều tra, bọn họ lập tức có lá gan, dù thế nào thì đám cán bộ bản địa cũng có tâm tư như vậy. Hơn 20 phút sau, hơn 80 công nhân viên đã tập trung đầy đủ, đồn công an dưới sự dẫn dắt của phó chỉ đạo viên đã chạy xe cảnh sát đến ủy ban xã. Xuất phát! Vương Tử Quân nhìn đám cán bộ tụ tập quanh mình, hắn vung tay lên lớn tiếng ra lệnh. Xe jeep, xe máy, xe đạp tạo thành một đoàn xe như hồng thủy vỡ đê, tất cả phóng ra khỏi ủy ban xã Tây Hà Tử. Chủ tịch Triệu, mau gọi điện thoại cho Bí Thư Tiền, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Vương Lục Thuận nhìn dòng người gào thét phóng qua cổng ủy ban, hắn lảo đảo chạy vào phòng làm việc của Triệu Liên Sinh rồi lớn tiếng nói. Triệu Liên Sinh đang hút thuốc, biểu hiện của hắn lúc này cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Vương Lục Thuận, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười khinh thường và vui vẻ. Cũng không trách Vương Tử Quân không thuận mắt Vương Lục Thuận, mới nghe gió đã tưởng có mưa, bên kia có chút động tĩnh thì bên này đã rối loạn đội hình, như vậy sao có thể phân ưu giải hạn cho mình. Chủ tịch Triệu, chủ tịch Triệu. Vương Lục Thuận căn bản không thể nào hiểu được ý nghĩ của Triệu Liên Sinh, hắn tưởng rằng Triệu Liên Sinh không nghe thấy, thế nên tiếp tục hô lên vài tiếng. Hô cái gì mà hô, vô tích sự như vậy sao? Nếu đã không cản được thì biết làm gì hơn. Bí Thư Tiền tính rất tốt, đã điều Vương Tử Quân đi, thế nhưng ông ấy không ngờ 20 điểm trường kia vẫn còn ở lại, nào có thể chuyển đi được. Đây chính là lỗ hổng lớn của Bí Thư Tiền. Vương Tử Quân bây giờ ra tay, nếu không làm tốt thì Tiền Học Bân chỉ có đường chết. Triệu Liên Sinh nói, hắn ném điếu thuốc đã hút gần hết xuống đất, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Mặt trời đã ngã về Tây, ánh nắng như màu máu. Đáng tiếc là không thể ở cùng một chỗ với bọn họ. Một cảm giác tiếc nuối chợt bùng lên trong lòng Triệu Liên Sinh, hắn nhìn ủy ban vắng vẻ mà nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi của đối thủ, chợt sinh ra cảm giác buồn vô cớ. Bí Thư Vương, phía trước là trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh. Chu Thường Hữu chỉ vào ngôi trường tiểu học Hồng Lĩnh mới xây được một nửa rồi lớn tiếng nói. Đi vào. Vương Tử Quân nói rồi bước ra khỏi xe jeep đi về phía trường tiểu học. Trương Tự Cường, Cửu Gia Thành, Chu Thường Hữu theo sát Vương Tử Quân đi đến trường tiểu học Hồng Lĩnh. Các anh là ai? Nơi này là trọng điểm xây dựng, ai cho các anh tự tiện đi vào? Một tên thanh niên hơn 20 tuổi có bộ dạng lưu manh vừa thấy vài người tiến vào thì chợt ngẩn ngơ, sau đó lớn tiếng nói. Lúc này nào ai có thời gian quan tâm đến những kẻ bảo kê thế này? Chu Thường Hữu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, sau đó hắn vung tay với đám đội viên phòng ngự sau lưng, tên thanh niên kia nhanh chóng bị kéo đi. Tên thanh niên kia cũng chỉ là loại người thích bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh mà thôi, thật sự là một chiếc lò xo, nếu anh yếu thì hắn mạnh, nếu anh mạnh thì hắn rụt về. Lúc này vừa thấy tình hình không đúng thì vẻ mặt trắng bệch, căn bản là không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Làm gì, các anh đến làm gì? 10 tên công nhân nghe được động tĩnh thì nhanh chóng tiến đến vây quanh. Đến đây, các vị đang làm việc ở bên trên kia xuống đây nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân vừa móc thuốc mời vừa nói với những công nhân đang xây dựng bên trên. Những công nhân trong đội thi công vào lúc này phần lớn đều là thôn dân phụ cận, người dân nơi đây có tính cộng đồng cao, đánh không sợ nhưng kính lại sợ, nếu như Vương Tử Quân đến đây la hét lớn tiếng, sẽ thật sự không có hiệu quả như vậy. Đám công nhân làm việc bên trên liên tục đi xuống, Vương Tử Quân lần lượt phát thuốc cho từng người, sau đó nói. Các vị, chúng tôi là người của ủy ban xã, muốn đến xem tình huống xây dựng ở chỗ này là thế nào rồi, chờ các anh xây dựng xong, đám trẻ có thể tiếp tục đi học. Đám công nhân nhận thuốc, sau đó đưa lên mũi hít hà, cuối cùng nghe thấy đây là người của ủy ban xã thì có hơi trầm mặc. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngưng trọng của đám công nhân mà nói tiếp. Tất cả các vị. Chúng ta đều là người của xã Tây Hà Tử, sau khi công trình làm xong thì học sinh sẽ phải đi học, vì thế tôi muốn hỏi mọi người, nếu con em đến đây đi học, ngôi trường này đủ an toàn sao? Đám công nhân do dự càng thêm chần chừ, lúc này cán bộ ủy ban càng chạy về phía ngôi trường đang xây giang dở. Chu Thường Hữu nhanh tay lẹ mắt cầm lấy máy ảnh liên tục chụp hình. Nhị thúc, chú đừng nói nữa, lời này cháu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi,
cháu không thể nào tiếp tục làm công việc này nữa, cháu cũng không muốn cho con cháu của mình phải đi học trong một ngôi trường thế này. Một tên công nhân hơn 20 tuổi lên tiếng, sau đó ném chiếc mũ bảo hộ của mình xuống đất nói. Bí thư Vương, tôi nói thật với anh, cái công trình này thật sự là bã đậu, không chút nào hợp cách. Vì che giấu tai mắt của mọi người mà bọn họ dùng gạch tốt xây bên ngoài, sau đó dùng loại rác rưởi không đáng tiền đắp vào bên trong, phòng học nhìn có vẻ rất tốt, thế nhưng một thời gian sau đó sẽ rất có nguy cơ bị sập. Có tên công nhân trẻ tuổi kia lên tiếng, đám công nhân còn lại cũng bắt đầu mở miệng. Bí thư Vương, bọn họ xây dựng không dùng nhiều xi măng, phần lớn đều là bùn nhão. Bí thư Vương, những chỗ nên dùng thép thì bọn họ lại dùng cây sắt, đây rõ ràng là lừa gạt. Trong tiếng la hét ầm ĩ, có một số công nhân đưa Chu Thường Hữu chạy tới chạy lui, chụp lại những hình ảnh kiến trúc không hợp cách. Trương Tự Cường dẫn theo vài vị cán bộ đi thăm dò khắp bốn phía, bọn họ nhanh chóng chứng thực lời nói của công nhân. Cửu Gia Thành còn đặc biệt đưa người đi xem xét những khối gạch đỏ. Chỉ cần khẽ dùng sức thì gạch sẽ vỡ thành hai nửa, trong lòng gạch có một tầng đất mềm, điều này làm cho gương mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bí thư Vương, tôi tìm được sổ sách của bọn họ. Trác Trường Vĩ kích động cầm lấy một quyển sổ chạy ra. Vương Tử Quân nhìn đám người kích động ở chung quanh, trong lòng dần yên tĩnh trở lại, vài mệnh lệnh được phát ra, tất cả được sắp xếp đâu vào đấy. Dưới mệnh lệnh của bí thư xã, đám cán bộ nhanh chóng tỏa ra khắp các điểm trường. 2 giờ trôi qua, hàng chồng chứng cứ đặt trước mặt Vương Tử Quân. Chu Thường Hữu ôm thật chặt chiếc máy anh, dù là một khắc cũng không buông. Vương Tử Quân nhìn bức tường chỉ cần dùng sức đẩy là đổ ở trước mặt, Vương Tử Quân móc điện thoại ra. Ái quân, chứng cứ đã siêu tầm xong, có thể ra tay. Âm thanh của Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng từng chữ đều nặng nề giống như có ngàn quân. 10 tên cảnh sát hình sự thân tín được Chu Ái Quân giữ lại, bây giờ nghe được lệnh của hắn. Bọn họ nhanh chóng phóng đi về bốn phương tám hướng như mãnh hổ. Trong một quán trà đèn đuốc sáng trưng, vài người đang chơi mạt chược, kẻ thắng thì vẻ mặt vui sướng, kẻ thua thì hùng hùng hổ hổ. Lão nhị, đừng làm cho mọi người mất vui được không? Vương Tử Quân sắp phải cút đi, cuộc sống sau này sẽ tốt, không phải là mấy trăm đồng sao? Tôi cho cậu là được. Tên đàn ông xăm một con rồng trên tay cũng không thèm quan tâm mà đẩy một mớ tiền về phía đối diện. Ha ha ha. Cảm ơn đại ca, nếu không còn Vương Tử Quân ngăn cản đường tài lộ của chúng ta, như vậy sau này lợi nhuận sẽ bùng phát. Lão nhị tiếp nhận tiền, gương mặt tràn đầy nụ cười, nhưng còn chưa kịp nói xong thì 10 tên cảnh sát mặc thường phục xông vào. Các anh muốn làm gì? Tôi nói cho các anh biết, ông chủ của chúng tôi là Tiền Thiếu Phương thiếu gia. Tên đàn ông xăm hình rồng chợt gào lên với đám cảnh sát, nhưng tiếng nói của hắn không có chút tác dụng, một bộ còng tay lạnh băng đã giữ chặt lấy tay hắn. Lúc Chu Ái Quân hành động thì Vương Tử Quân mang theo chứng cứ gõ cửa nhà Tạ Xuân Lai, lúc này nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân mà Tạ Xuân Lai không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ không phải là đối phương muốn mình hỗ trợ đấy chứ. Khi Tạ Xuân Lai đang suy đoán thì Vương Tử Quân đã đẩy một mớ chứng cứ đến rồi nói. Bí thư Tạ, đây là những căn cứ chính xác về công trình bã đậu của công ty xây dựng Hồng Tinh, tôi muốn cầu ngài điều tra đám sâu mọt này đến cùng. Nhà của Tiền Học Bân chính là căn số 9 trong khu biệt thự dành cho cán bộ lãnh đạo huyện Hồng Bắc, nhìn qua thì căn biệt thự như vậy có vẻ bình thường, nhưng nếu tiến vào bên trong thì mới biết thư thái ra sao. Trong sân có hòn giả sơn, có suối phun, có bàn ghế đá, nước chảy róc rách, một năm hoa nở bốn mùa, rất có ý cảnh thế ngoại đào viên. Đi vào cửa chính đập vào mắt là một mặt cỏ xanh mướt, một con đường nhỏ dùng đá sắp xếp nối từ cổng về phía phòng khách. Hơn nữa chủ nhân của biệt thự là lãnh đạo cao cấp trong huyện. Thế nên những thứ được sử dụng trong nhà đều là xa xỉ. Nhưng hôm nay cổng chính Tiền ra cửa đóng then cài, ngay cả cửa nhà thường hay mở cũng đóng lại, thái độ khác thường này chỉ có thể nói rõ một việc, những kẻ muốn đến tiếp kiến xem như chỉ có thể đi về, vì hôm nay chủ nhân có việc gấp. Tuy cách thức tuyên bố không một tiếng động này làm cho đám cán bộ chờ trời tối đến thăm nhà phó bí thư thật sự không cam lòng, nhưng tâm tư của lãnh đạo nào bị những tiểu nhân vật như bọn họ chi phối. Bọn họ thất vọng cũng chỉ có thể quay về nhà mà thôi. Bố, con kính bố một ly. Tiền Thiếu Phương cung kính nâng ly rượu lên rồi nở nụ cười nói với Tiền Học Bân. Tiền Học Bân khẽ gật đầu với con trai, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu vào bụng. Tiền Thiếu Phương vội vàng rót đầy ly cho bố mình, lúc này mới dùng giọng vui vẻ nói. Bố, lúc này đã nắm bắt Phương Tử Quân, con xem trong huyện Hồng Bắc này còn ai không dám nghe lời mời của bố.
Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, hì hì, ghế nóng đổi thành vị trí ghẻ lạnh, để xem sau này tên họ Vương kia còn gì để kiêu ngạo. Bốp! Tiền Học Bân vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con mình, lại dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cậu là súc sinh chết tiệt, cậu còn mặt mũi để nói vậy sao? Nếu như không phải cậu lôi ra những đống cứt như vậy, cha cậu phải chạy đi chùi đít à? Cha cậu phải khuất phục Tôn Lương đống sao? Tiền Học Bân càng nói càng giận, lão cầm đũa muốn gõ xuống đầu Tiền Thiếu Phương, nhưng lão còn chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị một bàn tay mập chặn lại. Anh Tiền, sự việc đã qua, con cũng biết sai, nói ra thì anh làm cho cũng không có bản lĩnh, nếu như có thể khuất phục tên họ Vương kia, con của tôi cần gì phải làm chuyện này. Vợ của Tiền Học Bân chính là chủ tịch hội phụ nữ huyện Hồng Bắc, dù đã hơn 50 nhưng cách ăn mặc vẫn rất phù hợp, nhìn qua giống như chỉ mới 40. Nhưng Tiền Học Bân thật sự có chút e ngại với vợ mình, bố vợ của lão năm xưa là trưởng phòng tổ chức huyện Hồng Bắc, chính vì trở thành rể hiền của trưởng phòng tổ chức mà lão mới có thể ra roi thúc ngựa trên con đường làm quan, mới lấy được vị trí hiện tại. Tiền Học Bân nghe thấy vợ lên tiếng càn quấy thì cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó nâng ly tiếp tục uống rượu. Bố, ngày mai sẽ tuyên bố Vương Tử Quân đi đến mặt trận Tổ quốc, còn có nên cho hắn biết thế nào là nhục mặt không? Tiền Thiếu Phương có chỗ dựa là mẹ, thế nên hắn lại ngồi thẳng người nói với Tiền Học Bân. Chương 150, tôi dùng danh nghĩa của thần để cảnh cáo anh, phàm nhân chớ quấy rầy. Thôi, Vương Tử Quân này không dễ chọc, lúc này nếu không vì chuyện của Tả Vận Xương mà vỗ bàn với bí thư Tôn Lương Đống, sợ rằng muốn động vào hắn cũng không dễ. Điều bây giờ cậu cần làm chính là hạ thấp tư thái, dù thế nào cũng phải chờ chuyện này đi qua, xem xét động tĩnh rồi bàn bạc kỹ hơn. Tiền Học Bân cảm thấy con mình đúng là thanh niên nhiệt huyết, làm việc gì cũng cực kỳ bốc đồng, lại không giỏi về tâm kế, so với mình thật sự là kém xa. Có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sẽ đào hang, nhưng con mình sao lại là một đứa ngốc nghếch như thế này. Tiền Học Bân càng nghĩ càng phiền, nhưng dù thế nào thì con cũng là con, chút máu mủ tình thân là không thể nào lau đi, dù có căm tức cũng vẫn phải bày ra mưu đồ cho con trai của mình phát triển trong tương lai. Con nhớ kỹ rồi, thưa bố. Tiền Thiếu Phương tuy luôn miệng đồng ý nhưng trong lòng lại không cho là đúng, hắn thầm hạ quyết tâm, dù thế nào thì cơn tức này cũng không thể nào bỏ qua cho được, Tiền công tử này chưa từng chịu uất ức như thế bao giờ. Chút biểu hiện mờ ám của Tiền Thiếu Phương nào có thể qua mắt cáo giả Tiền Học Bân. Nhưng Tiền Học Bân mở miệng muốn nói lại thôi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiền Học Bân nghe thấy tiếng gõ cửa như vậy mà chau mày, người kia là ai? Lẽ ra là người trong thể chế thì phải hiểu quy củ, cửa nhà mình đã khóa, không nên quấy rầy mới đúng. Chẳng lẽ người đến gõ cửa cũng không phải là tiếp cận mình? Tiền Thiếu Phương nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, trong lòng hắn thầm vui vẻ, thầm nghĩ đến rất đúng lúc mình nguy khốn thì có kẻ đến giải vây, ông cụ đứng trước mặt người ngoài sẽ không có ý răn dạy mình. Dù Tiền Thiếu Phương thầm cảm thấy có chút may mắn nhưng ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nói. Con bà nó! Đây là tên khốn nào không có mắt, người ta muốn dùng cơm cũng không được thanh tính. Tiền Học Bân trừng mắt nói. Đi ra mở cửa. Tiền Học Bân cũng không quan tâm đến con mình, lão dùng đũa gắp một miếng cải trắng, chậm rãi thưởng thức. Tiền Thiếu Phương nhìn bộ dạng cha mình thì hiểu ngay, tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đi ra mở cửa. Ôi, bí thư Tiền không có ở nhà, để mai hãy đến. Tiền Thiếu Phương nói rồi mở cửa. Khi Tiền Thiếu Phương mở cửa thì một luồng sáng mạnh chiếu vào mắt, hắn nhắm mắt lại theo bản năng, ngay sau đó đã bị đè xuống. Tiền Thiếu Phương còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy có người hô lên. Hắn chính là Tiền Thiếu Phương, mau bắt lại. Khi âm thanh kia vang lên thì sáu cánh tay có lực đè Tiền Thiếu Phương xuống đất. Tiền Thiếu Phương từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, được nuông chiều từ bé, nào từng gặp qua trận thế như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một tờ giấy chấp pháp. Sau đó hai tay bị còng lại. Tiền Thiếu Phương vốn là kẻ trong lòng có quỷ, bây giờ thấy chiếc còng sáng loáng ép lên tay mình, hắn không khỏi hoảng hốt lớn tiếng xin giúp đỡ. Bố, mau cứu con, có kẻ cướp. Một tiếng gào của Tiền Thiếu Phương đã phá vỡ bầu trời yên tĩnh, không những chỉ là Tiền Học Bân đang ngồi trong phòng khách uống rượu, dù là những vị lãnh đạo ở trong khu vực dành riêng cho huyện ủy cũng bị đánh thức. Tuy Tiền Học Bân vừa rồi mở miệng mắng con nhưng dù sao đó cũng là con. Chính mình đánh tát vài cái là không có vấn đề, nhưng nếu bị người ngoài ức hiếp thì đừng hòng. Sau khi nghe được câu nói yêu cầu trợ giúp,
Tiền Học Bân chợt cảm thấy tim mình đập mạnh lên, lão ném chén rượu mà chạy ra ngoài cổng. Tiền Học Bân đã không đánh đấm nhiều năm, nhưng vào giờ khắc này trong lòng chợt bùng lên luồng khí hung hãn, lão phóng đến như gió, sau đó cầm chiếc xẻng ở bên ngoài lên nói. Các anh là ai? Mau thả con tôi ra. Vợ của Tiền Học Bân chạy theo phía sau có vẻ trấn định hơn rất nhiều so với ông chồng chạy phía trước, bà bình tĩnh bật đèn lên, dưới ánh đèn sáng thì Tiền Học Bân thấy 8-9 vị cảnh sát đang đứng trước cổng nhà mình, còn con mình đang bị bọn họ bắt giữ. Khi thấy là cảnh sát thì Tiền Học Bân thở dài một hơi, lão là phó bí thư huyện ủy, lão có hàng trăm lý do không sợ cảnh sát. Lúc này lão buông chiếc xẻng trong tay xuống đất, khí thế của lãnh đạo lại bùng phát. Tiểu đồng chí, các anh chấp hành công vụ gì vậy? Biết rõ nơi này là chỗ nào chứ? Tôi thấy có lẽ các anh nhận lầm người rồi. Thế này đi, gọi lãnh đạo của các anh đến đây. Tiền Học Bân vừa nở nụ cười vừa chỉ vào đám cảnh sát, vẻ ngạo nghễ trên mặt là khó thể che giấu. Vài tên cảnh sát đối mặt với phó bí thư huyện ủy cũng có chút bối rối, nhưng viên cảnh sát đi đầu lại tiến lên dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Chào bí thư Tiền, tôi là Chu Ái Quân, là phó cục trưởng cục công an huyện. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ Tiền Thiếu Phương có liên quan đến một vụ án giết người, cần đưa cậu ấy về cục công an để hỗ trợ điều tra, đây là lệnh bắt. Chu Ái Quân nói rồi đưa một tờ giấy đến trước mặt Tiền Học Bân. Chu Ái Quân là ai? Tất nhiên Tiền Học Bân biết rất rõ, tên khốn này chính là đối tượng đả kích tiếp theo của lão. Cũng không phải lý do gì khác, chẳng qua tên này là bạn đáng tin của Vương Tử Quân, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn nhìn những vật này, Chu Ái Quân. Bây giờ tôi ra lệnh cho anh, lập tức thả người. Tiền Học Bân thấy chát bắt người của Chu Ái Quân thì nhiệt huyết bùng lên, trái tim như bắt lửa, cả ổ bụng bị thiêu đốt, lửa cháy hừng hực, miệng khô nóng, cuống họng rát bỏng. Còn bà nó, Vương Tử Quân này rõ ràng là trả thù mình, ngay cả con trai mình cũng không bỏ qua, quá ác độc rồi. Nếu như không phải nắm giữ chứng cứ xác thực thì Chu Ái Quân cũng sẽ có 3 phần kiêng kỵ vị phó bí thư Tiền Học Bân này, nhưng bây giờ sự thật và bằng chứng như núi. Tiền Thiếu Phương là kẻ tạo ra công trình rác rưởi ở xã Tây Hà Tử, thậm chí còn là hung thủ giết chết Tả Vận Xương, Chu Ái Quân không có gì phải sợ. Thật xin lỗi, bí thư Tiền, tôi đang chấp hành công vụ, xin anh cũng hiểu và giúp đỡ cho, đơn thuần là mệnh lệnh hành chính không thể thay thế cho quy định pháp luật, dựa theo nguyên tắc lảng tránh, anh không nên can thiệp vào việc này. Chu Ái Quân nói rồi hừ lạnh một tiếng. Mang đi. Chu Ái Quân nói thật sự giống như một cái tát vang dội lên mặt Tiền Học Bân. Trong khoảnh khắc này cơ thể Tiền Học Bân chợt hơi run, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Nhưng sự việc này đến quá đột nhiên, nó có liên quan đến tính mạng của con mình, dù lão có thế nào cũng phải làm cho rõ ràng. Chu Ái Quân, nếu anh dính vào vụ này, ngày mai tôi sẽ cho anh mất chức phó cục trưởng. Tiền Học Bân dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Chu Ái Quân, giọng điệu khó thể kiềm chế. Cách chức của tôi, bí thư Tiền, ngài cảm thấy mình có thể làm được sao? Chu Ái Quân cũng đã nổi nóng, hắn lập tức xông lên, vài tên cảnh sát cũng dựng Tiền Thiếu Phương lên kéo ra ngoài. Bố, mau cứu con với, bố, con không muốn đi vào, bố, ngài mau cứu con. Tiền Thiếu Phương lúc này đã biết sự việc bại lộ, nếu bị đưa vào đồn công an, trải qua vài lượt thẩm vấn sẽ bị bại lộ, mà chờ mình phía trước sẽ là kết quả lành ít dữ nhiều. Các người thả con trai tôi ra, nếu không tôi liều mạng với các người. Vợ Tiền Học Bân là chủ tịch hội phụ nữ huyện Hồng Bắc, bà lấy hết can đảm, cũng không quan tâm đến phong độ của một cán bộ cấp chính khoa, bà hóa thân thành một con sư tử cái, gào thét phóng về phía đám cảnh sát. Đối mặt với bà vợ điên cuồng của Tiền Học Bân, đám cảnh sát cảm thấy có chút khó khăn, đúng lúc này có vài người chạy đến, bọn họ còn cầm gậy gộc trong tay. Có chuyện gì xảy ra? Ai dám gây rối ở chỗ này? Bảo vệ không biết làm ăn thế nào sao? Tối hôm nay ai trực ban? Một âm thanh uy nghiêm vang lên, bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống đi đến, sau lưng là Hồng An Trạch cầm theo một cây gỗ, bộ dạng giống như muốn hộ tống bí thư huyện ủy. Chu Ái Quân cũng có dự đoán về tình huống này, nhưng hắn thật sự không ngờ vài vị lãnh đạo thường ủy huyện ủy bình thường uy phong lẫm liệt, bây giờ mặc cả đồ ngủ kéo con trẻ chạy đến, thậm chí còn có một vị thường ủy mặc quần ngủ hoa hòe, cầm trong tay một cây gỗ chạy đến, bộ dạng này thật sự quá khôi hài. Đám người này làm lãnh đạo quá lâu. Bây giờ cầm trong tay vài khúc cây sẽ có thể phòng được kẻ cướp sao? Chào bí thư Tôn, tôi là phó cục trưởng thường vụ cục công an huyện, là Chu Ái Quân, tôi phụng mệnh đến bắt người hiềm nghi. Chu Ái Quân nói rồi cúi chào cực kỳ tiêu chuẩn với Tôn Lương Đống.
Vài tên thường ủy đang cầm gậy gộc nghe thấy người đến là cảnh sát cục công an huyện thì mói thở dài một hơi, lúc này mới ý thức được mình đang mặc áo ngủ chạy đến, trong tay còn cầm gậy gỗ, bộ dạng quá bất nhã, thế là vội vàng ném vũ khí xuống đất. Chu Ái Quân, anh thật to gan, ai cho anh lá gan lớn như vậy, ai cho anh chạy vào khu thường ủy bắt người. Trong mắt anh còn có đảng, còn có chính quyền nữa không? Tôi thấy trong này có ai là người xấu? Tôn Lương Đống thật sự nén giận, người của cục công an chạy vào khu thường ủy huyện ủy bắt người, rõ ràng là muốn bôi đen thể diện của mình. Bí thư Tôn, mong ngài hiểu và giúp đỡ công tác của tôi, lúc này tôi đang chấp hành công vụ. Chu Ái Quân nói rồi đưa lệnh bắt người về phía trước. Tiền Thiếu Phương khả nghi xây dựng 20 điểm trường tiểu học kém chất lượng ở xã Tây Hà Tử, cũng kèm theo tội danh sát hại bí thư ủy ban tư pháp Tả Vận Xương của xã Tây Hà Tử. Chúng tôi đã được bí thư Tạ Xuân Lai đồng ý, bây giờ đến bắt người theo đúng pháp luật. Tôn Lương Đống tiếp nhận lệnh bắt người của Chu Ái Quân, vẻ mặt càng thêm âm trầm, giờ khắc này lão mới phát hiện ra sự việc rất khó giải quyết. Tuy trong lòng lão hiểu rõ tất cả là do Vương Tử Quân đánh trả, nhưng dưới tình huống này thì dù lão là bí thư huyện ủy cũng không thể làm gì hơn. Bình thường cục công an phá án thì dù anh có quan cao chức trọng cũng đừng hòng nói được gì, ít nhất thì cũng không thể nào quấy nhiễu được. Đã xin chỉ thị của bí thư Tạ rồi sao? Chuyện này sao tôi không biết? Vẻ mặt Tôn Lương Đống chợt biến đổi, lão lạnh giọng nói. Chu Ái Quân khẽ cắn răng, hắn định lên tiếng thì bí thư ủy ban tư pháp Tạ Xuân Lai ở phía sau lên tiếng. Bí thư Tôn, tôi nghĩ sự việc khẩn cấp, không nên quấy rầy giấc ngủ của anh, việc này cũng không cần anh phải quan tâm, thế cho nên mới không thông báo. Hơn nữa Tiền Thiếu Phương này một không phải là cán bộ đảng viên. Hay không phải là ủy viên mặt trận Tổ quốc, không phải đại biểu quốc hội, bắt một người liên quan đến vụ án, thực chất chỉ cần sử dụng lực lượng cảnh sát của đồn công an thị trấn là được. Trình tự lần này không có chút vấn đề nào, ngài nói xem có đúng không, bí thư Tôn. Tạ Xuân Lai nói vô cùng khách khí nhưng giọng điệu rất cứng rắn, đây là sự thật mà ai cũng có thể cảm nhận được. Vẻ mặt bí thư Tôn chợt biến đổi, nhưng lão chợt ý thức được mình phạm phải sai lầm. Tiền Thiếu Phương này dù là con của Tiền Học Bân nhưng lại không có dính dáng gì đến đảng ủy chính quyền. Tạ Xuân Lai nói rất hay, Tiền Thiếu Phương không phải là gì cả, chỉ là một người bình thường của xã hội, căn bản không cần báo cáo với bí thư huyện ủy như mình. À, Xuân Lai, chứng cứ vô cùng xác thực sao? Vẻ mặt Tôn Lương Đống chợt biến đổi, lão không tự chủ được phải hỏi. Đồng lõa của Tiền Thiếu Phương đã bị bắt. Ba tên tội phạm giết người dưới sự chỉ đạo của Tiền Thiếu Phương cũng đã đứng ra làm chứng, đồng thời đã khai báo rất rõ ràng. Tạ Xuân Lai nói bằng giọng rất có khí phách. Đồng chí Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử đã điều động cán bộ ủy ban đến các công trình trường tiểu học để xem xét, có chứng cứ vô cùng xác thực, có hình ảnh và tư liệu rõ ràng. Những công trình kém chất lượng kia nếu dùng cho học sinh thì thật sự là điên cuồng, việc này nếu không điều tra cho rõ thì thật sự là uổng phí làm quan phụ mẫu một phương. Thật sự phải xin lỗi các hương thân phụ lão trong huyện, bí thư Tôn. Tạ Xuân Lai nói rất trầm trọng làm cho Tôn Lương Đống cũng có chút sợ hãi, trong lòng lão hiểu rõ, tất cả là Vương Tử Quân phát lực, mà bây giờ việc mình muốn làm chính là rửa sạch những thứ có liên quan đến mình. Tôn Lương Đống là người tự tay thúc đẩy phương án điều chỉnh công tác của Vương Tử Quân, dù nó nằm trong phạm vi quyền lực của lão, nhưng những chuyện thế này nếu rơi vào trong tay của lãnh đạo thượng cấp, bọn họ sẽ có liên tưởng, cũng sẽ không suy nghĩ đơn giản như vậy. Chưa nói đến những thứ gì khác, hai chữ ngu ngốc sẽ ép lên đầu mình, nếu Tôn Lương Đống để lại cho lãnh đạo ấn tượng như vậy, tính mạng chính trị chắc chắn sẽ nhanh chóng kết thúc. Đồng chí Xuân Lai, chuyện này anh làm rất tốt, lúc bắt đầu tôi cũng không tin cán bộ đảng viên của chúng ta sẽ chết trên giường của tiểu thư, hôm nay sự thật đã chứng minh cán bộ chúng ta có thể chống lại khảo nghiệm, có thể đánh trận ác liệt, có thể vào trong đội ngũ sắt thép. Tốt. Rất tốt, tôi đại biểu cho huyện ủy chính quyền thỉnh công các anh. Lời nói của Chủ tịch Ngưu Vạn Thần rất rõ rạc, điều này làm cho gương mặt của Tiền Học Bân càng thêm tái nhợt. Không những Tiền Học Bân cảm thấy không thoải mái, lúc này ngay cả Tôn Lương Đống cũng khó chịu, lão thầm mắng. Tên khốn Ngưu Vạn Thần, lúc này lại mở miệng cướp lời của ông, muốn chết sớm sao? Vấn đề này còn chưa được định tính, bây giờ anh đã chủ động lên tiếng cho Tả Vận Xương. Bản lĩnh này rõ ràng là mã bắt pháo, con bà nó. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng bí thư Tôn vẫn biểu hiện của một vị chính khách cao thâm, lão mỉm cười dùng giọng khẳng định nói. Chủ tịch Ngưu, nói cho cùng thì chuyện này cảnh sát của chúng ta làm rất tốt, tôi bây giờ muốn nói vài lời, chuyện này dù liên quan đến ai cũng phải xử lý thật nghiêm, nghiêm trị không tha.
Vẻ mặt Tiền Học Bân trở nên cực kỳ âm trầm, trong lòng chợt sinh ra cảm giác cực kỳ xấu, chính mình sao thể ngăn cơn sóng vào lúc này được. Lão nhìn đám thường ủy huyện ủy đang lên tiếng đấu tranh với tội phạm như Tiền Thiếu Phương, lão nào không biết đám người kia ông say không phải vì rượu. Không phải đang lên tiếng phê phán mình sao? Tiền Học Bân nhìn tình huống trước mắt mà sao không hiểu người thúc đẩy phía sau là ai? Lão vừa nghĩ đến gương mặt bình thản tuấn tú của tên thanh niên kia, tuy nhìn qua có vẻ trẻ con, nhưng đây lại là một kẻ trưởng thành, rất có phong thái chính khách, người này ra tay bất ngờ, luôn không có động tĩnh và bí hiểm. Trong lòng Tiền Học Bân chợt bùng lên thủy triều vô tận, lão thật sự hối hận. Nếu thời gian như một chiếc xe hơi, nếu có thể tùy ý chuyển xe thì Tiền Học Bân tình nguyện quay về, lão sẽ dùng hết sức để nối lại mối quan hệ tốt đẹp với Vương Tử Quân. Lão muốn có một cuộc sống bình ổn, an lành, nhưng đến bây giờ bánh xe thời gian không nghe theo lời lão, coi như đã bất lực. Chính mình nhàn rỗi không có việc gì, tự dưng dây vào Vương Tử Quân làm gì? Không chịu làm tốt công tác của một vị phó bí thư, cần gì phải gây khó cho một tên có thù tất báo. Hơn nữa sau vài lần so chiêu thì chính mình luôn rơi vào thế hạ phong, sao không khôn ngoan nhìn xa trông rộng, không thể trêu vào sao không tránh đi. Biết rõ núi có hổ mà vẫn đi, như vậy thì quá tốt, chính mình rơi vào tình huống nát cửa tan nhà, nhưng chỉ sợ chức vụ phó bí thư huyện ủy cũng khó giữ lại được. Cục trưởng Chu, các anh về phá án trước đi, ngày mai tôi sẽ dẫn 4 bộ ban ngành đến cục công an để tự mình an ủi mọi người. Tôn Lương Đống chờ các vị thường ủy lên tiếng xong thì cũng dùng giọng tràn đầy quan tâm nói. Khi Chu Ái Quân chuẩn bị cúi chào bỏ đi, vị bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống lại tiến lên vỗ vai Chu Ái Quân nói. Cục trưởng Chu, phá án thì phá án, nhưng các đồng chí mệt nhọc cũng nên được nghỉ ngơi, nên dùng cơm cứ dùng cơm, nếu kinh phí không đủ thì cứ báo cáo cho khối chính quyền. Nhớ kỹ, dù có bất kỳ điều gì xảy ra sau này thì tôi và Chủ tịch Ngưu sẽ làm hậu thuẫn cho anh. Chu Ái Quân đối mặt với biểu hiện thay đổi nhanh như tắc kè hoa của bí thư huyện ủy cũng không khỏi cảm thấy chóng mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, người ta thay đổi vẻ mặt xoành xoạch mà tim không đập nhanh, xem ra làm bí thư huyện ủy thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Mẹ, con không muốn đi, bọn họ oan uổng cho con, mẹ nên cứu con. Tiền Thiếu Phương vừa thấy đám thường ủy đi đến thì tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng không có vấn đề, không ngờ kết quả lại là thế này. Hắn nhìn đám cảnh sát muốn đẩy mình đi, bây giờ hắn chợt biến thành một cây gỗ mục ngâm vào nước, hắn không khỏi lớn tiếng khóc lóc và kêu gào cứu mạng. Lúc này đồng chí chủ tịch hội phụ nữ cũng khó thể nào bình tĩnh, bà nghe tiếng khóc của con trai mà đau như cắt gan ruột, cũng muốn xông lên. Bầu trời vốn yên tĩnh, bây giờ vì tiếng khóc than của hai mẹ con mà trở nên náo nhiệt. Các người cản Tiền phu nhân lại. Vẻ mặt Chu Ái Quân chợt biến đổi, sau đó hắn quay sang phân phó hai viên cảnh sát Khôi Ngô ở bên cạnh. Hai tên cảnh sát bị phân phó có chút khó xử, nhưng bọn họ vẫn tiến lên đón đầu Tiền phu nhân, tuy không thể ra tay đánh người nhưng lại có nhiệm vụ chặn đường. Đồng chí Tiền Học Bân, mời anh trông nom người nhà mình cho tốt. Tôn Lương Đống lúc này đã quay về với cảm giác bí thư huyện ủy của mình, lão không thể tiếp tục mặc kệ mà nói với Tiền Học Bân. Tiền Học Bân dù hận đến mức trong lòng nhỏ máu, lão tận mắt thấy con trai mình bị đưa lên xe cảnh sát mà không làm gì được, lại phải nhìn nụ cười hả hê của đám thường ủy bên cạnh, nhìn vợ khóc lóc gào thét mà cũng chỉ biết cắn răng mà thôi. Lão tuy cảm thấy rất đau nhưng cố gắng đứng thẳng người, sau đó chạy đến đỡ vợ mình lên. Chúng ta đi về nhà thôi. Bốp! Tiền phu nhân chợt cho ra một cái tát vang dội lên mặt bí thư Tiền. Tiền Học Bân, anh tính là phó bí thư chó má gì vậy? Con trai bị bắt đi mà anh lại làm rùa đen rút đầu, anh còn không bằng chó má, tôi sao lại gả cho loại người bất lực như anh. Vẻ mặt Tiền Học Bân chợt phồng lên như trái cà, lão không ngờ đứng trước mặt bao nhiêu vị thường ủy huyện ủy mà vợ không thèm nể mặt mình, thế là trong lòng cũng bùng lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết. Dưới tình huống bất đắc dĩ, lão chỉ có thể chụp lấy tay vợ đẩy vào trong nhà, tình huống rối loạn. Tôn Lương Đống và Ngưu Vạn Thần đưa mắt nhìn nhau, đều ăn ý đi ra ngoài cổng. Mà các vị thường ủy khác cũng không có hứng thú xem náo nhiệt, cả đám nhanh chóng đi về nhà mình, cũng không quan tâm tình huống ồn ào ở chỗ này. Tôn Lương Đống là người thích dậy sớm, nhưng lúc này lão nằm chằn chọc trên giường, dù thế nào cũng khó vỗ giấc ngủ, trong lòng lão chỉ có một người, đó là Vương Tử Quân. Tôn Lương Đống nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, lão chợt cho ra một quyết định, dù thế nào cũng phải chữa lại mối quan hệ với Vương Tử Quân. Tôn Lương Đống đưa tay cầm lấy điện thoại. Lão gọi điện thoại ra ngoài, trong lòng có nhiều lời muốn nói, thế nhưng bên kia không ai nghe máy.
Tôn Lương Đống chợt sinh ra cảm giác muốn đập bể điện thoại, nhưng lão là bí thư huyện ủy, lão không muốn so đo, chút lòng dạ nhẫn nhịn và phong độ như vậy vẫn là thứ lão nên có. Tôn Lương Đống áp chế cơn giận, sau đó lão gọi điện thoại cho thư ký của mình, để cho thư ký thông báo với xã Tây Hà Tử, ngày mai mình sẽ xuống xã Tây Hà Tử nghiên cứu và kiểm tra chỉ đạo công tác. Khi Tôn Lương Đống đang lo nghĩ nên chữa mối quan hệ với Vương Tử Quân như thế nào, lúc này Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng làm việc của Chu Ái Quân. Dù sự việc đã có 8-9 phần nắm chắc, nhưng nếu chưa kết thúc công việc, Vương Tử Quân vẫn không dám chủ quan, hắn cũng không muốn tự đẩy mình vào lạc quan quá sớm. Bí thư Vương, đã có kết quả. Chu Ái Quân đi đến trước mặt Vương Tử Quân nói. Tiền Thiếu Phương đã khai báo, chính hắn là kẻ đã cho ra âm mưu sát hại Tả Vận Xương, nguyên nhân là Tả Vận Xương ép hắn phải làm lại công trình. Nhanh như vậy sao? Vương Tử Quân nhìn ly trà còn sót lại một nửa mà giật mình nói. Vốn không nhanh như vậy, nhưng tiểu tử Tiền Thiếu Phương kia còn hít thuốc phiện, vừa rồi lên cơn nghiện, cái gì cũng chịu, nằm trên mặt đất khóc cha gọi mẹ, miệng sùi bọt mép, khó chịu đến mức muốn tự tử. Chu Ái Quân nghĩ đến bộ dạng của Tiền Thiếu Phương mà không khỏi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng của Tiền Thiếu Phương cũng nở nụ cười, hắn khẽ gật đầu nói. Anh đi báo cáo với bí thư Tạ, tôi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước. Trong mắt mọi người thì đây là một buổi tối không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng là một ngày mà mặt trời lặn về phía Tây, đều là thời gian dành cho con người nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay thật sự không yên tĩnh, điều làm cho nhiều người huyện Hồng Bắc không ngờ chính là có nhiều chuyện phát sinh và biến đổi, hơn nữa đó đều là những biến hóa long trời lở đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.